với Suntech, khu tổ chức, khu sân khấu của giải đấu của chúng ta. Vẫn là một sân khấu rất lung linh và đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần cấm và chọn ở trong bàn đấu đầu tiên. Trong bàn đấu này thì đội tuyển Nova Esports sẽ ở bên phần sân màu xanh và Rooster White ở bên phần sân màu đỏ. Đây là trận thi đấu BO5, đội tuyển chạm 3 sẽ là đội tuyển có được chiến thắng. Và Rooster White ở trong ván thi đầu tiên họ quyết định là sẽ ở bên phía đội đỏ. Tức là họ sẽ nghĩ rằng là mình sẽ là đội tuyển có thể có những cái bài đánh counter về đội hình đến từ bên phía của Nova Esports. Và điển hình như ở đây đó là người chơi nổi bật của chính đội tuyển này chính là Nguyễn Văn Long. Và chúng ta trong điểm qua một tí về những được cấm đến từ bên phía của cả hai đội Nova Esports. Họ đã cấm đi Varus của Luna, cấm đi con bài Sinh, mặc dù đội tuyển những đội tuyển Trung Quốc họ chơi con bài này cũng rất là tốt rồi. Bên cạnh đó họ cũng cấm Lucian. Bên kia thì họ cấm Senna và họ cấm Yumi, cấm luôn cả thì mình đó là con bài Kama. Rồi, và ba lượt cấm đến từ cả hai bên cũng đã được hình thành. Koki, vị tướng được lựa chọn nhất giải đấu từ vòng play cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang được thở ra và có thể được lựa chọn sớm đến từ bên phía của Nova. Nhưng mà nếu như bên phía của Nova Esports họ lựa chọn Koki thì bên phía Rooster White họ vẫn sẽ có thể lựa chọn con dây Camille, đúng, chính xác là như vậy. Thì bên phía Nova Esports họ quyết định là sẽ lựa chọn cho mình đó là con bài Koki ở trong ván thi đấu này. Đó, để xem Rooster White Camille cùng với dây họ có lấy luôn hay không, hay sẽ là một trong hai vị tướng đó và kết hợp với một vị tướng khác. Rồi, Camille có thể được nghĩ đến. Camille là một vị tướng mà cả Đô cũng như Rantel đều chơi một cách rất tốt ở cả đường trên cũng như là đường rừng ở trong xuyên suốt những khoảng thời gian gần đây. Kha'Zix được lấy trước dành cho bên phía của Rooster White, một trong những lựa chọn để bắt vào hàng sau của đối phương với lượng sát thương sốc là cực kỳ lớn nếu như xanh. Thực ra Kha'Zix và Zix tôi nghĩ là một bộ đánh hợp lý dành cho bên phía Rooster White. Cách vận hành của nó khá dễ dàng. Ngay lập tức có Lee Sin dành cho Long. Bên phía của Nova Esports đang thi đấu một cách rất gọi là không có nhiều cơ hội. Họ đang thi đấu một cách rất tập trung ở trong những lượt cấm và chọn của mình. Họ cũng đang có được cho mình những bộ đánh mạnh nhất ở thời điểm này. Đồng ý. Và để xem dây vẫn chưa cấm, liệu rằng có lấy được bên phía của Rooster White để họ tạo nên một cái bộ ba cấu rỉ cực mạnh. Chính là Kha'Zix cùng với đó là Zix và cả con bài dây nữa. Và nếu như dây được lựa chọn vào thì sẽ là một cái bộ đánh mà cực kỳ tối ưu dành cho chính vị tướng xạ thủ, cái sát thủ Kha'Zix này. Khi mà dây cùng với Zix cấu rỉ đối phương đủ lượng máu thấp nhất có thể, và khi đó thì việc của Đu anh ta khá là đơn giản, thành ra chỉ cần nhảy vào và quét đi những cái mạng đó. Với Camille dành cho bên phía của GJ thì tôi nghĩ rằng bên phía của Rooster White vẫn còn Raiden để lựa chọn vào ở lượt sau để có thể đi đối đầu với vị tướng này. Thì với JC ở lượt lựa chọn thứ 3, bên phía Rooster White sẽ có được thứ nhất là lượng sát thương về mặt vật lý cũng như là phép thuật khá là cân bằng. Zix ở đường rồng, JC đường giữa. Cái thứ hai là họ cũng sẽ có cặp đôi cấu rỉa máu để cho Kha'Zix có thể dễ dàng mang về những điểm hạ gục. Và họ cũng đang không quá lo ngại về khả năng đi đường đến từ bên phía của Camille. Nhưng DJ vẫn là một người chơi phải đánh giá về khả năng đi đường, anh ta vẫn đang là quá vượt trội. Vì vậy một kèo đấu tôi nghĩ rằng cần tính toán để cho Rantel có được một cái bộ tướng để đi đối đầu lại so với cơ build của DJ đang là cần thiết ở thời điểm này dành cho Rooster White. Để xem là bên phía Rooster White họ quyết định là sẽ đẩy con dây này lên khu vực đường trên hay không, hay là sẽ để cho Cero ở khu vực đường giữa. Và đến với cái phay cắm thứ hai thì bên phía Rooster White họ đã cắm đi con bài Lust. Và bên phía của Nova Esports có vẻ như họ đang thiếu những vị tướng sát thương phép. Và bên phía của Rooster White họ đã nhắm đến vị tướng đó tương đối là nhiều. Lust là một trong những vị tướng đầu tiên mà họ lựa chọn. Trong khi đó thì Nova Esports thì họ đã cấm đi con bài Revenge rồi. Mặc dù là Du anh ta cũng đã có được cho mình là vị tướng Kha'Zix đi rừng, nhưng Rooster White họ vẫn sẽ có thể mang con Revenge này lên khu vực chơi cho Rantel. Cấm đi Alistar, đến từ bên phía của Rooster White. Hiện tại thì Yami đang chưa có những vị tướng hỗ trợ của mình, cho nên một chất tướng. Thứ nhất là với Alistar thì là một chất tướng có thể counter những bộ đánh cấu rỉa là cực kỳ tốt với khả năng chống chịu cứng cáp của mình. Một lượt cấm là hợp lý, và đặc biệt là cũng có thể phá rối đội hình, đặc biệt là nhắm thẳng vào vị trí của Kha'Zix với những tình huống nhảy vào nữa. Đó là một người có rất nhiều hiệu khống chế gây khó khăn cho Kha'Zix. Vì vậy một lượt cấm và Alistar cũng là khá dễ hiểu đến từ bên phía Rooster White. Có lẽ thời điểm này thì họ đang còn thiếu gì ạ? Thiếu một vị trí hỗ trợ dành cho Nomel và đường trên dành cho Luna. Gragas cũng tiếp tục là một lựa chọn mà tôi đánh giá cao nữa dành cho bên phía Rooster White. Nó có thể counter trực tiếp vào cả Camille cũng như là Lee Sin ở phía bên kia. Và đặc biệt là với những chất tướng xạ thủ như là Koki thì Gragas là một chất tướng có thể counter mọi vị tướng xạ thủ với khả năng phá rối của mình. Và thậm chí là cũng là một cái lựa chọn dạng cắm gián tiếp vào những người chơi hỗ trợ đến từ bên phía của khu vực Trung Quốc chính là Yami ở trong thời điểm hiện tại. Và khi mà những vị tướng hỗ trợ bị cấm đi tương đối là nhiều thì Yami anh ta sẽ còn những vị tướng nào đây? Vẫn còn Rakan. Rakan ở trong đội hình này là vẫn được nha, bởi vì nhìn vào Lee Sin cùng với Camille thì đã là hai vị tướng đánh đầu game cũng bắt lẽ tương đối là mạnh rồi, và cần thêm một vị tướng có thể kết hợp với hai vị tướng đó, và khả năng mở giao tranh đến từ Rakan là cũng tương đối là ổn nữa. Đội hình của Nova rồi, cuối cùng của họ là một Morgana. Đội hình của họ có 4 chất tướng ở giai đoạn đầu. Ở giai đoạn 4 lựa chọn đầu tiên đều là những chất tướng có độ cơ động cực kỳ cao, có thể đu bám với nhau cùng một nhịp.
Lee Sin lao vào combo, rồi Rakan lao vào combo, rồi Camille lao vào combo, đều là những thiết tướng có tốc độ đánh là cực kỳ gọi là quyết liệt đến từ bên phía của Roster Wild, mà họ có, họ bổ sung ở hàng sau của họ thêm một lượng hiệu khống chế cũng như khả năng đi đường và đẩy lính nhanh đến từ bên phía Mokana hộ không dành cho Roster Wild. Hai bên đã hoàn thành xong bộ tướng của mình và quyết định nó không phải là Rayton giống như những gì mà chúng ta dự đoán, mà là Ngô Không để đi đối đầu với một Camille ở phía bên kia. Như vậy thì nhìn vào cái đội hình đến từ bên phía của cả hai đội, 10 vị tướng mà cả hai bên họ lựa chọn thì đều là những vị tướng mà chúng ta không có nhiều quá bất ngờ, đúng không? Đều là những vị tướng thuần tàn nhất đến từ cả 10 người chơi này và đều là những vị tướng nằm trong meta ở thời điểm hiện tại. Đối với việc mà Morgana được lựa chọn cuối cùng của Remax thì chúng ta cũng đã thấy là Nova Esports họ cũng đã chơi vị tướng này rồi và cố gắng hỗ trợ hết mức có thể dành cho con bài rắc trong tay của Long ở trong những trận thi đấu trước đó. Nhưng với việc mà Long ở ván thi đấu này sử dụng cho mình đó là con Lee Sin thì Morgana này chủ yếu sẽ hỗ trợ cho Yizhen hoặc là Nian ở trong những pha giao tranh cuối cùng và giai đoạn cuối của ván thi đấu. Đúng rồi, và hai bên cũng đã hoàn thành xong những bộ tướng của mình, nhìn rất thuận mắt đến từ cả hai, và đây cũng là những bộ tướng mà được lựa chọn cũng như xuất hiện nhiều nhất ở trong những phần cấm và chọn ở giải đấu lần này. Những chất lượng lựa chọn là rất chất lượng và chúng ta cũng chờ xem cách vận hành của hai bên như thế nào. Với đội hình như bên phía của Nova thì họ có thể đánh được khá đa dạng ấy. Họ đánh sớm cũng được. Với Corki, Lee Sin với những khả năng xuất hiện khống chế đến từ Rakan có thể tạo được những tình huống ngay sớm. Hoặc họ cũng có thể câu kéo đến giai đoạn mid game khi mà Corki cũng là Camille có thể tạo được ra những thế đẩy lẻ. Và giai đoạn cuối trận đấu thì Corki cũng là thực sự mạnh, thêm cả khả năng đẩy lính và những hiệu ứng trói chân khó chịu đến từ Morgana. Nhưng có lẽ là giai đoạn cuối trận đấu sẽ là giai đoạn mà tôi nghĩ rằng Nova sẽ hơi thiếu cái tác dụng trong sự hiệu quả về mặt đội hình so với giai đoạn giữa và đầu. Còn so với bên phía Roster Wild thì càng về cuối họ sẽ càng được hưởng lợi nhiều về lượng sát thương mà Zeke có thể gây ra. Đồng ý, và thậm chí là cả con Kha'Zix nữa, cũng như là việc mà nếu như xét về khả năng giao tranh tổng từ bên phía của Roster Wild thì tôi nghĩ rằng là vẫn tối ưu hơn một tí so với bên phía của Nova Esports. Họ có lúc xoáy của Ngộ Không này, họ có cái siêu bom địa ngục cũng như là thùng vụ nổ của cả Garrett và Kha'Zix nữa. Và vừa rồi thì chúng ta thấy Yami anh ta tiến vào khu vực rừng của Roster Wild và cũng như được cũng không để là một con mắt nào cả, có lẽ là chỉ lấy tầm nhìn mà thôi. Đó là một bước tiến mà bên phía của Yami muốn check xem có một con mắt kiểm soát nào ở trong cái bụi cỏ bùa xanh hay không. Việc khởi động bước di chuyển của mình với một con mắt cắm ở bụi bùa xanh, đó là điều mà các đội tuyển đã làm, đó là một cái thủ tục ra đầu trận đấu rồi. Và một bước tiến của Yami có thể anh ta có thể mang về 30 vàng động, kết hợp với việc là phá đi một lượng tầm nhìn khá quan trọng của đối phương ở giai đoạn đầu trận đấu. Một bước đọc tình huống là khá tốt đến từ người chơi hỗ trợ của Nova Esports. Kèo đối đầu ở khu vực đường dưới thì có vẻ như cũng không có gì để nói quá là nhiều cả. Đây sẽ là kèo thi đấu mà cả hai bên liên tục là thi farm và đẩy đường với nhau. Đường trên thì sao? Đường trên thì Yizhen lần đầu tiên thấy anh ta có một tí thu thiệt ở trong giai đoạn đi đường. Zatel hơi rén trong tình huống vừa rồi, thực sự là như vậy. Zatel khá rén trong tình huống vừa rồi, tại vì nhìn cái điều kiện đánh, cái thứ nhất là Yizhen đã mất hết tác dụng của hiệu ứng thiêu đốt. Thứ hai, Zatel còn nguyên tốc biến và lá chắn. Và cái thứ ba là Zatel đang có lợi hơn về mặt lực lính. Nhưng ta không dám lên tiếp để gây áp lực vào Yizhen và tự bản thân anh ta phải lui trong tình huống đó. Và Long ra khu vực giữa bị bổ cực đau đến từ Cero. Và đây là một tình huống Đô phát hiện tầm nhìn có thể kêu gọi Cero vào đây. Cero có combo hay không? Câu là không. Đô bị hất tung lên, bị găm sóng âm, bị dính rất nhiều những chiêu thức và bị đu vào, nhảy ngược ra trừng phạt con quái. Rất áp lực, Nomel xuất hiện rất bất ngờ tại đây. Cero bây giờ mới farm xong tên lính đường giữa. Cero ra hơi muộn trong tình huống này, Rateo hơi đơn độc và bị găm sóng âm rồi. Mất cái chim mồi, đu vào rất bình tĩnh đến từ Long. Mất tốc biến đuổi theo, đó là Long. Nomel đến, tốc biến lăn đụng. Chiến công đang dành cho biên phía của Roster Wise. Ở kia là Cero dưới chân Yami. Hơi sai rồi, với việc mà Long anh ta tốc biến lên với ý định là hạ gục Rateo thì anh ta buộc phải trả giá bằng cái mạng hạ gục của mình. Thậm chí anh ta cũng không lấy được mạng của Rateo nữa cơ. Và chiến công đầu hơi đen một tí là dành cho tay của người chơi hỗ trợ Roster Wild Nomel. Và nếu như nó nằm trong tay của Du, nằm trong tay của Rateo hay thậm chí là Cero thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Mỗi bên đều có những sự chủ động của riêng mình. Với bên phía Nova thì họ chủ động đánh ép trực tiếp vào những bãi quái rừng cũng như phần rừng của bên phía Đô với sự áp lực của Lee Sin. Nhưng bên phía Roster Wild họ cũng đã kêu gọi Nomel lên ở cấp độ 3 ở một thời điểm là rất sớm. Đây là điều mà bên phía Roster Wild đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và mang điểm về điểm chiến công đầu. Thứ nhất là lượng tiền được giãn cách dành cho bên phía Roster Wild, và cái thứ hai là họ sẽ không bị đi đọt bởi đối phương đến từ con bài Lee Sin. Một bước di chuyển là rất tập trung đến từ Roster Wild và đấu đầu tiên. Như vậy chúng ta cũng không được, bên phía Roster Wild cũng không thể nào mà lơ là được, bởi vì mặc dù bên phía của Roster Wild họ là đội tuyển có được chiến công đầu, nhưng mà hãy nhìn vào lượng tiền đây, nó không thu thiệt quá là nhiều. Điều đó chúng ta thấy là cái khả năng đi đường từ bên phía của Roster Wild là vẫn là Nova Esports vẫn đang được thể hiện cực kỳ là tốt ở trong giai đoạn đầu của ván thi đấu. Trong ván thi đấu đầu tiên này, 3 phút thi đấu đã trôi qua, bên phía Roster Wild họ có được chiến công đầu, trong khi đó thì Nova Esports Long họ anh ta buộc phải trả giá bằng với việc mà anh ta
hơi thiếu gọi là sự bình tĩnh, hơi sự tỉnh táo trong tình huống mà tốc biến lên để hạ gục Gà Tèo. Ở đây tiếp tục là một tình huống đi ganh với ba thành viên bên phía của Nova đang muốn đẩy nhịp độ trận đấu lên với một tốc độ là rất nhanh, nên họ đang tận dụng tối đa những bước di chuyển. Nhưng Nomel luôn xuất hiện kịp thời ở những bước di chuyển như thế này để hỗ trợ cho những người chơi gặp nguy hiểm. Và đội hình của Nova thì họ cũng không quá vội vàng trong pha thi đấu này, mà cố gắng khiến cho đợt trụ phá đi nhiều lính nhất có thể đến từ bên phía của Gà Tèo. Nomel bên phía của Roster Wild vẫn đang chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho giai đoạn đầu của trận thi đấu để đối đầu lại với Nova trong trận thi đấu đầu tiên. Như vậy thì với việc mà Nova Esports họ muốn tiến lên và găng vào Gà Tèo với việc xuất hiện của Nomel thì ý định đó đã bị phá sản hoàn toàn. Và với việc mà Nova Esports họ đánh lên cuộc đánh trên thì nó cũng khá là dễ hiểu mà thôi, khi mà Gize cùng với Long Đen là bộ đôi có được nhiều tác động nhất cũng như cái màn trình diễn của hai người chơi này là xuất sắc nhất trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua trong đội hình của Nova Esports. Hoàn toàn hợp lý. Việc mà Nova chúng ta đánh giá cao họ ở giai đoạn đi đường, thường thì những trận thi đấu mà Nova để thua, ví dụ như trận gặp với AQ chẳng hạn, họ để thua, đến từ giai đoạn đi đường AQ luôn làm được những điều bất ngờ và đột phá và Nova để mất những lợi thế giai đoạn đầu. Còn lại nếu như thắng ở giai đoạn đầu sẽ là mở ra một cái cơ hội khá lớn về giai đoạn cuối dành cho các bên. Đó là lý do vì sao mà Roster Wild đang chuẩn bị kỹ đến như thế ở những bước di chuyển đầu tiên mà thôi. Hãy nhìn vào cách di chuyển của Nomel, anh ta luôn xuất hiện ở đúng những thời điểm và cần bảo kê cho những người đồng đội của mình. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua một tí về những cái món trang bị lớn trước khi hai mục tiêu cùng lúc được xuất hiện ở trong giai đoạn này. Bên phía của Roster Wild họ đã có 1, 2, 3 món trang bị lớn, và vừa rồi là cái giải kiếm Rakta cũng đã được lên đến từ bên phía của Đô. Như vậy thì là 4 món trang bị lớn đã được hình thành. Trong khi đó Nova Esports cũng tương tự là như vậy, cũng đã là 4 món trang bị đến từ 4 thành viên còn lại, 4 thành viên chủ chốt của Nova Esports. Như vậy thì hãy chung chờ xem là quyết định của cả hai người chơi đi đường là sẽ như thế nào. Long anh ta quyết định là sẽ ăn cho mình là con sứ giả khe nứt, trong khi đó thì Đô anh ta cũng có mặt ngay tại đây. Nhiệm vụ của Đô là rất rõ ràng, anh ta sẽ kèm 1-1 nên tung ra thùng rượu nổ luôn ở thời gian này, nhưng không vào được, không quyết định là vào cướp siêu bom địa ngục. Cướp thành công, đó tiếp tục là Nomel đến từ bên phía của Roster Wild, và bắt đầu là những pha giao tranh hủy diệt đối phương khi mà Đô người chơi đi rừng bên phía Roster Wild bị hạ gục là rất nhanh chóng. Gize có những tình huống xoáy, không, đó là Ratel có những tình huống xoáy và bị găm sóng âm, bị đu theo, double kill dành cho Long. Và sứ giả được giữ lại cho bên phía Roster Wild, suýt chút nữa thì Long bị hạ gục với 1 chấm máu. Giao tranh vẫn rất xuất sắc đến từ đại diện của khu vực Trung Quốc Nova Esports. Double kill dành cho người chơi đi rừng của họ Long. Và một điều may mắn cho Roster Wild ở trong tình huống đó là Nomel anh ta kịp thời có thể cướp lại được con sứ giả khi nước đó. Và đây là một pha thi đấu rất nhạy cảm của Long, anh ta trừng phạt không thực sự là quá tỉnh táo. Đây là pha mà có cả siêu bom địa ngục cũng trừng phạt đó, con sứ giả còn 200 máu. Bên phía của Long cũng gặp rất nhiều những áp lực ở trong pha giao tranh vừa rồi để anh ta không giữ được sự bình tĩnh và có được một lối trừng phạt chính xác. Nhưng hưởng lợi là anh ta có được đến 2 mạng hạ gục, và với 2 mạng này anh ta có thể mang ra một lượng trang bị vượt trội để tiếp tục gây áp lực lên các khu vực khác, tại vì đội hình của Nova đang đánh một cách rất rõ ràng đó, họ sẽ ép triệt để đối phương ở cấp độ, ở những cấp độ sớm. Bên phía của Roster Wild vẫn đang cố gắng phòng ngự và cố gắng có những tình huống đáp trả phòng ngự sau bên phía tấn công của đối phương. Và để xem nào, con lồng nước này, lồng anh ta đang bị cống liên tục với những phép bơm nảy của Luna. Và Roster Wild họ đang là đội tuyển chủ động ăn cho mình ở câu lồng này. Họ có 5 người đây, trong khi đó thì Gize vẫn đang mãi mãi ở khu vực đường trên. Không cướp được, Long có khiên đen, Long không có chiêu thức để thoát ngược trở lên, bị sút ngược trở ra, thảm lửa căng ngang, Dian cố gắng bảo vệ cho Long. Long bị dính siêu bom địa ngục, Long chưa bị hạ gục, bây giờ Long mới bị hạ gục. Một rồng một mạng hạ gục dành cho Roster Wild, đổi lại một trụ đường trên dành cho Gize. Gize đã lấy thành công. Hy vọng con sứ giả Nomel có thể thả sứ giả ở đây để lấy trụ đường giữa đặt lại cho bên phía Roster Wild. Roster Wild vẫn có cửa sáng ở trong những bước di chuyển của mình. Họ có con xích, họ có con xích, nhưng mà hãy nhìn vào đi, Gize anh ta đang bọc từ ở phía trên xuống, và nếu bên phía bọc của Nomel họ muốn đánh, chỉ một tình huống đá với chiến thuật đơn rất giản mà thôi đã khiến cho Luna phải mất đi cái tốc biến của mình, và thậm chí là con sứ giả khi nước đó cũng không kịp giúp cho Roster Wild có được chủ một đầu tiên khu vực bên giữa. Roster Wild đang đánh cẩn thận, họ đang đánh rất cẩn thận. Mặc dù là 4 đánh 2 trong tình huống vừa rồi, nhưng họ vẫn quyết định là lui và chỉ để sứ giả hút một nhịp mà thôi. Chỉ với một mình Gize đã áp lực đủ, Cero không còn, anh ta còn tốc biến, còn cả lớp lá chắn, và anh ta cũng không mất điều gì trong tình huống vừa rồi. Vừa rồi định nói là Cero không còn năng lượng để trao đổi chiêu thức ngược lại bên phía của Nian nữa. Đồng ý. Và vừa rồi thì ở khu vực hang rồng bên phía của Roster Wild họ vừa có rồng cũng như là họ còn có luôn cả được 2 mạng hạ gục nữa. Long nằm xuống lần thứ 2 trong ván thi đấu này, Yami lần đầu tiên anh ta cũng phải lên bảng điểm số. Và bên phía của Roster Wild thì họ đã phải mất đi cái trụ đầu tiên trên tầm biến đồ của mình vào tay của Gize, và lượng tiền của Gize ở thời điểm hiện tại đang là nhỉnh hơn rất nhiều so với Ratel ở phía bên kia với con số lên tới khoảng 800 vàng. Một lượng tiền mà nó đến từ lý do là Gize không di chuyển chung với những người đồng đội của mình như Ratel. Ratel sẽ mang về những cái lợi thế về mặt toàn bộ đội hình.
Còn về mặt cá nhân thì Ye Ye vẫn đang là quái vật trội. Thực ra đó là cách đánh đúng đến từ cả hai vị tướng này. Với Ngộ Không, với lốc xoáy của mình, anh ta phải di chuyển chung. Tốc biến, sóng âm hụt, nộ long rất chính xác. Đô vẫn lặn vào chiêu cuối, Đô sung sót. Nguyễn Văn Long có một tình huống sóng âm hụt và kiểm soát thua hai mục tiêu lớn ở trong ván đấu đầu tiên này. Có vẻ như điểm sáng đã có đến bên phía của Ronstar White. Và đường dưới thì sao? Đường dưới thì đang là trên hẳn một cấp độ giữa hai người chơi khu vực đường Baron. Và cảm giác như Ratel có vẻ như ta hơi khó ở trong kèo thi đấu này rồi. Cần phải có thêm những cái sự giúp đỡ của những người chơi đứng đội của mình. Có thể kể đến đó là Đu. Nhưng tôi vẫn đang nhớ lại cái hình ảnh vừa rồi hiện hữu ra. Đây là một tiếng solo tay đôi giữa Yiye và Ratel. Ratel cố gắng câu kéo, nhưng những người đồng đội Ratel đến chậm quá. Nomel bây giờ mới tới. Thùng rượu nổ hất văng được Yiye ra. Yiye sử dụng tốc biến. Rất đơn giản mà thôi. Yiye vẫn hơn kèo hoàn toàn, mặc dù anh ta chỉ có một mình ở đây. Nếu như cái thùng đồ nổ đó mà hất văng được Yiye về phía của Đu thì khả năng cao là Yiye anh ta sẽ phải nằm trong một cái tình huống mà phải lên bảng đếm số. Nhưng khá là đáng tiếc là thùng đồ nổ đó kỹ năng đến từ Nomel anh ta không thực sự là quá chuẩn xác trong tình huống vừa rồi, và đã giúp cho Yiye anh ta có thể tạo ra một cái khoảng cách để có thể rút lui về kết hợp với cuộc biến của mình. Đây là mục tiêu lớn thứ 3 liên tiếp của trận thi đấu. Hai lần trước thì đội tuyển Roster White vẫn làm tốt hơn. Và Long là người thua, dù là tranh cướp 1-1 hay là tranh cướp bị động. Và đây sẽ là những bước mà Nomel luôn là người đi trước để gây khó chịu lên Lee Sin của đối phương. Sau đó là những tình huống sử dụng siêu bom để gục cấu máu ở tuyến sau. Đội tuyển Roster White vẫn đang giữ mục tiêu là rất tốt. Thảm nửa ngang, Nian đang vào rất sâu. Nhưng biến mất Đô, người chơi đi rừng của Roster White rồi. Một nhịp tấn công là rất nhanh chóng. Sứ giả được giữ thành công dành cho bên phía của Nova Esports. Nian cũng không quá e ngại những đợt tấn công của đối phương. Koki đứng cao nhất trong đội hình. Bắt phản khắc rất hay đến từ người chơi hỗ trợ của Nova Esports chính là Yami. Anh ta sử dụng chiêu cuối tóc biến kết hợp với sức mạnh chán và dứt điểm Đô ngay lập tức. Và con sứ giả này quá dễ dàng trong phía của Nova Esports, họ không thể kiểm soát được. Và bây giờ nó được thả khu vực đường giữa và vẫn chưa lấy được chủ một khu vực đường giữa. Và cả hai bên họ quyết định là sẽ lui về ở trong tình huống này. Yiye hình như là vẫn đang đi đẩy một mình ở xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi. Chính xác. Tức là đội hình của Nova vẫn luôn lấy thế 4-5 ở trong những pha kiểm soát mục tiêu lớn. Đó lý do vì sao lượng tiền của Yiye bây giờ đang là quá vượt trội ở phần còn lại. Và anh ta còn có được thêm một trụ đường rồng nữa. Tổng cộng là hai trụ thuộc về bên phía của Yiye. 4-5 vẫn thắng và Yiye có lời. Đồng thì ý. Nova Esports vẫn đang là người nắm quyền kiểm soát ở trong trận thi đấu này một cách rất chủ động. Đồng ý. Có vẻ như là bên phía của Nova Esports họ vẫn đang thể hiện khả năng macro của mình là tương đối tốt. Cũng như là cái sự tin tưởng lẫn nhau, họ có thể lấy 4-5 và để cho Yiye có một khoảng trống tương đối là nhiều từ đầu game đến giai đoạn này của ván thi đấu. Đầu tiên, tôi có thể nghĩ là việc bạn ta có được toàn bộ lượng tiền chủ một khu vực đường trên và toàn bộ lượng tiền ở chủ một khu vực đường dưới. Và nhìn vào lượng tiền đến từ cả hai người chơi khu vực đường đơn đi, lúc đầu chỉ là 800 tiền và bây giờ thì đã lên tới con số 1.700 tiền của cả hai người chơi đường đơn rồi. Rồi, những điểm sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy ở giai đoạn 10 phút thi đấu đầu tiên của Roster White nó vẫn chưa thực sự khiến chúng ta yên tâm lắm rằng Roster White có thể mang về một chiến thắng ở trong trận thi đấu này. Mà tất cả mọi thứ vẫn đang nằm trong tính toán và sự toan tính của bên phía Nova Esports. Họ đang chơi theo kiểu chấp người đến như thế này thì thực sự là cũng không có cách nào để chúng ta có thể nhìn thấy một cái cơ hội dành cho bên phía Roster White. 4-5 và vẫn thắng. Và đây tiếp tục sẽ là những tình huống kiểm soát mục tiêu ở xung quanh hai vực bờ sông. Lần này là Roster White vẫn đi với nhau với cả 4 thành viên, không chính xác hơn là 5 rồi. Yiye đang đến hơi xa một chút nhưng Yiye có thể bọc sau ở trong thế đánh này. Đội hình của Roster White đã lộ hết tầm nhìn, trong khi đó Nova vẫn đang set up, vẫn đang tạo thế để cho Yami có thể vào trước với những tình huống ngọ nguậy với rất nhiều thành viên. Hai bên vẫn đang khá căng thẳng trước thêm con rồng đất. Nhưng mà hãy nhìn vào thế lính hai bên cánh đi. Nova Esports họ vẫn đẹp, đang kiểm soát rất đẹp ở trong ván thi đấu này. Và cho dù Roster White họ có làm cái điều gì đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ sai mà thôi. Yami vào trước hất tung 4 người. Nộ long cực tiếp tục là trúng rất nhiều người. Ratel xoáy cái dốc xoáy của mình vào không khí. Một người lặn vào đồng hồ ngưng động, đó là Vero. Zero tắt ngược trở về. Yiye hơi đơn độc. Yiye bị hạ gục. Ratel là người có điểm hạ gục. Đồng hồ ngưng động đến từ đồ. Người và Roster White bắt người chơi đi rừng. Không, người chơi đứng trên, à, người, chơi người trên. Mạnh nhất đến từ bên phía của Nova Esports chính là Yiye đã phải lên bảng đếm số rồi. Thì đây sẽ là một cơ hội cực kỳ tốt cho đại diện của khu vực WCK. Họ có được cho mình đó là con lồng thứ hai của ván thi đấu này, đó là con lồng Đức. Nhưng mà Long thì anh ta vẫn còn sống, Long còn nửa máu, Long còn tóc biến, Roster có White tầm nhìn. Không còn chiêu cuối gì hết, Roster White không còn chiêu cuối gì hết. Đánh nhau thì bên phía Nova vẫn có thể đánh được. Long vào trước, Long không cướp được rồng, rồi sát thương vào Long, Long biến mất. Đuổi theo hay không? Câu trả lời là không. Rồng có thì có Roster White, hai rồng ở thời điểm hiện tại cân bằng về mặt lượng tiền. Và Long anh ta cũng đã phải lên bảng đếm số rồi. Những nỗ lực cuối cùng của Long trong việc mà bay xuống để có thể cướp con lồng đất đó thì anh ta cũng trả giá bằng mạng hàng của mình, mất luôn cả đó là tóc biến. Và thậm chí là Yami anh ta cũng may mắn có thể sống sót trong tình huống rồi. Nếu như anh ta không đu lên kịp thời về những đồng đội của mình, Roster White họ vẫn đang cực kiểm soát rất tốt ở trong ván thi đấu này với việc mà họ đã có được hai con lồng và thậm chí là cái trụ một đường dỗ của họ vẫn còn nguyên sau 14 phút thi đấu.
hai dòng cân bằng về mặt lượng tiền sau 3 phút thi đấu, và đặc biệt là họ hạ gục được người chơi được đi hack tiền đến từ bên phía của Nova. Vừa chúng ta nói rằng thế trận vẫn đang nằm trong những tính toán đến từ Nova Esports, thì cái bước tấn công quá sâu của GJ trong tình huống vừa rồi nó là một động thái sai lầm không nằm trong tính toán và khiến họ phải lùi lại một bước khá sâu so với Roster White, đặc biệt là con rồng đất thuộc về Roster White nữa. Với một cái đội hình mà đánh về giai đoạn cuối rất mạnh của Roster White, khi mà họ có cho mình đó là con Kha'Zix, cùng với đó là con Zig như thế này, thì hai rồng sẽ là một những cái công cụ cực kỳ là có lợi cho đội hình của họ. Rất mạnh. Để họ có thể đánh về giai đoạn cuối. Đường trên thì sao? Nian đang hơi say máu một chút, nhưng bên phía của Roster White cũng không tiến công lên đây. Và họ tranh chấp cua bên phía của Yami. Tôi tưởng rằng đó là một pha mà Nomel sẵn sàng bọc ra phía sau dùng rượu đổ đẩy văng Nian về, nhưng không, anh ta cũng chỉ dừng lại ở một tình huống trích tầm nhìn mà thôi. Và có vẻ như cái điểm nóng đến của cả hai đội ở trong khoảng thời gian này sẽ là con Baron. Và khu vực đường giữa thì có vẻ như cả hai cái trụ một của cả hai bên vẫn đang còn đâu đó cho mình là khoảng tầm 700 đến 900 máu. Thì nếu như nhìn vào việc bên phía của Roster White họ có được cho mình đó là con Zig, thì khả năng lấy được cái trụ một khu vực đường giữa sẽ đến trước. Zig sắp có mũ phù thủy. 4 đồng hồ cát được lên đến từ bên phía của Roster White. Đây là những chiêu tôi nghĩ rằng hợp lý. Tôi nghĩ là hợp lý đấy, tại vì đồng hồ cát đến từ các thành viên Trung Quốc, chúng ta có thể nhìn thấy rằng họ có những pha giao tranh rất dài hơi đến từ những pha đồng hồ cát, và đặc biệt là đồng hồ cát mà câu được những chiêu thức quan trọng của đối phương, nó sẽ càng phát huy tác dụng. Vì đây đang là lúc với phía Roster White họ bắt đầu có được những sức mạnh về mặt phép thuật đến từ Zig để cầu máu, Zero cầu máu cũng là đau, Đô bắt đầu có được hai món trang bị, rồi ngộ không của Ratel cũng có lượng sát thương trả ngược lại rất tốt nữa. Tôi đang thấy một cửa rất sáng ở Roster White ở sau 14 phút thi đấu vừa rồi. Và bên phía của Nova Sport thì họ vẫn đang có những cái điều kiện thắng của mình, chính là GZ họ đang có 2 người ở đây. Bên phía của Roster White thì họ đã có 3 người phát hiện tầm nhìn rồi, liệu rằng ai sẽ là con mồi đây? Rất kỹ, rất tỉnh. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một trong những điểm phản ánh mà Roster White cũng đang là rất tập trung ở trong trận này. Họ chuẩn bị cực kỹ. Đây là Nomel. Nomel phát hiện được 2 người chơi bên phía đối phương. Anh ta cũng không ngán ngại ở thời điểm này nữa. Nomel có rồng đất và rồng nước rồi. Khả năng chống chịu là ổn ở thời điểm này dành cho Nomel rồi. Thậm chí là Nomel món trang bị thứ hai anh ta lên đó là giáp máu. Như vậy thì khả năng cấu máu đến từ bên phía của Nova Esports trong tình huống vừa rồi thì cũng không có quá là nhiều những sự đáng kể. Chỉ cần đâu đó khoảng tầm 2 giây thôi thì lượng máu của Nomel sẽ được hồi phục 100%. Đường trên thì sao? Đường trên vẫn đang là một thế ép rất triệt để dành cho Zero ở khu vực này. Và Niata chỉ là một con cốc kỳ buồn sẽ phải phòng thủ những lính do Zero đẩy vào. Đó là Nomel đang tính rằng mình luôn là người phải đi đầu để hút mọi nguồn sát thương đến từ bên phía đối phương, cho nên tối ưu lượng máu của mình, và trước khi ta phải nằm sẽ tung ra được đủ những chiêu thức quan trọng nhất để phá rối đội hình bên phía đối phương nữa. Sau đó sẽ là nguồn sát thương khổng lồ mà 4 thành viên còn lại của Roster White có thể dồn vào được. Nhưng mà lượng sát thương chúng ta đang nhìn thấy rằng bên phía Roster White lượng sát thương vượt trội hơn hoàn toàn. Ngộ không, Kha'Zix, JC và Zig nữa. Chưa kể trước thế giao tranh họ còn có rất nhiều khả năng giấu điểm máu trước bên phía đối phương. Rất tập trung đến từ cả là khả năng lên đồ đến từ bên phía Roster White nữa. Họ vẫn đang rất quyết tâm ở trong trận thi đấu này, mặc dù là được đánh giá khó khi phải đối đầu với một đội tuyển Trung Quốc. Đồng ý, bởi vì nhưng mà hãy nhìn vào lượng tiền thời điểm hiện tại đi, lượng tiền thì bên phía của Roster White họ không thua quá nhiều nha, chỉ đâu đó khoảng tầm 1.500 tiền ở phút thứ 17 nó không nói lên được một cái điều gì cả. Và đường giữa Yami anh ta là người chủ động không hất tung được ai và vẫn có thể lui về với cái điều nhảy tiếp việc. Đó là những bước thi đấu có phần tự tin đến từ Yami, nhưng nếu như Nomel chỉ cần bắt được một thời điểm thôi là hoàn toàn có thể khiến những bước tự tin của Nami là phải trả giá. Nhưng bên phía của Nova Esports đang rất muốn hạ nhiệt độ của trận thi đấu khi mà họ không còn quá áp lực đối phương và setup giao tranh quá nhiều như tại đầu trận đấu nữa. Thời điểm này thì Lee Sin đã qua mất cái giai đoạn mà có thể gây áp lực vào khu vực đường rồi. Các bên đều di chuyển chung với nhau, nên có lẽ Lee Sin sẽ chỉ hỗ trợ ở trong những việc macro di chuyển và kiểm soát mục tiêu và chờ mục tiêu lớn tiếp theo ra. Đây chính là điều mà Nova đang muốn hướng tới. Với việc một cái thế trận chậm như thế này thì sẽ là một cái thế trận mà Roster White họ là thích. Họ cực kỳ thích, bởi vì sao? Họ có được cho mình đó một con Zig ở trong đội hình. Hãy nhìn vào những cái lượng trang bị của Luna ở phút thứ 18 đi. Đã 3 món trang bị rồi. Vọng âm lưu đình, mũ phù thủy, la ba đình, cùng với đó là cái quyền trường đại thiên sứ cũng đã được hình thành. Và lượng sát thương đến từ bên phía của Zig ở thời điểm hiện tại đang cực kỳ là dồi dào, cũng như lượng năng lượng là đủ để cho Luna anh ta có thể liên tục là ném những cái bơm này của mình cấu máu vào đội hình của Nova. Rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu bên phía Nova có đủ bình tĩnh để mang về lợi thế di chuyển cho mình ở trong cái pha giao tranh then chốt này không. Đây có thể là pha giao tranh quyết định thế trận của ván đấu này. Đường dưới, một thế đẩy cực cao dành cho Camille. Đường giữa được đổi ngược lại dành cho bên phía Roster White khi cái trụ của đối phương cũng chỉ còn 600 máu. Tạm thời có được trụ dẫn trước dành cho Roster White rồi. Trong khi đó cái trụ thứ hai đường rồng thì vẫn đang là rất đầy đủ về mặt lượng máu. Long có một thế đứng, bị phát hiện tầm nhìn. Được hay. Chuẩn bị quá kỹ đến từ Roster White về mọi bước di chuyển của Long. Được hay.
Roster White họ vẫn đang nắm đầy đủ những thông tin của mình cần thiết về những cái vị trí đến từ bên phía của Nova Esports. Đồ anh ta đang là người bị bắt lại. Đồ còn giáp hồi sinh, Đồ còn đồng hồ cát, chính xác là như vậy. Và mất thảm lửa đến từ bên phía Nova rồi. Nguyễn Văn Long sóng âm hụt lần nữa và bắt buộc phải lùi. Đồ không ngán ngại điều này. Ratel hình như, à không, đó là Nomel muốn mở giao tranh. Remake biến mất vào giao tranh khi anh ta chỉ còn một lượng máu là rất ít ỏi. Đường giữa tiếp tục thế đẩy ngược lại dành cho Roster White. Roster White không lúng túng chút nào so với những bước kiểm soát của Nova cả. Thậm chí họ đang muốn bọc đầu. GJ xuất hiện ra, có thể dồn sát thương GJ được. GJ bắt được vào vị trí của Nomel. Nomel không ngại điều này. Ratel có thể vào hỗ trợ người đồng đội của mình. Dồn sát thương với GJ sao đây? Không, trụ đường giữa lần lấy thành công ra phía của Roster White rồi. Hất tung chỉ được một người đến từ Yami mà thôi. Đội hình của Roster White bình tĩnh lui về sau tình huống lấy trụ hai đường giữa đối phương. Bên phía của Nova Esports họ đang hơi mất phương hướng ở trong khoảng một phút vừa qua. Họ bất ngờ với cái việc mà họ di chuyển thế này đã khiến cho họ mất liên tục, đó là hai cái chỗ khu vực đường giữa. Rất chính xác, bên phía của Roster White vào sau giao tranh và họ cứ thế cầu bao đối phương rồi sắp lên vào ngay đây. Yami đang tung dòng lửa ngay tối và dòng lửa ngàn tuổi thuộc về bên phía Nova Esports. Đây sẽ là một tín hiệu khá khó khăn dành cho Roster White. Độ long quốc của Nguyễn Văn Long đẩy lắp băng được một người ra. Đội hình Roster White vẫn đang cố gắng càn lên, hạ gục được GJ và phía sau là Nian vẫn đang được thoải mái bắn với con bài Corki. Remake bị tụt lại, Remake bị dồn sát thương, Remake còn khiêm đen, Remake còn đồng hồ ngưng động quay ngược trở lại, đó là Nguyễn Văn Long. Nguyễn Văn Long cũng còn đồng hồ ngưng động và Nguyễn Văn Long hạ gục Nomel. Đội tuyển Roster White đã mất đi cái double kill dành cho Nguyễn Văn Long rồi. Long anh ta vẫn muốn vẫn muốn đuổi theo, sóng âm hụt và có thể dồn ngược lại sát thương không đây. Zero có những hạt hồi phục khá là đáng tiếc trong tình huống đó, bởi vì Zero anh ta không còn năng lượng nữa và anh ta cần với những hạt hồi phục thì anh ta mới có lại được cho mình, đó là những lượng năng lượng cần thiết. Thế nhưng lúc đó thì Long anh ta cũng đã có thể quay ngược trở về rồi, và cũng phải khá khen cho toàn bộ đội hình của Nova Esports. Họ kiểm soát cái lượng tầm nhìn cực kỳ là tốt ở trong khu vực hang rồng đó và họ ăn cực kỳ là quyết đoán. Và mãi đến khi Roster White họ nhận ra vấn đề đó, họ lao vào thì đã quá trễ. Trong lửa ngàn tuổi dành cho đội hình của Nova Esports, và đó là một lòng cực kỳ là quan trọng ở thời điểm giai đoạn cuối của bán thi đấu này, giúp cho họ có thể bổ sung thêm cái lượng sát thương. Chúng ta hãy nhìn xem bằng cách nào họ ăn mình. Thứ nhất là họ có Morgana, họ có Zeke, họ có Corki, Corki và chỉ một mình Yami. Thứ nhất là Yami ở trong cái pha giao tranh này cũng là rất hợp lý, tại vì anh ta còn giáp hồi sinh, anh ta còn đồng hồ ngưng động, anh ta còn rất nhiều hiệu khống chế để giữ chân đối phương. Có lẽ Roster White không nghĩ rằng đối phương ăn với tốc độ nhanh đến thế. Đồng ý. Và sau đó thì bên phía của Roster White họ thừa thế họ đánh lên. Thế nhưng với cái việc mà lượng sát thương đến từ con lồng ngàn tuổi và thậm chí là cả những cái đồng hồ ngưng động được ứng cực kỳ là kịp thời đến từ Yami, thì các bạn đã remake đến từ đó là Long đã giúp cho bên phía của Nova Esports họ có một pha giao tranh thắng lợi. Họ có hai mạng của Roster White, họ có luôn mục tiêu rất là quan trọng ở trong ván thì đó là chính là con lồng lửa ngàn tuổi. Pha vừa rồi mà lồng lửa ngàn tuổi dành cho bên phía Roster White chắc chắn là 1-0 dành cho Roster White. Nhưng bên phía của Nova Esports vẫn tỏ ra mình là một đội tuyển bản lĩnh và họ vẫn giữ thành công cái mục tiêu quan trọng vừa rồi. Quan trọng là cái tình huống đó Roster White cũng không quét sạch đối phương, thế cho nên họ cũng những cái điểm hạ gục đó cũng không mang lại quá nhiều ý nghĩa nữa dành cho bên phía Roster White. Đây cũng sẽ tiếp tục là một cơ hội mà Nova có thể lấy được lại con Baron, nhưng trước mắt họ đang tận dụng cái lượng sát thương vượt trội của mình để tận dụng con dòng lửa làm mềm đội hình đối phương trước thêm giao tranh trước đã. Bây giờ thì Remake anh ta là một con Morgana 4 món cộng luôn thêm đó là cả con dòng lửa ngàn tuổi, thì những cái tình huống mà thả vùng đất chết của Remake sẽ cực kỳ là khó chịu cũng như là cực kỳ đau. Chúng ta hãy nhìn đi đấy. Và lại là EJ, hãy nhìn như thế. EJ. Ừ, nhìn như thế em trước thêm nha. Ratel lỗi rồi, ta đứng trên tầm nhìn. Ratel đang bị bắn là cực kỳ đau. Nian có những tên lửa định hướng là chính xác, nhưng quan trọng là bên dưới nhìn EJ đi đánh rất khó chịu với Kermil. Trụ thứ hai dành cho Nova đơn giản. Trong khi đó con Baron cũng chả ai động chạm vào được cả. Và thậm chí là Zero nếu như bước thêm một bước nữa có thể bị tấn công bởi GJ hoàn toàn là như vậy, vì phía sau vẫn đang là Long với những thế đứng là rất khó chịu. Long từ nãy đến giờ thì anh ta chỉ cần đi với GJ mà thôi, anh ta chỉ cần làm một con mắt di động cho GJ đẩy là được. Ở đây thì Yami anh ta lao vào và có vẻ như bên phía của Star White họ cũng là rén, họ không dám trả ngược lại sát thương vào người của Yami và họ chỉ có thể quyết định là lui về mà thôi. Yami vào trước. Yami cũng gây ra lượng áp lực rất lớn, Star White bắt đầu lung túng. Họ để thua ở pha giao tranh cùng lửa vừa rồi và họ mất đi cái sự tự tin của mình ở trước đây khoảng 5 phút. Và bây giờ vẫn đang là liên tiếp những động thái tranh cướp lượng tầm nhìn. Nova vẫn đang làm tốt hơn. Đó lý do vì sao mà Remake trong đội hình của Nova đang là người có điểm V-score là cao nhất ở trong giải đấu. Nó đến từ toàn đội hình của Nova vẫn luôn là người kiểm soát tốt. Thứ nhất là hãy nhớ lại cái pha kiểm soát con rồng vừa rồi. Nó cũng đến từ sự thành công từ việc kiểm soát tầm nhìn. Không có tầm nhìn, Roster White không thể biết đối phương ăn nhanh đến mức độ nào. Đến bây giờ cũng vậy. Cứ mất toàn bộ tầm nhìn, không có thông tin, Roster White cũng không thể đưa ra những quyết định của mình được và thế lính vẫn cứ luôn là đẩy có lợi thế dành cho Nova mà thôi. Chính xác là như vậy, chỉ cần
một con mắt tím ở trong khu vực Hamburg mà thôi thì đã khiến cho bên phía Rostov Wild họ mù tầm nhìn hoàn toàn. Họ không có bất cứ một cái lượng thông tin nào về con Baron thời điểm tại là còn đầy máu hay là đang được ăn đến từ bên phía của Nova Esports cả. Và Nomad anh ta buộc phải là người tiến ở đây sử dụng cho mình đó là những cái cú lăn thùng lũ để có thể tìm kiếm những cái thông tin ở khu vực hang Baron. Và cái thế trận nó sẽ cứ tiếp tục diễn ra như thế này và đợi đến khi Gize anh ta mở toang được một cánh ở khu vực đường dưới thì khi đó sẽ là một cái thế trận hoàn hảo cho Nova Esports. Rồi, Cocky bắt đầu xin lỗi các bạn, đó là Zig trong đội hình của Roster Wild cũng đã có được 4 món. Ít nhất đây cũng có thể là lượng sát thương được đáp trả ngược lại dành cho bên phía Roster Wild. Trong khi đó thì Đô đang cố gắng gỡ gạc lại những điểm tầm nhìn dành cho những người đồng đội. Nhưng ta không dám đứng ở đây quá lâu, Yiye vẫn đang khó chịu ở khu vực cánh dưới. Đội hình của Nova vẫn đang xoay đối phương một cách rất chủ động. Ui, một sút được cây Cero. Ui, quá đau đớn nhất giữa là Luna bị sút về rồi. Đô đang vòng tuyến sau, Đô tấn công ở Yami là hơi yếu ớt. Nomel tung ra một thùng rượu đổ tấn công vào Nguyễn Văn Long, còn đồng hồ ngân động còn giáp thiên thần. Nguyễn Văn Long không quá lo ngại trong tình huống này, Nguyễn Văn Long lướt về với hộ thể, đi xuống sát thương đuổi theo. Đây mới là mất giáp thiên thần. Lian vẫn đang góc bắn thoải mái vào vị trí của Đô. Long thoát về thành công, Nomel lướt lên lần hai, Yami quay ngược trở lại, Yiye bọc đầu tuyến sau sóng âm và Nomel rất căng thẳng. Mới chỉ lấy được những giáp thiên thần và những cái đồng hồ ngân động mà thôi. Chính xác là như vậy, rất căng thẳng đến từ bên phía của cả hai đội. Và bên phía của Nova Esports họ vẫn cực kỳ là tự tin trong với việc mà họ có thể tính toán được những cái lượng chiêu thức có thể outplay bởi cái đồng hồ ngưng động. Và vừa rồi khu vực đường giữa thì đó là một pha mà sử dụng nổ lâm cướp kết hợp với tốc biến có thể đá được ngược Luna về. Luna lên bảng điểm số không kịp ú ở, anh ta còn hai phép bổ trợ, anh ta còn luôn cho mình đó là cả cái đồng hồ ngưng động nữa. Và khi mà Luna chưa hồi sinh từ bản đồ, bên phía Nova Esports họ đang muốn tấn công con Baron này. 25 phút thi đấu rất căng thẳng, Nguyễn Văn Long còn 1/3 cây máu. À không, còn 2/3 lượng máu sau khi dính hai nhổ đến từ Baron. Nomel, tôi vẫn đang phải nói lại, Nomel vẫn đang là một người thi đấu tập trung nhất trong đội hình của Roster Wild với con bài Gragas ở trong trận thi đấu này. Từ giai đoạn đầu trận đấu cho đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn đang làm rất đúng với vị tướng của mình. Trong khi đó Luna cần giữ vị trí một cách tốt hơn, nhưng không sao, thế đánh vẫn đang là ổn được dành cho bên phía của Roster Wild. Nhưng quan trọng là bài toán khó giải ở thời điểm này dành cho đó là GJ. Đồng ý. Đó là GJ. Bây giờ thậm chí Cero ra ăn một sút tiếp tục là đau nữa. Thậm chí quay ngược trả sát thương. Đúng tối hậu thư, trời ơi. Không thể làm gì được. Phải vẫn cứ là nhấp nhạc. Biến mất cái giáp hồi sinh đến từ GJ. Ratel đến quá muộn. Ratel đến quá muộn trong pha giao tranh này. Nian. Một ca mưu thần. Nian. Nian đứng sau đang có thảm lửa nha. Và đang là về góc để cho GJ vào sút. Sút trụ là rất đau, Ratel quay ngược trở ra sử dụng chim một câu kéo lượng sát thương. Có lượng bom được đáp vào vị trí của Nian là rất đau và mất đi cái thảm lửa phía bên trên thì sao. Đánh là xoay như trọng chóng, Nova vẫn đang là quá áp lực đứng trên. Tấn công vào bùa đỏ, đó là vị trí của Nguyễn Văn Long, lấy được thành công bùa đỏ. Nomel không còn có quá nhiều năng lượng nữa, đánh ngược trở lại thì sao nào. Đánh ngược trở lại hay không đây, đấy là khó băng tố chính xác. Nhưng Nomel sẽ là một người chơi chống chịu là khá tốt. Nên Nova quyết định là rút lui, nửa cây đến từ Nguyễn Văn Long. Và Nova Esports họ vẫn đang dẫn dắt hoàn toàn thế trận ở trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi. Họ xoay Roster Wild như trong chóng. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là việc mà GZ anh ta đã thành công trong việc mà lấy đi cái giáp thiên thần của Cero. Và khi mà Cero không còn giáp thiên thần nữa, anh ta sẽ không còn cái độ tự tin để có thể đi đối đầu 1-1 với GZ. Như vậy thì câu hỏi đặt ra, đội hình đứng từ bên phía của Roster Wild sẽ cử ai bây để đi xuống khu vực đường dưới. Cái mấu chốt đội hình của Nova là 4 thành viên còn lại câu kéo để GZ hút người. Thì bên phía Roster Wild cũng đưa hai người xuống đây câu kéo và ba thành viên hút người phía bên kia. Tức là cái thế 3 đánh 4 trong việc Nova có tấn công Baron thì tôi nghĩ rằng bên phía Roster Wild cũng không ngại. Và 2 đánh 1 phía bên dưới sẽ là phá giải được bài toán GG dành cho bên phía của Roster Wild. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà chia người, bây giờ chia người như thế này. Ngộ không đi với JC, đối đầu với Camille. Rồi Gragas đi với Kha'Zix, đi với Zix để ngăn chặn đối phương ăn Baron. Đâm đầu vào đây, Nomel vẫn đang là một thế lực mà bên phía của Nova Esports không dám tự tin dồn sát thương. Nhưng mà việc mà Ratel cùng với Cero xuống khu đường dưới để hại gục GZ thì GZ bởi một con Camille rất đơn giản sử dụng cái bắn dây móc của mình đu đi là có thể đuôi về được rồi. Nhưng 4 thành viên còn lại của Nova cũng không ăn được Baron, chỉ hòa đồng ý họ không khoan nhưng được họ có thể ăn được, chỉ cần vì Zig và Gragas phía trên nhổ xuống bên dưới là trắng máu, là cực đau. Zig bây giờ full trang bị rồi. Đó có lẽ tôi nghĩ là cái phương án chia người hợp lý nhất ở thời điểm này thôi. Còn nếu không cứ chia 4-4 ở đây và 1-1 phía bên kia thì chắc chắn thắng dành cho Nova. Như vậy thì Nova họ sẽ cần phải phá giải cái bài toán này, một việc là GZ anh ta buộc phải solo kill được Cero. Trước đó thì anh ta cũng đã thành công, nhưng mà khoan đã, GZ anh ta đi lỗi. Rồi, đi lỗi. Và 4 thành viên ngay lập tức tấn công vào Baron. Đội hình của Roster Wild bắt đầu phát hiện vấn đề. Ăn luôn không? Không có bất kỳ lượng tầm nhiệm mù hoàn toàn đến từ bên phía của Roster Wild. Hãy bật hai map lên anh ơi. Rồi, và đã bật hai map lên. Nova cũng bắt đầu rén. Nova cũng rén và thận trọng không? Xin lỗi các bạn, Nova thận trọng trong những tình huống xử lý của mình. Đồng ý, có vẻ như Nova Esports họ nhận thấy được rằng lại về giai đoạn cuối
của ván thi đấu này thì lượng sát thương đến từ bên phía của Roster Wild đang cực kỳ là khủng khiếp. Có thể kể đến đó là cái siêu bơm bị ngục của Luna đáp vào giữa và đây là đột biến đến từ Roteo, tấn công vào người của Remake còn một nửa lượng máu phía bên kia là Đô đang sắp mất cho mình cái giáp thiên thần rất hỗn loạn, đó là xoáy lốc xoáy của ngộ không của Roteo. Chưa ai phải nằm, DJ bay ngược trở lại. DJ có thể là một tình huống xử lý lỗi của mình. Sóng âm hụt đến từ Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn DJ thì sống lại với cái giáp hồi sinh. Chưa ai phải nằm lại trong tình huống vừa rồi cả. Điểm qua một tí về phao tranh vừa rồi nhưng mà khoan Long. Đã Long Nguyễn có vẻ hơi tự tin. Nguyễn Văn Long tự tin. Tại sao không Nguyễn Văn Long mà lại quay sang đây? Và đây là tốc biến đi đến từ Ratel. Nguyễn Văn Long không cướp được con bùa đỏ trong tình huống vừa rồi. Và phao tranh vừa rồi thì chúng ta hãy cùng điểm lại một tí về việc mà không có bất cứ một mạng nào phải nằm xuống nhưng có rất là nhiều giáp thiên thần bị mất đi. Đầu tiên là giáp thiên thần của đó là Gize, thứ hai là giáp thiên thần của đó là Du. Và Zero thì anh ta cũng vừa có thể mua lại cho mình ra giáp thiên thần rồi. Và như vậy thì anh ta đã có đủ độ tự tin để có thể đi với Gize ở khu vực đường cánh. Ít nhất là Gize cũng đã có trong trận thi đấu này anh ta có đến hai quyết định càn vào đội hình đối phương là không hơi hợp lý. Là không hợp lý. Và anh ta cũng bị trả cơ sát thương là cực kỳ nhanh. Chúng ta sẽ điểm lại lượng đồ full đồ trang bị đến từ tất cả mọi người hết. Trừ Ratel, trừ Nomel và trừ Yami thì tính là full đồ 99% đến từ cả hai bên. Tầm này chỉ có đánh thôi, đánh và di chuyển. Đấy rồi, đi ra. Đây là một động thái tấn công đến từ bên phía của Roster Wild và người chơi đường đơn của đối phương. Bốn thành viên còn lại của Nova ngay lập tức cấn công vào con Baron. Nomel phát hiện tầm nhìn ở trong tình huống này. Được DJ kịp không? Đều được quan trọng nữa. Kịp hay không? Được trở lên thùng rượu nổ. Baron được dành cho bên phía của Nova Esports. Một người lặn vào đồng hồ ngưng động. Đó là bên phía của Remake. Bên kia Nian bị đẩy ngược ra khỏi giáp tranh. Remake bị hạ gục. Remake lên bản Long cước hai. Độ Long cước đến từ Nguyễn Văn Long cân hai. Đồ Yize tới. Yize đến sau. Yize đang cân ba. Yize có tới không? Yize sút chết được đồ. Quá mạnh. Nguyễn Văn Long quay ngược trở lại và đá quyết chiến thuật. Nobel không còn nhiều năng lượng. Zero mất chấm hết rồi. Quay ngược trở lại. Quét sạch. Quét sạch dành cho Nova Esports sau 30 phút thi đấu căng thẳng hơn dây đàn. Triple kill dành cho Nguyễn Văn Yize và sẽ là 1-0 dành cho Nova Esports. Quá căng thẳng. Ván thi đấu đầu tiên thôi, mới chỉ ván thi đấu đầu tiên của ngày thi đấu đầu tiên vòng knockout. Trận thi đấu BO5 mà cần tới phút 30 phút mới có thể quyết định được rằng là ai là người có được chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Và ván chiến thắng này gọi tên Nova Esports. Đây là chiến thắng bằng bản lĩnh, đây là chiến thắng bằng bản lĩnh. Nova Esports có 30 phút thi đấu quá bản lĩnh và vượt trội so bên phía của Roster Wild. Roster Wild thì làm khó đối phương là cực kỳ tốt và cũng có những điểm sáng. Giữa bản thi đấu thì EZ liên tục tạo ra những cái áp lực. Và ở trong một cái tình huống bên phía của Roster Wild họ phải cử đô xuống khu vực đường dưới để mong có mảng của EZ. Thì nó mở ra cơ hội để cho bên phía Nova có con Baron và từ đấy họ có thể kết thúc được ván thi đấu. Và đến với ván thi đấu thứ hai thì Roster Wild sẽ là những người được quyền cấm và chọn trước, họ sẽ bên phía đội xanh. Và Roster quyết định cấm đi một con tướng mà Nova Long đánh cũng cực kỳ hay ở trong giai đoạn vòng bảng. Đó là con bài Zac, con bài mà khiến cho anh ta có thể tạo rất nhiều những cái đột biến ở trong nửa giữa cũng như là cuối ván thi đấu. Lượt cấm thứ hai là Senna, trong khi đó phía bên kia Nova Esports quyết định lựa chọn cấm vào Lucian cũng như là Yumi. Tiếp tục có thể sẽ là một con Sinh sẽ bị cấm đi từ bên phía của Nova khi mà họ không có quyền được lựa chọn trước, nhưng đó là Kama bị cấm đi. Bây giờ thì bên phía Roster Wild có thể chủ động là người lựa chọn Corki trước cho mình và sẽ nhường lại dây dành cho bên phía của Nova để xem Roster Wild có muốn lấy tiếp tục là con Corki trong bản thiếu này hay không. Corki ở thời điểm này đang là một chất tướng được đánh giá mạnh với khả năng đi lên tốt ở giai đoạn giữa cũng như là cuối ván thi đấu, nhưng cuối cùng thì Roster Wild đã lựa chọn cho mình đó là Cơ Mưu. Họ muốn phá đi một chất tướng khó chịu ở trong giai đoạn đẩy cánh về sau. Đúng là như vậy, và Cơ Mưu ở trong ván thi đấu trước trong tay của GJ cũng là rất ghê gớm. Mặc dù anh ta không có được khoảng thời gian ban đầu có được nhiều lợi thế với những điểm hạ gục, những lượng tiền của anh ta vẫn rất vượt trội với việc là cái đội hình 1-4 từ bên phía của Nova Esports họ được triển khai một cách hoàn hảo và nó giúp cho giai đoạn về cuối thì thật sự là GZ anh ta cũng vừa chống chịu tốt lại còn vừa có khả năng tạo đột biến với cái tối hậu thư của mình. Thậm chí khi mà lượng đồ của GZ và dây trong tay của Zero bằng nhau thì chắc chắn là vị trí của Zero anh ta vẫn solo thua mà thôi. Từ đó trở đi thì một mình vị trí của GZ anh ta dường như là áp lực được ít nhất khoảng 2 người trở lên đến từ bên phía của đội hình của Roster Wild. Lựa chọn tiếp theo mà bên phía của tuyển Roster Wild đó là con bài Sinh cho Zero. Thật ra thì con bài Sinh này bên phía tuyển Hàn Quốc đánh không nhiều bằng các thành viên bên phía của đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là một chất tướng hết sức khó chịu trong những tình huống có bắt tổng. Và với việc mà bây giờ thì đội hình của Nova đang sở hữu đến 2 cái bộ tiến công sẽ được lên trên ở vị trí của Zay cũng như đó Corki, thì có lẽ rằng ở trong những cái giai đoạn đẩy cánh thực sự thì có lẽ rằng Ratel cũng sẽ không đủ áp lực.
và để xem là họ sẽ tiếp tục muốn có cho mình con bài gì. Ngộ Không đang được lựa chọn trong ván thi đấu này và nhiều khả năng nó sẽ nằm trong tay của Long. Rất nhiều những trận tướng giao tranh tổng được hai bên lựa chọn, có Kỳ rồi thì Ngộ Không, bên kia là Camille, cả thậm chí là cả Sinh nữa. Những chiêu thức theo diện bắt lại mục tiêu là tương đối hay. Xét về khả năng khống chế thì có lẽ rằng bên phía của Lost Wild họ nhỉnh hơn phần nào đó với ba chất tướng mình đang sở hữu, và với một khả năng cấu rỉa tốt như thế này cũng có thể là Kha'Zix sẽ nằm trong tay của Đô nếu như bên phía của Nova không cấm, và Nova thì họ hiểu điều này, quyết định lệnh cấm Kha'Zix là hoàn toàn hợp lý. Trong khi đó Lost Wild thì họ đang hạn chế đi hai vị tướng mà vị trí của Long có thể đánh tốt, đó là Lee Sin cùng với cả Jax. Long thì vẫn còn đó những chất tướng đi rừng khác mà anh ta cũng đã thể hiện rất xuất sắc, như là Echo vẫn chưa được sử dụng ở trong ván thi đấu này. Để xem rằng những sợi tiếp theo thì Echo có được xuất hiện một lần nữa trong tay của Long hay không. Và với việc mà họ cấm đi cả Xi-chan như thế này thì tức là cái lựa chọn cấm Lee Sin nó đang, tôi đang cảm giác là nó không thực sự là có hiệu quả, nhưng Echo đã bị cấm đi. Bên phía Lost Wild đang giành hai lượt cấm còn lại của mình đều nhắm vào vị trí của Long, một sự coi trọng đến từ người chơi đi rừng của bên phía Nova Esports. Nhưng như chúng ta đã nói rồi, Ngộ Không là một trận tướng hoàn toàn có thể đi rừng được, và với cái lối chơi mà bên phía Nova họ có thì họ vẫn đủ cái khoảng không để cho Long có thể farm. Nhưng khi mà có thêm cả Revenge như thế này thì tôi nghĩ rằng lại nhiều khả năng hơn là Revenge sẽ đi rừng, bởi vì cái sự quái về mặt sử dụng chất tướng đấu sĩ cũng như là cái sự cơ động trong những bộ chiêu thức của con Revenge sẽ giúp cho Long có khả năng đào thoát và tiếp cận đến những tình huống giao tranh nó tốt hơn. Và để xem là bây giờ vấn đề đã khó hơn thì cho Lost Wild rồi, họ đang không còn nhiều chất tướng đi rừng nữa, thì để xem họ muốn đánh gì. Vai Sa Vang có thể những lựa chọn bởi vì phía Lost Wild sẽ phải nhắm đến trong ván thi đấu này. Đô ván đấu trước tôi đánh giá rằng là một ván đấu không quá tốt đến từ anh chàng đi rừng. Mọi sự cố gắng, mọi những cái nỗ lực mà bên phía Lost Wild có được ở trong ván đấu trước nó đến từ vị trí của Nomel. Đấy là một ván đấu rất tỉnh của Nomel với con Gragas. Anh ta có những tình huống giữ mục tiêu, những tình huống mà dùng thùng rượu của mình để có thể check cái tầm nhìn. Và ở trong ván vừa rồi, Lee Sin của Long bị phát hiện tầm nhìn rất nhiều bởi những cái thùng rượu đấy. Nó khiến cho bên phía của Lost Wild không vỡ trận từ sớm. Nhưng đó là cái này đã được lựa chọn lại. Và như vậy trong ván thiếu này thì Camille sẽ là vai trò đi rừng dành cho Đô, và Luna ở đó là Rathel khu vực đường trên, anh ta sẽ sử dụng cho mình đó là Garen. Đồng ý, trong bối cảnh mà rất nhiều những chất tướng mạnh ở khu vực đường rừng bị cấm đi thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể có khả năng Camille sẽ được mang vào rừng nằm trong tay của Đô. Thực sự thì đây vẫn là chất tướng hoàn toàn có thể đảm bảo được khả năng dọn rừng cũng không phải là quá chậm, cũng như ngay khi có cấp độ 5 thôi thì những tình huống đi gank nó sẽ trở lên vô cùng là nguy hiểm, với việc có cái tốc độ tiếp cận tốt từ đám mắc phi thân kết hợp thêm cả chiêu cuối tối hậu thu nữa thì cái khả năng đi gank đến từ vị trí của Camille nó sẽ là tương đối dễ dàng. Còn Nova Esports thì quyết định lựa chọn cuối cùng của họ một chất tướng bảo kê cũng như là đóng góp trong tranh tổng rất nhiều, đó là Bram ở trong khu vực đường hỗ trợ, để họ có thể cản bớt đi những cú mũi tên xuyên phá từ vị trí của Varus trong tay của Luna. Tôi nghĩ đây cũng sẽ là một sự chọn rất hay từ bên phía của Nova Esports. Có một điểm mạnh đúng là Nova họ vẫn đánh những tình huống giao tranh hoặc là những tình huống mở mục tiêu lớn nó tốt hơn, họ cảm giác được những cái nhịp để có thể vào được. Và ở trong cái tình huống mà ăn rồng ngàn tuổi cũng là một cái nhịp mà cả Yami cũng như cả EJ đều đã làm tốt bằng những tình huống dùng chiêu để ngăn cho Đô không tiếp cận được trong hai con rồng ngàn tuổi, và đó là mở ra cơ hội để cho Long có được mục tiêu lớn. Như vậy là ở trong những quyết định cuối cùng thì bên Nova đã để cho Long cầm Ngộ Không trong bản thi đấu này, không phải là Defense mà sẽ là Ngộ Không, một chất tướng giàu sát thương nhưng sẽ cần có sự khéo léo trong tình huống ra vào giao tranh, bởi vì Ngộ Không phải đến món trang bị lần thứ 3 là cái giáp hồi sinh thì nó mới có khả năng chống chịu. Đồng ý, Ngộ Còn Không trước đấy thì chỉ là lượng sát thương lớn mà thôi, lượng sát thương rất lớn đến từ thiết bản ngàn cân và sự khó chịu đến từ lốc xoáy nữa. Có lẽ là với ván thi đấu này khi sử dụng chất tướng Ngộ Không thì Long sẽ đóng góp là người make play dành cho những người đồng đội của mình là phần nhiều. Trong khi đó thì đội hình từ bên phía của Nova Esports tôi nghĩ rằng là anh ta nhường lại cái sân khấu của mình dành cho Corki cũng là một điều hợp lý mà thôi. Đội hình từ bên phía của tuyển Lost Wild thì không phải là đội hình có những chất tướng quá mạnh giai đoạn cuối. Họ sử dụng đó là Varus ở khu vực đường xạ thủ, nhưng mà cũng là một sự chọn rất hay, đó là Brum dành cho bên phía của Nova để họ có thể cản bớt đi lượng sát thương cấu rỉa. Và cái sát thương cấu rỉa của họ thì cũng không phải là không có, họ có con dây trong tay của Nia ở khu vực đường giữa nữa. Và nhìn chung thì cái cách ban pick từ bên phía của Nova Esports thì tôi nghĩ vẫn đang nhìn hơn đôi chút với cả Lost Wild. Và đúng là với cả cái chiêu thức của mình thì Yami có thể chặn nhìn cái sợi xích tội lỗi nữa, cũng là một chiêu cuối quan trọng để tuyệt đỉnh của Lost Wild. Bây giờ là những tình huống giúp rừng, EJ trong ván thiếu này đang giúp cho Long khởi động ở bên phía búa đá, bãi người đá thì đúng hơn. Còn khu vực đứng dưới thì có lẽ rằng cũng sẽ không có nhiều những tình huống giao tranh. Đây là cặp chất tướng đến từ cả hai bên không cho phép những tình huống khô máu từ những cấp độ ban đầu. Họ sẽ
có lẽ là giúp cho xạ thủ của mình đạt đến cấp độ 3 và bắt đầu là những tình huống đi ramming đến từ cả vị trí của Nomea cũng như là vị trí của Yami không đứng trên. Những tình huống trao đổi chiêu thức đã có và Rafael đang là người lời máu hơn. Những chất tướng trong giai đoạn đầu khu vực đứng trên cũng như là khu vực đứng giữa đang nhỉnh hơn từ bên phía của Nova Esports là hoàn toàn qua đã khu vực dưới một tình huống sau cú trưởng giữ chân được Yami. Nhưng ngay lập tức thì hai kiệt sức được búp Yami dựng tối kiên cường lên và cũng không có gì nguy hiểm dành cho cặp đôi từ bên phía của Nova Esports cả, họ vẫn trụ lại khu vực đường của mình một cách an toàn. Bán máu để đẩy đường giúp cho EZ bây giờ đang là người có được một chút lợi thế về mặt di chuyển, có thể giúp cho Long có thể kiểm soát con cua ở nửa trên bản đồ, đã có mắt trong rừng để từ bên phía Roster One để đảm bảo rằng nếu như Long có qua cướp búa xanh phía bên kia, Đô cũng có những cái lượng thông tin để có thể là vòng ngược lại để có thực hiện tình huống trao đổi bùa. Nhưng đây sẽ là khoảng thời gian mà bắt đầu sẽ là di chuyển, Yami là người đi cùng với cả vị trí của Long cũng như là Nian. Đúng là như vậy, khả năng kiểm soát tầm nhìn cũng là tương đối hay từ bên phía của Nova Esports. Họ giải mắt ở dọc sông để đảm bảo cho những tình huống đẩy cao đến từ Riven cũng như là Nian không gặp quá nhiều những sự nguy hiểm. Và có lẽ với cái đội hình được sử dụng của Roster Wild thì tôi nghĩ rằng ở cấp độ 5 hay thậm chí là ở phút thứ 5 của bán đấu, khi mà những mục tiêu lớn được xuất hiện thì hơi khó để họ có thể giao tranh tổng lại với một đội hình mà với những chất tướng mạnh hơn hoàn toàn ở giai đoạn đầu của Nova Esports, nên thiên hướng đánh chậm và đánh thủ hòa sẽ là những gì mà bên phía Roster Wild họ hướng đến ở trong ván thi đấu này. Và cái tốc độ dọn rừng cũng đang có phần nào đấy là nhỉnh hơn từ vị trí của Long, cũng đứng trên cua vẫn đang được ăn và không biết rằng là liệu Đô có phát hiện cái điều này không. Đây ta vẫn đang có clear để có thể tiếp cận nhưng không có cú trừng phạt lên đầu của EZ sẽ là tốc biến đi mà thôi. Nhưng đó là tốc biến theo Raphael đã có cấp độ đang và sẽ là con chiến gốc đầu. Đó là chiến gốc đầu một lần nữa nó dành cho bên phía của Roster Wild, một pha thi đấu mà EZ mất thời gian để siêu ăn cho một con cua và đã bị tiếp cận đến từ cả Đô và Raphael. Hơi tham khi tình huống đó thì anh ta dướn lên bởi vì con cua chỉ còn lại một máu duy nhất mà thôi. Và với việc lấy được con cua thì anh ta sẽ khiến cho tốc độ thăng tiến sức mạnh cũng như lượng tầm nhìn đến từ các thành viên của Roster Wild nó sẽ bị hạn chế đi là rất nhiều. Nhưng không may cho anh ta, bên kia là một con Camille và tiếp cận là điều rất dễ. Một tình huống Nomeo có cấp độ 4 mà thôi, anh ta mất tốc biến rồi. Đối phương tốc biến đuổi theo kiến sức búp lên người và chắc chắn là sẽ phải nằm lại đến từ vị trí của Nomeo. Và đây sẽ là tình huống xuất hiện nhưng có vẻ như không kịp rồi, lấy 3 đánh 4. Và lượng máu của Zero đang là rất đủ đầy, Nian hết năng lượng rồi. Và có lẽ Nian cũng phải trả lại cái điểm hạ gục của mình mà thôi. Bên phía Roster Wild muốn nhường lại cái mạng dành cho Luna trong pha thi đấu vừa rồi, thế nên họ ngắt đi lượng sát thương cuối cùng và nó khiến cho bên phía của Nova vẫn lùi về được, cũng như là suýt chút nữa Luna cũng có thể đánh bại điểm số. Nhưng Long đang bị kẹt lại đây, người ta vẫn còn tình huống chi bổ để có thể lùi về, có sự hỗ trợ của Yami. Có lẽ rằng người chơi đi rừng bên phía Nova cũng không phải nằm xuống trong pha thi đấu này. Một cái tình huống ganh nó cũng tương đối có ý đồ đến từ bên phía của Nova Esports, chỉ đáng tiếc là khả năng phản ứng đến từ Roster Wild cũng là rất nhanh nhạy. Raphael anh ta vừa về nhà là anh ta lập tức di chuyển ra khu vực đứng dưới để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Có thể thấy được Roster Wild họ đang cực kỳ là tập trung ở trong ván thi đấu này. Ván thi đấu đầu tiên cũng là ván thi đấu mà họ thi kiểm soát đối phương tương đối chặt chẽ để mà trận thi đấu kết thúc ở phút thứ 30. Và ván thi đấu này cũng vậy, ngay khi các thành viên của Nova Esports họ đưa ra những bước di chuyển của mình thì Roster Wild đáp lại rất gắt. Và đây tình huống một cân đôi từ vị trí của Nian, anh ta bị bế ngược trở lại với cái chiêu cuối hủy diệt đấu trường của Nomeo. Anh ta bị trả lại phương thú quyền nhưng vẫn là chưa đủ sát thương từ cặp đôi của Roster Wild. Một tình huống xử lý rất hay của Nian. Nian 1-2 nhưng anh ta khiến cho cả hai người chơi bên phía Roster Wild đều đã ở một ngưỡng thấp máu và sẽ phải lui về. Đây sẽ là cơ hội mở ra để cho bên phía Nova có thể bào đi những lớp gia sự ở khu vực đứng dưới, nhưng đây giờ là sự có mặt của Đô. Liệu rằng anh ta muốn vào hay không? Đây có lẽ rằng Đô thì cũng không nhiều những sự tự tin giống như Nian ở trong pha thi đấu vừa rồi để có thể là thực hiện tiếp tục một tình huống 1-2 nữa. Anh ta sẽ chỉ là dọn dẹp đợt lính mà thôi. Và ở trong những mục tiêu lớn đầu tiên và thi đấu này, con rồng chỉ là con rồng gió không quá quan trọng, nhưng tiếp tục một lần nữa Remake bị giữ chân lại, ngắt nhịp biến về của người chơi xạ thủ bên phía Nova. Chiêu cuối vẫn đang còn từ vị trí của Yami và có lẽ đó cũng là lý do mà Đô anh ta không đầu tư cái tối hậu thư của mình. Nhưng đây là tình huống mà họ có tầm nhìn, họ phát hiện Yami vẫn đang biến về và một lần nữa thì Yami anh ta phải gián đoạn trong cái khoảng thời gian để có thể về khu vực nhà chính của mình cũng như là mua những món đồ trước thời điểm mà con rồng xuất hiện, nhưng có lẽ cũng vẫn là kịp thôi. 10 giây nữa thì cả hai mục tiêu lớn xuất hiện, rồng đầu tiên sẽ là con rồng gió và có lẽ rằng lựa chọn từ bên phía của Nova Esports sẽ là kiểm soát ở khu vực hang sứ giả. Có một cái vấn đề đấy là ở trong đội hình mà Roster Wild đang có bây giờ thì không có chất tướng nào có thể lấy được bộ tiến công cả. Như vậy là cái áp lực ở trong vai trò đường cánh nó sẽ tương đối lớn đến từ bên phía của Nova. Nhưng khu vực đứng dưới một lần nữa thì có sự có mặt của Đồ ở đây, vẫn còn lô phạt và Long cũng đang xuống khu vực đứng dưới này. Sẽ là một tình huống 1-2 và tiếp tục là những sự lấn át đến từ Nian. Ngay từ hôm nay thì Nian cũng đang có được một ván đấu ổn áp ở trong game thiếu thứ hai này với con Jace của mình. Hai lần anh ta có những tình huống 1-2 và đều thành công. Và quyết định từ bên phía của Nova Esports đó là con rồng gió chứ không phải là con sứ giả.
và họ đang bắt đầu khởi động nó. Rồng còn lại khoảng 2.500 máu, bắt đầu có tình huống bế rất hay. Chúng hai người xong thủ thuật 3 người, một tình huống giải thảm lửa cũng là rất đẹp. Và chính vị trí của Koki trong Terimax giữ lại con rồng dành cho cái việc Nova Isuat. Phía bên kia Dia đang cực kỳ thấp máu và Zero sẽ có được cái mạng của anh ta. Trong khi đó ở đây cắm kiếm của Ratel, anh ta hạ gục thành công được đó là Yami, và anh ta lùa được vị trí của Remake phải quay ngược trở về khu vực đường của mình. Long đang kẹt lại giữa hai thành viên của đối phương. Chimo được sử dụng cố gắng đổi máu với đối phương và thậm chí đổi được cả mạng từ bên phía của Luna Isuat, anh ta chưa phải đọc xuống. Còn phía bên kia thì Ray cuối cùng cũng đã phải bốc hơi rồi. Một tình huống cân hai đến từ vị trí của Long, tốc biến lên và đó là triple kill dành cho người chơi đi rừng của Nova Esports. Đó là một tình huống lấy 4 đánh đắt bởi vì khu vực đứng trên IZ đang được thả farm rất nhiều và anh ta sẽ có cái trụ đầu tiên này. Khu vực đứng dưới tiếp tục lại chọn vị trí của Zero. Long chưa làm được, chưa có mạng nhưng hồi rất nhiều máu với cái thiết bản ngàn cân. Anh ta không có thêm mạng nữa nhưng khoảng thời gian anh ta tạo ra là rất nhiều cơ hội để cho IZ lấy được cái trụ đầu tiên trong ván thi đấu này. Và đó lại là một lần nữa Nova họ lấy 4 đánh 5 ở trong những mục tiêu lớn đầu tiên và chúng ta cùng xem lại ván thi đấu này. Long đứng ở ngoài, Yami là người thấp máu đầu tiên và một cú vào rất đẹp đến từ vị trí của Domeo. Nhưng những người đồng đội ta không đủ lượng sát thương để có thể dồn chết được vị trí của Yami trong pha thi đấu này, và những cú ngắt đi lượng sát thương đến từ bên phía của Nova với cái thảm lửa xảy ra là rất đẹp. Yami cũng nằm xuống sau một tình huống công lý Demacia nhưng Remake thắt ở bên kia tường và Long, nhân vật chính trong màn trình diễn vừa rồi, anh ta cò quay rất lâu và dùng chim mồi của mình để có thể đánh lừa được vị trí của Luna và một thiết bản ngàn cân tiện được một người lên bảng điểm số. Khu vực đứng dưới đây thì Remake bị hai người vào trong trụ và anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số, nhưng sau đấy thì thật sự là một màn trình diễn chói sáng đến từ vị trí của Nova Long. Triple kill sau một tình huống qua đã, thời gian thực cũng lại tiếp tục có giao tranh, một tình huống bế nhưng ngay sau đó thì Zed cũng sẽ phải nằm lại trong tình huống đó mà thôi. Zero cố gắng giải độc của mình để gây khó chịu vào người của đối phương và đây là lốc xoáy được sử dụng đến từ vị trí của Long. Cam kiếm hạ gục thành công được Đâu Mèo, người đang cực kỳ yếu máu ở đây đó là Riven, và anh ta cũng đã có cho mình những điểm hạ gục và đây là Long cuối cùng thì cũng lên bảng điểm số rồi. Đó là một cái kiệt sức nữa, một cái kiệt sức đó được sử dụng đến từ Luna khiến cho lượng sát thương đến từ lốc xoáy lần hai của Long là không nhiều. Nhưng bây giờ thì hai mục tiêu lớn đều đã có dành cho bên phía của Nova rồi. Họ sẽ mất đi một cái trụ khu vực đứng giữa với nhịp đẩy đến tất cả 4 thành viên của Rosterwide. Lượng tiền ở trong những phút tiếng vừa qua đó vẫn đang nằm về đại diện đến từ khu vực WCK với đâu đấy khoảng độ 2.000 tiền nhỉnh hơn. Nhưng cũng không phải là một cái gì đó quá khó cho Nova khi mà ở trong những mục tiêu lớn họ đều đã có rồi. Họ với cái việc thả sứ giả ở trong nhịp đẩy tiếp theo họ ít nhất sẽ có thêm một trụ nữa. Mạng hạ gục đang được đổ về túi của Raytel rất nhiều. Anh ta có 503 là KDA ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cái khả năng chống chịu đến từ vị trí của Raytel ở thời điểm này nó cũng đã được đảm bảo. Nhưng cái khả năng gây sát thương tụi hình của Rosterwide thì lại đang là một vấn đề tương đối lớn với họ. Khi mà sát thương chủ lực của họ, Luna mới chỉ hoàn thành sau cho mình một món đồ lớn mà thôi. Anh ta vẫn chưa có cái món đồ lớn thứ hai của mình. Trong khi đó thì bây giờ Sedo mới bắt đầu công cuộc để thực hiện cho mình cái món đồ. Đó là cái mặt nạ đoạn đầy. Thì nhìn chung với cái khả năng giao tranh tổng từ bên phía của Rosterwide, sát thương vẫn là một cái điểm yếu của họ. Thực ra thì tôi cũng không nghĩ rằng là họ quá thiếu sát thương đâu, bởi vì ở trong cả hai ở vị trí chủ lực của họ là khu vực từ trên là cái lớp chống chịu thì cũng đã có được một cây dây đẹp 503 và Luna cũng vậy, 314 là một cây đẹp dành cho một con Varus ở thời điểm hiện tại, và anh ta vẫn đang đảm bảo được lượng sát thương đầu ra ở trong nhịp biến về lần sau. Còn có lẽ rằng bây giờ Nova họ sẽ phải tiếp tục tìm kiếm cho mình những điểm hạ gục. Chúng ta thấy được rằng là sát thương là điều mà Nova thiếu thì đúng hơn ở trong những nhịp thi đấu vừa rồi. Họ chỉ dựa hoàn toàn vào sát thương của Long. Và có lẽ rằng với 3 người ở thời điểm này họ cũng sẽ không thể nào có mạng của Raytel nữa. Và bây giờ là quyết định thả cho mình con sứ giả ở khu vực đứng dưới đến từ bên phía của Nova Isuat. Họ đang kiểm soát những công trình là tương đối hay. Zero có một tình huống hất hay không? Đấy vẫn chưa hất được, bị lôi phạt và bây giờ anh ta tốc biến lên hất đối phương. Nhưng Nian vẫn còn tốc biến và thậm chí có cả lá chắn nữa. Và bây giờ sẽ là tình huống kêu gọi thêm cả JJ đến đây. Nian vẫn đang hết sức bình tĩnh né chiều, nhưng bây giờ quyết định băng vào với tối hậu thứ. Một tình huống choáng 3 người rất hay đến từ vị trí của JJ. Và sau đó là đồng đội đến backup kịp thời, Đô vẫn đang rút về. Anh ta có 2 điểm nội tại đánh ngất ngư, Zero vẫn đang cố gắng để co quay. JJ có một cú chém gió nhưng vẫn là chưa đủ sát thương. Và chưa có một ai phải nằm lại trong tình huống vừa rồi. À không, có Nian đã phải lên bảng đếm số rồi. Một tình huống băng trụ 3 người. Và khi mà biết rằng có cả Đô đấy thì có lẽ rằng Nian cũng biết mình sẽ khó để có thể về được rồi. Những lượng sát thương đến từ các thành viên của bên phía Nova cũng không đủ cho tiếp tục một lần nữa thấy họ thiếu đi lượng sát thương. Và thì đây là một ván thi đấu mà hiếm hoi cho thấy được cả IZ cũng như là cả vị trí của Remake đều đang thua tiền. Nhưng lượng tiền bây giờ thì cũng đã không thua còn quá nhiều nữa rồi. 300 đến từ vị trí của Remake và đâu đấy khoảng độ 1.400 đến từ vị trí của IZ. Thế ván này anh ta mặc dù có khoảng thời gian để có thể được thả farm không được chết, nhưng chúng ta thấy được rằng là những tình huống mà giao tranh thì Rattle lại là người có mạng. Đó là lý do tại sao mà bây giờ anh ta đã hoàn thành cho mình 2 món trang bị lớn rồi và tiếp tục sẽ hướng lên thêm một món trang bị sát thương nữa. Đây không phải là một con gái này chống chịu.
Đúng vậy, đây là một con Garen vừa còn sát thương nhưng cũng vừa đảm bảo được khả năng chống chịu, với việc anh ta cũng có một cái thú tượng thạch giáp rồi. Trong khi đó tôi nghĩ ván thi đấu này chiến thuật từ bên phía của Nova Esports họ cũng không thay đổi quá nhiều khi họ để cho Zize không tham gia vào những tình huống giao tranh tổng ở trong nửa đầu của ván thi đấu. Ngược trở lại thì Rateo anh ta rất chăm chỉ để có thể di chuyển ở các khu vực đường, bởi lẽ anh ta cũng có tốc độ di chuyển được cộng thêm khi bật cho mình cái chiêu một lên, nên cái khả năng cơ động của Rateo cũng vẫn là hoàn toàn ổn để cho anh ta có thể tới với những người đồng đội của mình khi mà họ kêu gọi. Long đang đứng ở một góc không đẹp khi mà anh ta đứng trên tầm nhìn của các thành viên bên phía Roster Wild rồi, và đó là lý do tại sao mà phía của Nova họ đã phải ngừng tình huống ăn dầu. Và ở trong một tình huống giao tranh 5v5 thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là cái lượng sát thương cấu rỉa thì từ Roster Wild nó sẽ tỏ ra khó chịu hơn với những chất tướng phải vào trước để từ Nova, và họ không nên là người mở rồng ở thời điểm này, họ không mở được con rồng này. Đúng là vậy, họ cần phải chờ đợi thêm một lát nữa, và đặc biệt trong cái thế cái bối cảnh mà trụ một đứng phần đứng giữa Nova Esports họ đã đánh mất đi thời điểm trước đó rồi, họ chỉ có lấy được hai cái trụ bên cánh thôi, thì cái con đường để cho bên phía của Roster Wild họ có thể thủ được về khu vực trụ giữa của mình nó vẫn là dễ dàng hơn rất nhiều. Yami đang bao bọc cho những người đồng đội của mình nghe từ tuyến sau, một tình huống song thủ trưởng không giữ chân được ai đến từ vị trí của Nomel, vẫn đang chưa có góc để vào từ bên phía của Roster Wild, bắt đầu khởi động rồng đến từ bên phía của Nova Esports. Rồng hết kiên nhẫn quay trở lại hàng và nó đã hồi phục đầy đủ lượng máu, các thành viên của Roster Wild quyết định đẩy ra khu vực đứng giữa. Con rồng vẫn đang được lấy làm đề tài giao tranh cho cả hai đội tuyển, nhưng rõ ràng là không ai muốn là người chịu lượng sát thương đến từ rồng cũng như là đứng ở một thế bị rồng bắn cả, và vẫn đang đứng từ đằng xa để có thể liên tục cấu rỉa. Nhưng lượng năng lượng của Luna bây giờ chỉ còn lại một nửa thôi, anh ta sẽ không còn nhiều những tình huống bắn tên xuyên phá nữa. Và ở một góc đằng sau đó, Nian tiếp tục có một tình huống cầu cổng là tương đối tốt, nhưng anh ta đang bị quay rồi, và tiếp tục một tình huống anh ta lao luôn vị trí của Luna, bấm cho mình đồng hồ cát, và các thành viên còn lại đến từ bên phía Nova đang làm gì. Long vẫn đang cố chơi mình con rồng, và bây giờ anh ta đã có rồng cho Nova, nhưng đây là một tình huống song thủ chuyển được nhiều mục tiêu, sát thương dồn vào Nian lên bảng yếu số, nhưng có lẽ rằng họ cũng sẽ mất đi vị trí của đôi trong pha thi đấu này khi mà anh ta đang quá thấp máu rồi. Và đó tiếp tục một tình huống thảm lửa, nhưng công lý Devasia tiên luôn cả vị trí của Rebek lên bảng điểm số, vẫn còn không nếu anh còn một bóng, anh ta chưa phải nằm xuống, Rateo mới là nạn nhân ở đây. Một pha thi đấu rất hỗn loạn khi mà Đô cũng áp sát vào và Long thì đang bật có cho mình con rồng, một tình huống 4-4 thôi, nhưng cuối cùng thì bên phía của Roster Wild cũng mất đến 3 thành viên mà họ chỉ đổi được 2. Đúng vậy, lỗ hoàn toàn là từ bên phía của Roster Wild trong tình huống giao tranh vừa rồi. Một pha setup mà các thành viên của Nova Esports làm rất tốt, đặc biệt là vị trí của Remake với những tình huống big bomb của mình, anh ta cấu máu làm mềm đối phương, và sau đó là một tình huống mà không có tầm nhìn ở khu vực đường giữa. Nia di chuyển ra, bắn một cú cầu cổng khiến Zero và Luna đặt trong một trạng thái rất khó để giao tranh khi lượng máu của họ không còn là quá nhiều. Và sau đó anh ta cũng rất dũng cảm để có thể băng thẳng vào đến đối phương, dùng cái đồng hồ cát của mình để câu thêm thời gian, và một cái băng địa chấn giữ lại được 3 mục tiêu thì tôi nghĩ cũng là rất hay đến từ vị trí của Bram rồi. Và đặc biệt là Jamie vẫn còn sống để có thể lùi về, khiến cho tình huống đổi vừa rồi chỉ là 3-2 mà thôi dành cho bên phía của Roster Wild. Đấy là một tình huống thi đấu mà tôi nghĩ rằng nếu như bên phía của Nova họ chậm lại thêm một nhịp nữa để cho Nian cấu thêm một lần nữa với cú cầu cổng của mình thì có lẽ rằng họ sẽ có một tình huống giao tranh dễ hơn. Dù sao thì họ cũng đã có lời và tiếp tục sẽ là một con rồng nữa dành cho bên phía của Nova. Họ đã kiểm soát được 2 con rồng trong ván thi đấu này rồi, đảm bảo được một lượng bùa lợi về trong giai đoạn sau của ván thi đấu. Và khu vực đứng dưới này thì Nia tiếp tục bị hỏi thăm và có cả Đô phía đằng sau nữa. Có lẽ rằng lượng chống chịu đến từ trụ cũng như là lượng sát thương đến từ trụ không thể giúp cho Nian có thể sống sót được. Nhưng khu vực đứng trên này một lần nữa thì Zero sử dụng combo của mình rất khó chịu và nó ép được EZ phải lui về. Ván đấu này thì Nian hơi khổ, anh ta có một cây DA là 044 và cũng đã phải sắm sửa cái bố tiến công, đồng nghĩa việc là Nian anh ta cũng sẽ không tham gia quá nhiều vào trong những tình huống giao tranh tổng và sẽ phải là người vào sau. Pha thi đấu vừa rồi thì Nia cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình, đó là vòng ra từ phía sau cũng như là gây đủ những cái lượng sát thương và câu kéo đủ những cái lượng chiêu thức của đối phương rồi, và tôi nghĩ đó là tất cả những gì anh ta có thể làm với cái cây DA như thế này. Còn hiện tại thì Zize anh ta vẫn thực sự thi đấu một cách hết sức là tỉnh táo với việc là chia đường 1-3-1 đến từ bên phía của đội tuyển Nova Esports. Họ vẫn đang muốn dành thêm những thời gian để có thể farm được dành cho Long, trang bị lần thứ 3 của Long không phải là giáp hồi sinh mà lại là một cái ma vũ. Vũ điệu để giúp anh ta có thêm được những khả năng có quay trong những tình huống giao tranh. Một con ngộ không rất giàu đúng sát thương. Nếu như anh ta có những điểm hạ gục thì lại còn được hồi phục thêm lượng máu nữa. Một chiếc bảng ngàn cân cũng đã cung cấp cho anh ta một lượng máu đáng kể rồi. Bây giờ lên thêm vũ điệu, nếu như kết thúc được điểm hạ gục của đối phương thì lượng máu cũng được hồi phục lại là tương đối và giúp cho Long có thể có quay rất chỉ trạc ở trong những tình huống giao tranh. Một tình huống Nomel đứng khá cao nhưng anh ta là set và anh ta không ngại trong những tình huống đứng cao như vậy luôn. Anh ta bế ngược đối phương về và ngay lập tức Long mất đi cho mình cái tốc biến.
Long cũng tương đối tỉnh táo và đầu tư cho pha thiếu vừa rồi, anh ta tốc biến luôn qua bên kia tường, bởi vì anh ta biết rằng là khoảng thời gian này với cái lượng sát thương đến từ các thành viên đến từ Lotto Wild thì nếu như anh ta phải về, họ có thể ra một tình huống làm vào Baron luôn. Tiếp vào đây là một tình huống mở, chưa có chỉ giết được một người, và đây là tình huống mà bị giữ chân, phải bấm đồng hồ cát đến từ vị trí của Zize. Zize vẫn còn sống, Long đang lạc vào giữa đội hình đối phương, anh ta hất tung được bốn người và Long vẫn chưa nằm lại một chấm máu. Có những người Zize mới là người phải đâm xuống ở đây, trong khi đó thì Long cũng đang hấp hối rồi. Long đã đi theo cửa độ của mình, mạng thuộc về vị trí của Dodo băng vào và sẽ ngay lập tức cũng sẽ rút ra một tình huống bắn mũi tên xuyên phá là hay đến từ vị trí của Luna, và qua đó thì các thành viên của Russell White họ giao tranh thắng lợi với một tình huống 1-2. Họ chỉ mất đi hỗ trợ mà thôi, họ lấy được tận hai mục tiêu rất quan trọng của đối phương, đó là Revenge và cả Ngộ Không, người chơi đi rừng cũng như là người chơi đường trên từ bên phía của Nova Esports. Có cảm giác rằng Nova họ đang hơi vội ở trong những phút thi đấu vừa qua, họ liên tục là người muốn mở, nhưng rõ ràng là với cái sự xích tội lỗi của mình, khi mà Luna liên tục là người đứng ở hàng sau thì sẽ rất khó để cho các thành viên đến từ Nova có thể vào. Và hơn hết rằng là cái tốc biến, một cái công cụ để có thể áp sát vào hàng sau của Long cũng đã mất đi trong nhịp canh trước đấy từ bên phía Roto Wild rồi, thì không có nhiều cớ để họ có thể thực hiện một tình huống ra sạch như vừa rồi và mất đi hai người. Có lẽ rằng sẽ là một cái thua thiệt khi mà lượng tiền bắt đầu được nghiêng về phía Roto Wild với thêm cái trụ một của đường dưới này nữa. Bây giờ thật sự là khá là khó. Hiện tại thì khả năng chống chịu của Roster Wild nó đang được đảm bảo ở cả 3 vị trí, và nó khiến cho những chắc tướng càn vào tuyến trước từ bên phía của Nova Esports họ mất rất nhiều thời gian để có thể hạ gục được Gratel, để có thể hạ gục được Sinh trong tay của Cero, và thậm chí là cả set của Nomel cũng đã bắt đầu có cho mình thêm một món đồ giáp nữa, đó là một mảnh của cái giáp gai. Áo choàng gai. Giảm hồi phục. Còn từ phía sau thì Luna rõ ràng anh ta có sải tay dài mà, anh ta cũng không khó khăn là mấy cho cái việc giữ vị trí của mình với một cái đội hình mà không có quá nhiều chất tướng tay dài cũng như là bơi vào tuyến sau được của Nova Esports. Nên ván thi đấu này lựa chọn một cái góc giao tranh đẹp sẽ phải là một điều mà bên phía của Nova Esports họ cần phải tập trung. Họ đang hơi thiếu cả trang bị trên người của Nian nữa, và đấu này bây giờ Nian mới gần có 10.000 tiền, và ngay lập tức Roster Wild là người chủ động hơn trong việc là khởi động cho mình con rồng ngàn tuổi. Nhưng họ sẽ cần cẩn thận, sát thương của họ không phải là quá nhiều khi ở trong ván đấu này sát thủ của họ là một con Varus. Bây giờ đã bắt đầu lao vào, nhưng phía bên kia Đô đang là người muốn mở, và Long anh ta bị đánh chết bởi cái bóng của mình thôi. Long vẫn còn, nhưng bây giờ Long bị giữ trong tối hậu thư, anh ta bấm đồng hồ cát, tôi kéo thời gian. Trong khi đó Nomel giữ lại được Zize, Nomel chúng chịu rất nhiều sát thương, Luna bị bắt bởi Nian rồi, và Luna chắc chắn phải nằm lại trong tình huống này. Còn ở đây là một tình huống ngất ngược về rất khó chịu từ vị trí của Sinh, đội hình của Roster Wild. Họ đang có cho mình rất nhiều những điểm hạ gục, và cuối cùng họ có 3 điểm hạ gục của đối phương, họ còn 4 người, chỉ có Luna là phải nằm lại mà thôi. Gratel một chấm máu chạy về được. Một phát điều bác rằng Remake cũng nghĩ là lượng sát thương mình vừa đủ rồi, nhưng câu trả lời là không, khả năng hồi phục của con Gratel cũng là quá khó chịu trong phát điều đó. Và cho tiếp tục một lần nữa thấy được cái sự cơ động, cái khả năng chống chịu đến từ đội hình của Roster Wild đang có là nhiều đến như thế nào. Và bây giờ thì họ đang tiếp tục là người khởi động cho mình con rồng ngàn tuổi này, khi mà đó sẽ là một tình huống dịch chuyển ra đến từ vị trí của Zero. Zero sẽ là người ngăn chặn khả năng tiến vào đây đến từ vị trí của Remake. Remake hơi khó để vào và anh ta đang có thể sẽ bị bắt lại đây. Kích hoạt được cho mình đó là nội tại đến từ Bram, nhưng chưa có thể bắn hạ cục được vị trí của Zero, thì họ không có cớ để có thể vào được con rồng này. Và có lẽ rằng sẽ là rồng ngàn tuổi dành cho bên phía của Roster Wild. Họ có rồng ngàn tuổi truy đuổi theo, và Nomel suýt chút nữa thôi đã được vị trí của Remake rồi. Lên bảng điểm số Yami có lẽ là cũng hơi khó để có thể thoát về được. Và sẽ là một ván đấu mà mất rồng ngàn tuổi đến từ Nova. Và đó là tình huống quét sạch không chính thức đến từ bên phía của Roster Wild. Họ vừa có một pha ăn được 5 điểm hạ gục của đối phương, lại vừa có thêm cả rồng ngàn tuổi. Thật sự để mà nói thì rồng ngàn tuổi vẫn đang là một mùa lội có sức mạnh lớn nhất ở trên bản đồ hiện tại, và đó gia tăng cho bên phía của Roster Wild một tỷ lệ thắng là tương đối đáng kể ở trong ván thi đấu này. Họ đang thi đấu hết sức tập trung, và trong những tình huống combat tổng thì có vẻ như người gặp nhiều bất lợi hơn lại là bên phía của Nova Esports rồi. Cảm giác bây giờ như lượng sát thương của Nova không thể xuyên thủng được dàn chắn của Roster Wild nữa. Và đứng ở hàng sau thì Luna liên tục thoải mái xả ra những cái tên xuyên phá của mình để gây lượng sát thương lớn trên diện rộng. Và một mình Long cũng hơi khó để phải căn pha bầu view vào đi từ đây tổ từ điểm này. Nên nhớ rằng đây là một con Garay rất giàu sát thương với 3 món trang bị sát thương trên người rồi. Rồi anh ta cắm kiếm Long tí nữa để bảo điểm số, sau khi bị bốc ngược trở về thì anh ta cũng bốc hơi luôn. Và đây sẽ có teleport đến từ vị trí của Zize, nhưng ngay lập tức bị ăn một cú song phù trưởng. Và người hấp hối lại là vị trí của Zize, anh ta vừa tele lên và anh ta vừa phải về nhà ngay lập tức. Và đây là tình huống giải thảm lửa, nhưng hơi sai lầm từ Remake rồi. Và thi đấu này thì chắc chắn là một lần nữa các thành viên của Nova sẽ bị hủy diệt. Và lại là quét sạch dành cho các thành viên của Roster Wild. Đại diện đến từ khu vực WCK đang có một cửa thắng rất rõ ràng ở trong ván thi đấu này để có thể cân bằng tỷ số về một đều. Không phải cửa thắng nữa rồi, và chắc chắn họ sẽ thắng được khi mà còn đến 25 giây nữa thì các thành viên của Nova mới hồi sinh lại. Một ván đấu quá chặt chẽ đến từ bên phía của Roster Wild. Và với một đội hình có đến 3 chống chịu
thì gần như là bên phía của Nova không tìm ra được cách nào để có thể bắt được vị trí của Luna ở phía roster wide. Thì đến với ván đấu thứ hai này, Nova đã giành những lượt cấm vào cả Singed cả Varus, chất tướng mà có lẽ rằng là thương hiệu của người Hàn. Đúng là như vậy, bãi chất tướng tỏ ra rất khó chịu trong tay của Zero cũng như là Luna trong ván thi đấu vừa qua. Nhìn chung thì với Sinh không yêu cầu kỹ năng của bạn quá cao, chỉ cần yêu cầu những khả năng chọn mục tiêu ở trong những tình huống combat thôi. Thì có lẽ là cũng khá là dễ chơi và dễ trúng thưởng, vẫn bắt buộc phải cấm từ bên phía của Nova Esports. Họ ưu tiên lựa chọn đầu tiên của mình dành cho vị trí Corki của Remake. Ngay lập tức thì Rostowai họ đưa ra một cặp đôi đã dừng rất nhiều trong giải đấu của khu vực WCK, Camille và Zik. Và có vẻ như rằng con cơm bim này đang là chìa khóa chiến thắng của Roster Wild trong cả ván đấu trước nữa, thì tiếp tục sẽ được sử dụng trong ván đấu này, cố định lại và sau đấy sẽ một cái siêu bom địa ngục giữa hồng tâm dễ dàng trên vị trí của Luna. Thế nên lý do bên phía của Nova lựa chọn con Lee Sin có lẽ rằng là như vậy, để họ có thể bắt được vào hàng sau với sự cơ động của Lee Sin. Họ trong ván đầu tiên cũng đã có được những khoảng khắc bắt được vào Luna, và để xem là với lượt lựa chọn còn lại của mình ở trong lượt đầu tiên thì bên phía Roster Wild muốn lấy gì. Vẫn tiếp tục sẽ là Garen xuất hiện trong tay của Ratel, một chất tướng anh ta cũng xài khá nhiều. Và cả ở khu vực WCK nữa, họ dùng con Garen này rất nhiều ở trong hầu hết các cái trận thi đấu của mình. Bên phía của Nova Esports thì họ nhận ra vấn đề của mình ở trong ván thi đấu trước, đó là khả năng để có thể tìm về hàng sau của đối phương là rất thiếu thốn. Nên ván thi đấu này họ bù lại nó bằng hai cái chất tướng có thể bơi vào tận sau của đối phương, như là con cá sấu với hai lần cắt và sắt của mình, cũng như là Lee Sin trong tay của Long để có thể chọn vị trí một cách dễ dàng hơn và thực hiện những cú đá ngược đối phương. Và cùng chờ đợi lượt cấm thứ hai thì các thành viên của Roster Wild lựa chọn là gì? Họ quyết định cấm thêm một lần nữa vào vị trí của Morgana. Có lẽ nếu mà cấm vào Morgana thì họ không nghĩ rằng Corki sẽ nằm trong tay của Remake được không? Có lẽ rằng họ cũng nghĩ là trong ván thi đấu này thì Nia sẽ người sử dụng Corki không vào được giữa. Và với việc mà cũng không còn Lucian, cũng không còn đó là dây, không còn đối trọng ở trong những kèo để lẻ với mũi tiến công nữa dành cho bên phía Roster Wild. Có lẽ rằng đấy là điều họ cũng không cần. Họ sẽ có thể có khá nhiều những thông tin rằng ở trong hai ván đấu thì cái lối chơi của Nova đều sẽ là bỏ lại những mục tiêu lớn và dành thời gian đấy để cho EZ có thể có những khoảng thời gian để đẩy đường và đánh những thế 4-5. Thì bây giờ có lẽ rằng Roster Wild sẽ nhắm nhiều để chất tướng có khả năng giao tranh sớm và đem lại lợi thế dành cho họ, giống như cách mà ván thứ hai họ đã khai thác được, và để xem họ sẽ lấy gì ở trong lượt lựa chọn thứ tư của mình. Ragaz cũng đã bị cấm đi đến từ bên phía của Nova. Ragaz bị cấm đi rồi. Galio cũng đã bị cấm đi rồi. Bây giờ lấy Galio thì có lẽ là một lựa chọn tương đối hợp lý dành cho Nomel, nhưng không biết rằng anh chàng có đánh được con Galio Alistar thì sao? Thực ra thì với việc mà bạn có được cơ mưu thì với cái tốc độ thư thêm của siêu giáng thế sẽ là một cái combo khá đơn giản, nhưng quyết định của bên phía Roster Wild lại là Set và một chất tướng Nomel bán được và đấu trước đấy và đấu thứ hai thì cũng đã sử dụng tương đối hay. Thực ra thì họ cũng cần bổ sung sát thương, tôi nghĩ rằng là Set cũng là một chất tướng có thể tạo sát thương được với cả đang gây sát thương chuẩn của mình, cũng như là đánh theo phần chấm máu của đối phương với chất tướng chống chịu kiểu như là Redstone thì cũng là một mục tiêu rất ngon ăn để cho anh ta có thể bế về. Và đội hình của Roster Wild thì họ cũng đã có khả năng chống chịu tốt đến từ con Garen rồi, nên tôi cũng không nghĩ rằng là Alistar sẽ xuất hiện đâu. Trong khi đó Nova Esports đang đưa ra một đội hình thiên hướng đánh về giai đoạn cuối là cực kỳ nhiều, việc họ có thêm cả Orianna trong tay của Remake nữa và họ bù lại khả năng chống chịu của mình bằng con Alistar. Alistar về bất khuất sẽ là một rào cản. Nó có thể lựa chọn để có thể counter được rất nhiều vào Zik của Luna trong ván thi đấu này, có thể zone out Luna ra. Nhưng với sự có mặt của Z trong ván đấu này, đây sẽ là một con bài tương đối là đánh cược, một canh bạc của phía Roster Wild đã đưa ra. Nếu như Zero có thể tiếp tục có được những lợi thế trong giai đoạn đi đường, đây sẽ là một kèo đẩy lẻ không được đứng cánh. À, cũng có thể lựa chọn lên 4 tiến công được dành cho Zero, nhưng để xem liệu anh ta có muốn lên không, bởi vì có những bản đồng chúng ta thấy rồi, xét lên cái 4 tiến công thì sẽ không có quá nhiều lượng sát thương, và với một cái dấu tử thần kèm thêm cả full combo chưa chắc đã có thể có được một tình huống solo kill với chiến của Nian, nên có thể sẽ không lựa chọn lên 4 tiến công để từ Zero trong bản đấu này. Đồng ý, nếu như lên 4 tiến công thì sẽ hơi khó để kiếm về những điểm hạ gục dành cho bên phía của Roster Wild ở trong những thời điểm đầu, bởi vì họ không chơi xạ thủ ở trong ván thi đấu này, đồng nghĩa việc là sát thương DPS khá thiếu, nên một nhịp đánh, một nhịp bắt lại được một mục tiêu từ bên phía của Nova Esports thì tôi nghĩ rằng những thứ họ cần là phải dồn sát thương thật nhanh để có thể kết thúc sớm được một thành viên nào đó của Nova, và cùng chờ xem cái ý đồ đến từ bên phía của Roster Wild sẽ là như thế nào trong ván thi đấu này. Còn meta thời điểm hiện tại, nếu như Corki đi khu vực đường giữa thì tôi vẫn nghĩ rằng món đồ đầu tiên mà họ ưu tiên để có thể sở hữu sẽ là một cái búa tiến công để có thể gia tăng thêm cái áp lực đẩy đường đến từ bên phía của Nova Esports. Vậy chắc chắn sẽ có búa tiến công trên người của Nian với con Corki này rồi. Còn
Câu hỏi bây giờ là liệu Cero có lên nó hay không thôi. Và có lẽ rằng đây là bàn đấu mà có lẽ bên phía Nova cũng bắt đầu sẽ phải dành nhiều hơn sự tập trung của mình vào. Cả hai bàn đấu trước họ đều là đội mất đi những cái lợi thế trong giai đoạn ban đầu, đặc biệt là những chiến công đầu đều được bên phía Rotowire tìm kiếm và có được một cách tương đối đơn giản. Qua đấy thì họ cũng có những cái thế liền lăn được quả cầu tuyết của mình. Đồng ý là như vậy, sẽ có tình huống remake cùng với GZ di chuyển lên khu vực đường giữa để có thể là clear tân lính thật nhanh. Bán thi đấu này là một sự đổi đường đến từ Nova Esports khi mà chúng ta thấy Nian được luân chuyển lên khu vực đứng trên, trong khi đó thì GZ sẽ được luân chuyển ra khu vực đứng giữa để giúp cho Nian với một con Corki, anh ta sẽ có một cái cặp đối đầu về mặt chất tướng là dễ thở hơn. Sau khi mà Zero anh ta có được cấp độ 3 thì tôi nghĩ rằng Corki sẽ gặp khá nhiều những cái trở ngại nên họ quyết định đổi đường. Zero đang có được lợi thế khi mà GZ đã chia sẻ lượng kinh nghiệm với remake của đứng giữa trong giai đoạn đầu tiên ngay lập tức lên 2 và đã có một tình huống đánh khiến cho bây giờ thì lượng máu của GZ cũng không còn quá nhiều nữa. Một pha chủ động để Zero cho thấy anh ta hiểu được lợi thế của mình trong giai đoạn đi đường nhiều đến như thế nào. Rồi, khu vực trên dí rất gắt đến từ vị trí của Raytel và anh ta ép được cái kiệt sức đến từ Nian rồi. Và cái vấn đề hồi phục thì nó lại không phải là một cái vấn đề quá lớn với một chất tướng như kiểu là Garen. Đồ thậm chí cũng đã có mặt ở khu vực đứng giữa để giúp cho Cero có khả năng dọn dẹp tên lính nhanh hơn và di chuyển cùng với anh ta để kiểm soát các con cua ở trong giai đoạn đầu của ván đấu. Đúng, mèo cũng đã có mặt ở khu vực đứng giữa. Đây là một pha thi đấu mà Rotowire đang có nhiều người hơn, liệu họ có muốn đánh trong pha thi đấu này hay không. Đây, họ bắt đầu vào rồi, đang bị giữ chân lại, đó là IZ. Ta vẫn còn đó là cắt và sắt để có thể lướt qua bên kia tưởng tượng đối đơn giản. Không quyết định đầu tư tốc biến để giật trò đến từ vị trí của Nomel ở trong tình huống vừa rồi. Nếu như anh ta quyết đoán hơn tôi nghĩ anh ta cũng có thể làm được điều đó, nhưng đây là tình huống và Raytel tốc biến lên. Nhưng mà sát thương của một con Garen ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là không có quá nhiều. Có lẽ anh ta chỉ muốn làm mềm để cho vị trí của Zero có thể đi vòng vào. Zero mới cấp độ 3 thôi, Zero mới cấp độ 3 nhưng họ có thêm cả đô nữa. Đô sẽ là người chống chịu chính cho tình huống này. Tốc biến trước đến từ Nian rồi và chủ bắn rất đông. Zero trước và lên bảng điểm số. Và đô là người có được điểm chiến công đầu, điểm chiến công đầu lần thứ 3 đến từ các thành viên của Roster Wild. Cả 3 ván đấu họ đều có được cho mình điểm chiến công đầu. Đó là một tình huống để bóng rất hay và tinh tế đến từ người chơi đường giữa của Roster Wild để anh ta có đủ nhịp thoát ra cũng như là anh ta cắt được tình huống tốc biến từ vị trí của Nian để có đủ khoảng cách thực hiện cho mình một lần xoay kiếm và sau đó là những cú đá từ vị trí của Đô kết liễu đi cái mạng của Nian khu vực đứng trên. Nian tiếp tục là mục tiêu được nhắm đến ở trong ván thi đấu này của các thành viên Roster Wild. Họ cũng đang muốn hạn chế sức mạnh của Corki cũng như là ở trong một ngưỡng máu nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng Nian nên kêu gọi sự hỗ trợ đến từ Long, thì mà Long cũng đang ở rất gần đấy rồi. Vẫn là những bước di chuyển nhanh hơn để từ bên phía Roster Wild và họ cũng tiếp tục có được cho mình những lợi thế dù không nhiều, dù không quá nhiều. Và điểm chiến công đầu nó lại được nhiều vì sao vị trí quần đô, đồng nghĩa việc là anh ta sẽ lên sớm cho mình những món trang bị. Và trong ván đấu này thì sẽ là búa rìu sát thần trên người của Đô khi mà anh ta thấy phía bên kia cũng khá nhiều chất tướng đấu sĩ và khả năng chống chịu mà bên phía Nova đã pick trong ván đấu này. Đúng là như vậy, nhưng mà có một điểm hay từ bên phía của Nova Esports là họ vẫn đang kiểm soát được cái lượng tài nguyên, mặc dù họ mất chiến công đầu nhưng rõ ràng lượng tiền họ vẫn đang hơn đối phương, chỉ là vài trăm tiền thôi, nhưng điều đó cũng chứng tỏ là cái khả năng farm, đặc biệt là khu vực đứng dưới, đang phần nào đó giúp cho họ có được một thế trận dễ dàng hơn với việc là không để thua quá nhiều tiền sau khi mất được điểm ở cuộc chiến công đầu. Corki trong ván đấu này mất khá nhiều thời gian để có thể farm được rồi khi mà anh ta bị hỏi thăm một lần và cũng đã mất đi những phép bổ trợ. Nia sẽ cần thi đấu thấp hơn ở trong những nhịp thi đấu sau. Và có lẽ rằng ở khoảng thời gian này thì với việc mà anh ta cũng đã có được cấp độ 6 rồi, đây là ngưỡng mà Corki của Nia có thể tiếp tục quay trở lại khu vực đứng giữa. Nhưng một lần nữa thì họ đã bắt ra khu vực đứng giữa với tối hậu tư đã có. Và IZ đang là người gặp nguy hiểm, ta vẫn có thần cả sấu bật lên để có thể thoát được về. Và bây giờ thì có lẽ rằng anh ta sẽ thoát đi được thôi, không đủ lượng sát thương đến từ đội hình của Roster Wild trong nhịp thi đấu đó khi mà chưa có những món trang bị lớn trên người các thành viên của họ. Đúng là như vậy, chưa đủ sát thương, nhưng đây là tình huống mà rất hay từ lòng anh ta phát hiện được Zero đang đủ đứng sát về rồi. Một combo là đủ để khiến cho Zero bốc hơi ngay lập tức và cân bằng lại tỷ số về điểm hạ gục. Và những tình huống vừa qua thì các thành viên của Roster Wild họ chỉ làm được một điều, đó là họ đổi rất nhiều chiêu cuối của mình để lấy được hai phép bổ trợ đến từ vị trí của GZ. Trong khi đó thì với một tình huống biến về bất cẩn của Zero, anh ta đã khiến cho những công sức mà họ xây dựng được trong cái pha thi đấu vừa rồi để xông đổ bể. Đồ mèo tiếp tục là như vậy nhưng không, rất may cho anh ta là thời gian biến về của anh ta vừa đủ. Yami cũng không đủ tầm để thực hiện một tình huống tốc biến và combo trong pha điều đó. Và rất may là Nomel vẫn có thể thoát về được. Anh ta đã có cho mình đó là đánh hết sách rồi, một công cụ để có thể mở trong nhịp thi đấu khi mà những mục tiêu lớn sẽ ra sau khoảng độ là 15 giây nữa. Dòng đầu tiên của pha thi đấu này là con dòng lửa, một mục tiêu rất khó bỏ ra cho cả hai đội tuyển. Dòng lửa sẽ là dòng đầu và tôi nghĩ rằng cả hai bên đều sẽ
thực hiện những tình huống kiểm soát mắt ở khu vực hang rộng lửa này mà thôi, thì nó sẽ cung cấp cho họ những khả năng gây sát thương là tương đối tốt về giai đoạn cuối, khi mà cái đội hình của họ đều sở hữu chất tướng cực lết. Đặc biệt đội hình của Nova Esports họ có đến hai chất tướng lết nữa, cả Corki cả Orianna thì dùng lửa sẽ cực kỳ ngon ăn. Đây là tình huống cắt sắt lên để công báo đối phương và sau đó là thoát về đến từ vị trí của GZ. Các thành viên từ bên phía của Nova Esports họ lựa chọn ăn dùng lửa, trong khi đó Rotor White họ không muốn tranh cướp và họ quyết định tiến ra hàng sứ giả. Bởi vì họ biết rằng nếu như ở trong cách sắp xếp đội hình của Nova trong nhịp thiếu vừa rồi là họ để cho Nia là khu vực đứng trên, cái tốc độ bảo trụ đến từ con Corki nó sẽ nhanh hơn khá nhiều so với cả con cá sấu của IG. Thế nên họ lựa chọn đánh hàng sứ giả để có thể vừa đảm bảo được là không bị đối phương ép vào một tình huống giao tranh và cũng không để cho Nia có thêm nhiều khoảng thời gian để farm nữa. Bây giờ thì tấn công xuống khu vực đứng dưới đó là dấu ấn từ giờ đã được sử dụng đến từ Cero. Anh ta vẫn còn đó tốc biến, một lần giật bóng đi anh ta vẫn thoát về trong tiềm trụ, được có cả Nomeo đến đây để có thể hỗ trợ. Có lẽ rằng IG sẽ hơi khó được thể về trong tình huống này khi mà Đô cũng đã đến rất gần rồi, và tình huống bế vẫn luôn trong tiềm trụ thì có lẽ rằng là đi luôn đến từ IG. Và điểm vào gục dành cho vị trí của Nomeo, trong khi đó sứ giả hút được một nhịp khu vực đứng giữa chưa mang lại được trụ dành cho thành viên của Rose qua, nhưng đây là tình huống chấp đến cơ rất nhanh từ Ratel. Yami vẫn còn sống, nhưng sau đó sát thương từ tiêu đốt là đủ để khiến cho Ratel anh ta tiếp tục khiến cho các thành viên từ phía của Nova Esports gây rất nhiều những sự khó chịu. Khu vực đứng trên Nia vẫn đang đẩy, nhưng đứng dưới này với ba người thì không biết rằng cái tốc độ đẩy có nhanh hơn so với cả một mình Nian phía trên kia hay không. Nian có cho mình đó là bùa tiến công, anh ta có lẽ rằng sẽ không kịp hoàn thành trụ đầu tiên dành cho Nova. Nhưng dù sao thì họ cũng đã cân bằng được về mặt công trình so với đối phương rồi. Tiếp cận vào những cú sóng âm là trượt đến từ Long, lần này thấy ta không có được sự chuẩn xác cần thiết của mình. Đồng ý, mặc dù đó là một nhịp mà Cero anh ta đã hơi bất ngờ rồi, anh ta sử dụng cái phân bóng của mình nó cũng hơi chậm. Nhưng đó là một tình huống mà Tham Minh cái cú sóng âm nó là hơi sai của Long, và anh ta không thể nào kết liễu được Cero trong một lần nữa. Một tình huống Đô có tầm nhìn, Long đi qua và ngay lập tức Long ăn những cú sút ở trên vị trí của Đô. Và Đô hiểu rằng mình vẫn thừa khả năng để có thể thoát về ở một khoảng cách an toàn. Đây là với con đó là cú đu phía bóc, nhưng đây là một pha diếu mà đang muốn tấn công vị trí của Nomeo. Rất may là cú hút về nó lại ngược hướng và nó giúp cho Nomeo vẫn thoát về được trong an toàn. Đó là tình huống mà tôi nghĩ rằng không có góc để vào từ bên phía của Nova khi mà đột lính chưa được đẩy vào. Hơn nữa set trong tay của Nomeo thì vẫn còn tốc biến nữa, nên ta cũng không quá ngán ngại những tình huống mà đối phương hỏi thăm mình ở trong khu vực tiền trụ. Và với việc là mất đi trụ một ở khu vực đứng dưới thì cũng lại không có cơ sở để cho Nova thực hiện những tình huống bao trụ nữa cơ. Là như vậy, họ không có nhiều tiền đề trong pha tiểu đó. Nếu như đấy là một cú hút về được thì may ra là họ còn có khoảng độ 50% có thể hạ gục được Nomeo trong một nhịp trước khi anh ta có thể sử dụng gì đó cuồng thú quyền. Bởi vì với cái lớp giáp ảo đến từ cuồng thú quyền, anh ta sẽ thừa khả năng để chống chịu và kêu gọi thêm cả vị trí của Ratel ở gần đấy nữa. Và bây giờ thì có lẽ là nhịp đánh sẽ được giảm lại đến từ cả hai đội tuyển khi mà những mục tiêu lớn của ván đấu đã chưa ra. Đúng là như vậy. Lần này thì không có cái thú tượng thạch giáp để được lên từ vị trí của Ratel nữa. Thành đó anh ta sử dụng cái dây chuyền trục tội, và đây là tình huống mà Nomeo đã bị bắt lại, bị kiệt sức. Anh ta còn tốc biến chưa sử dụng, bây giờ tốc biến đi vẫn thoát được một lượng máu là rất gấp gối. Một tình huống trả lại cho bọn địch chúng 4 người cũng là rất hay đến từ vị trí của Luna. Một ván thi đấu mà bất kỳ một lỗi lầm nào thì cũng sẽ đều phải trả giá mà thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Rose White họ vẫn đang căn kè rất chuẩn chỉ những tình huống di chuyển của mình, cũng như sử dụng tốc biến trong những tình huống phải là bị ép đến mức đường cùng, nên họ vẫn chưa mất đi một ai cả. Trong khi đó ở khu vực đứng trên, Cero anh ta vừa làm mềm Nian rất nhiều, Nian cũng hết năng lượng rồi. Nian cũng đã mất đi cho mình đó là kiệt sức trước một tình huống có lẽ là cũng đã sử dụng chiêu cuối rồi thực thần luôn đến Cero. Và ở trong những trận đấu tiếp sau thì rõ ràng là Cero không đánh lại Corki của Nian nữa rồi, vẫn đang là những sự trì giảng không được dựa đến từ đội hình của Rose White. Họ đang muốn mở ra một trong những cái trụ quan trọng nhất của bán đấu bên phía của Nova để có thể di chuyển vào và kiểm soát xung quanh khu vực hang bùa xanh cũng như bùa đỏ ở bên phía Nova. Họ chưa làm được điều đấy, sự chống chịu cũng là tương đối kiên cường của Nova để có thể giữ cho cái trụ đứng giữa mặc dù thấp máu nhưng chưa mất đi. Đúng vậy, nếu như mất đi thì cái thế farm của Remake sẽ gặp khá nhiều những cái sự khó khăn, bởi vì anh ta cũng chỉ là một Orianna với sải tay không quá dài, thậm chí farm còn khó hơn vị trí của Luna cơ. Và chỉ cần một tình huống đứng cao thôi thì cũng có thể bị hỏi thăm, bởi vị trí của Camille với tối hậu thư luôn luôn sẵn sàng để trực chờ vào những tình huống úp lại Remake phía bên kia. Các thành viên của Nova Esports với lợi thế lấy được trụ một ở khu vực cánh trên thì họ đang triển khai để có thể kiểm soát tầm nhìn cũng như quét sạch lượng tài nguyên ở map trên của Rostov White. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang là một cái chỉ số thăng tiến sức mạnh là tương đối ổn đến từ vị trí của Corki, mặc dù nằm xuống một lần nhưng mà Nian anh vẫn đảm bảo được lượng tiền của mình không thua thiệt so với đối phương là bao nhiêu cả. Anh ta chỉ mất vài con lính ở trong nhịp đánh mà đối phương lên hỏi thăm với ba người mà thôi, còn lại thì anh ta vẫn đang được thả farm là rất nhiều trong những tình huống ăn mục tiêu lớn đến từ Nova. Và với 7.000 tiền ở thời điểm này có lẽ rằng bắt đầu bắn được rồi, thì tuy nhiên anh ta đang có gói hàng trên chân. Đây sẽ là một pha thiếu mà nếu như Rotor White muốn vào thì họ có thể sẽ trả giá rất đắt trong pha thiếu này. Long vẫn chưa đứng vào thế để có thể là trừng phạt
Anh ta vẫn đang chờ đợi, nhưng phía bên kia Luna vẫn tỏ ra khó chịu với những tình huống bom của mình. Và ngay lập tức là biến mất luôn vị trí của Yami. Anh ta chưa bấm cho mình đó là chiêu cuối. Phía bên này thì đó dỡ từ tấn gắp lên người của EZ, nhưng anh ta vẫn thoát về được với những cú cắt và sắt của mình cũng đứng giữa. Thì đây có thể sẽ là nhịp đẩy lấy được trụ hay không. Đây vẫn còn đó là con xe. Và với ba người họ vẫn đang muốn tìm kiếm cái trụ cũng đứng giữa, nhưng đang hơi khó rồi. Khi mà có các thêm cả Remake ra đây và vẫn đủ lượng sát thương, có chất đồ đã làm được việc của nó. Đúng là như vậy, một tình huống không có lính kịp thời dồn vào trụ nhưng vẫn là đủ để có thể gài thêm gói chất đổ. Và nó mang về cái trụ một khu vực đứng giữa dành cho bên phía của Rostowai sau khi họ để cho đối phương lấy được sứ giả. Với một thế mà không ép được quá cao thì có lẽ con sứ giả này cũng vẫn chưa thể nào làm được quá nhiều điều. Để từ bên phía của Nova Esports, việc cần làm của Rostowai là họ cần phải đẩy cao cái tâm lý khu vực đứng giữa nên lên cao nếu như không muốn đối phương thả con sứ giả và ép vào một tình huống ăn rồng bất lợi dành cho họ. Long về nhà rồi, anh ta vừa về nhà và hoàn thành cho mình xong đó là cái đồng hồ. Một công cụ có thể outplay được những tình huống chiêu cuối của đối phương tương đối quan trọng ở trong pha thi đấu tranh chấp của con rồng 2 và thi đấu này. Và EZ không phải đứng giữa thì có lẽ là thời điểm này anh ta cũng không tay đôi lại với những con Zero nữa rồi. Tình huống chi tiêu sắc lẻ gây ra được rất nhiều lượng sát thương. Và để xem là liệu rằng Rostowai có muốn làm được cái động rồng cho pha thiếu này không. Đây họ đang có khá nhiều công cụ để mở, họ vẫn còn nguyên những bộ chiêu thức và lao vào chất đến từ Nomel. Anh ta ôm được một người về, đó là Koki. Và Koki trong tay của Dian vẫn còn sống, anh ta lướt qua một tình huống sử dụng cái tối hậu thư vào đầu của Yami. Yami cũng vẫn chống chịu rất nhiều. Đây Zero đang câu kéo được hai người. Zero hạ gục thành công được Dian rồi. Phía bên này Luna tốc biến đi, anh ta bị găm sống không. Anh ta bấm đồng hồ cát và đội hình từ bên phía của Rostowai đang bảo kê cho vị trí của đó là Zik trong tay Luna nhưng không được rồi. Killing spree thuộc về vị trí của Long. Một tình huống giao tranh mà Nomel tiếp tục bị găm sóng âm đu vào. Anh ta chưa hạ gục được đó là vị trí của Seth nhưng cuối cùng Seth cũng đã bốc hơi sau khi trả ra công thú quyền của mình. Trụ cũng sắp phải biến mất rồi. Và sau khi cái trụ này biến mất thì các thành viên của Rostowai họ không còn thế để tiếp tục ở lại với tình huống giao tranh này nữa. Họ đã phải lùi về. Một tình huống giao tranh hết sức gọn gàng từ bên phía của Nova Esports để họ có thể giữ lại được cho mình ba thành viên cùng với đó là con rồng gió. Tiên đề của cú giao tranh vừa rồi vẫn tiếp tục gọi tên Nova Long khi mà anh ta có một tình huống nộ long cước trùng đến bốn thành viên hất tung liên tục. Và nó khiến cho Rostowai gần như là tan vỡ sau nhịp thi đấu đấy. Họ không đủ những cái góc, những khoảng trống có thể là gây ra lượng sát thương cũng xem lại pha thi đấu này. Bế cường vị trí của Nian về nhưng vẫn còn đó là Long với cú nộ long cước đến bốn thành viên của đối phương. Và ngay lập tức là lượng máu của các thành viên bên phía Rostowai ở một ngưỡng là ngấp ké cửa tử rồi. Và EZ bơi lên rồi ta làm tiền đề để cho Long cũng như là Remake liên tục giảm ra lượng sát thương của mình. Còn ở một cánh ngược lại đó là Yami vẫn câu kéo được Zero. Như vậy thì gần như là không có những tình huống đánh trả của đến từ bên phía Rostowai trong pha thi đấu này. Và cũng phải nói rằng là Long tương đối nhanh tay trong việc là bấm đồng hồ cát cũng như là sự cover của Yami để giúp cho là con Z của Zero không có thêm một ném phi tiêu nữa. Còn nếu như đấy tình huống né được cả phi tiêu thì có lẽ rằng Long đã phải lên bảng. Đúng vậy, đó là một cái góc mà Long người ta đã làm hết sức có thể rồi. Một tình huống mà chủ động hơn là Rostowai. Nhưng pha thi đấu đó thì Nian anh ta vẫn còn cho mình đồng hồ cát. Có lẽ họ chưa tham minh được cái tình huống đó và họ để mất khá nhiều những cái sự tập trung của mình vào vị trí của Nian. Và sau đó Nian dùng cái thảm lửa của mình để lướt đi nữa. Anh ta thậm chí cũng không phải nằm lại quá sớm nữa. Và nó tạo một cái góc đá rất đẹp dành cho vị trí của Long để khiến cho Rostowai họ không thể nào chống trả được trong pha giao tranh vừa rồi. Tiếp tục sẽ là giao tranh khu vực đứng giữa. Một tình huống tạo ra rất nhiều sát thương từ vị trí của GZ. Anh ta mất vì cái chiêu cuối bế ngược trở về. Đến từ vị trí của Seth anh ta giật trỏ được hai người nhưng đây là tình huống mà Yami chống chịu và rôn áo ba người của đối phương về. Đồ cũng còn lại một chấm máu là rất thấp và Long hủy diệt được hỗ trợ Nomel ở phía bên này. Yami tiếp tục là đỡ đàm nhưng anh ta sai rồi, anh ta nằm xuống trong thềm trụ. Và đây là tình huống Zero cố gắng đòi lại một điểm ở cục của Long và anh ta đã làm được điều đó. Đường giữa vẫn là một thế lính áp lực và giúp cho Dian cùng với những người đội của mình có thể lấy thành công cái trụ một khu vực đường giữa của Rostowai. Zero cũng đang bị đánh là rất đau bởi Remake. Zero còn phân bóng, anh ta thoát đi được và trả lại một tình huống phi tiêu sắc lẻm cũng là rất đau. Đô vẫn còn ở đây, anh ta thực hiện một cú đá nhưng Đô không còn chiêu cuối nữa. Đồng nghĩa việc Remake vẫn về được ở trong tình huống này. Anh ta không dư chân được ai nữa trong tình huống này. Và có lẽ là sẽ chỉ nhìn đối phương đẩy nó đợt lính và về mà thôi. Nhưng cũng phải nói là tiếp tục một lần nữa thì bộ đôi, những chiêu thức trên diện rộng đến từ đội hình của Nova nó tỏ ra hiệu quả. Một pha mà khởi đầu đến từ Yami với một cú combo bó hút kiến nát đến ba thành viên. Và đây sau đấy là một cú xoáy bồi vào của Remake ở một thế là đơn giản. Và hai lần bị hất tung khiến cho ba thành viên của Rostowai gần như là bất động và chịu trận trong pha thiếu vừa rồi. Một tình huống thi đấu mà có lẽ rằng các thành viên của Rostowai họ cũng không ngờ đến là đối phương lại dám đánh ở pha mà họ cũng đang còn cái trụ một ở khu vực đứng giữa. Nên cái sự chuẩn bị từ bên phía của Rostowai là chưa có trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là một thế đánh mà các thành viên của Nova Esports họ đang bật ngược trở lại là rất tốt. Bây giờ lượng tiền thậm chí họ đã hơn đối phương rồi. Và với việc họ có được thêm cả hai bùa lợi rồng nữa thì tôi nghĩ thế trận vẫn đang hoàn toàn là mở toang cho các thành viên của Nova Esports.
họ vẫn đang giữ được những điều kiện thắng của mình. Đấy là việc cả Corki của Nian cũng như là con Orianna của Remake vẫn đang có những khoảng trống để farm và bắt đầu có được những cái lượng tiền để vực dậy lại rồi. Zero bây giờ chỉ còn hơn vị trí của Nian đâu đấy khoảng độ 2.000 điểm mà thôi, không nhiều nữa. Tôi nghĩ rằng là cái lối đánh nhấp nhả nên là cái lối đánh mà Rosewhite họ lựa chọn, vì họ có Zeke, thậm chí là Zero nữa. Zero thì với cái chữ cuối dấu ấn tử thần của mình, thời gian hồi cũng là rất nhanh ở thời điểm hiện tại rồi, đâu đó chỉ khoảng hai mấy 30 giây thôi là cũng có thể hồi kịp. Nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ hồi lại của những cái đồng hồ cát của đối phương, thì nên tận dụng để có thể cấu bớt đi những cái đồng hồ cát đó. Nhưng đây là tình huống Zero tiếp tục gây áp lực Zize, tí nữa thì là bản đồ số, nhưng đây là cú tốc biến kết hợp với tối hậu từ, chắc chắn Zize sẽ phải bỏ lại cái mạng của mình. Quan trọng là Zero có về được hay không khi mà Yami kêu gọi thêm cả những người đồng minh đến đây và anh ta thực hiện một tình huống combo, nhưng Zero ngay lập tức bấm đồng hồ cát và thoát về khu vực nửa trên của bản đồ. Thì Long một lần nữa lại tạo ra sự khác biệt với việc anh ta đẩy cao tơn lính lên và lấy được trụ 2 dành cho thành viên của Nova Esports. Một nhịp đẩy anh ta nhìn rất nhanh, biết rằng là đối phương không còn ai có thể ở nửa trên của bầu trong pha thiếu vừa rồi cả. Và anh ta lấy tiếp tục là thành công một cái trụ nữa, nâng tỷ số về trụ là 4-3 rồi cho bên phía của Nova rồi. Họ tiếp tục là người đang ở những thế dẫn tiền so với các thành viên của Roster Wild để có thể tiến đến những tình huống giao tranh mục tiêu lớn tiếp theo với lợi thế về trang bị. Nhưng để xem là lựa trang bị đến từ cả Luna và vị trí của Remake ở thời điểm này là như thế nào. Một người thì đã hoàn thành cho mình xong, đó là Vọng Âm Luden, là quyền trợ đại thiên sứ. Còn phía bên kia, Vũ Phu Thủy Raymond đã có trên người của Luna. Như vậy ở trong những nhịp đánh dài hơi thì rõ ràng là lượng sát thương của Luna nó sẽ nhỉnh hơn so với cả những gì mà Remake có thể gây ra được. Lượng sát thương của Remake sẽ kiểu như là bạo phát mà thôi, và nó cũng chỉ có một nhịp. Nhưng mà Remake thì anh ta có khả năng chống chịu tốt hơn. Anh ta có một lần sử dụng cái lệnh bảo hộ liên quan đã tình hình Yami bị giữ lại. Nhưng thực sự là rất đơn giản với một con Alistar khi anh ta chỉ cần thực hiện một cú hút thôi là ngay lập tức phá được cái tối hậu thư từ vị trí của Đô rồi. Họ đầu tư vào chiều cuối mà không mang lại bất kỳ một ý nghĩa gì cả. Và đây cũng sẽ là thời điểm rất sức quan trọng. Chiều cuối của Đô không còn 10 giây nữa thì mục tiêu lớn tiếp theo sẽ xuất hiện. Nửa cái rừng bên trái của Nova đang hơi thiếu đi những cái lượng tầm nhìn, họ đã không kiểm soát được xung quanh khu vực hàng Baron, nhưng có vẻ như là họ đang muốn bỏ. Đây sẽ là một tình huống mà là vào luôn đến từ bên phía của Nova. Họ đang ăn con dầu với một tốc độ tương đối nhanh với những sát thương chủ lực của mình, nhưng Nia đang đứng đây với gói hàng của mình, ta đang chờ một góc đẹp và Yami lao vào nhưng hơi xa rồi. Ta không còn trong mình, đó là cái chiêu cuối và ngay lập tức là biến mất luôn sát thương rất nhiều đến từ công ty Nemasia. Và bây giờ lấy 4 đánh đam, liệu họ có đánh được không? Thải thảm lửa và bấm cho mình đồng hồ cát đến từ vị trí của Nian. Anh ta thoát ra được với nhịp thảm lửa thứ hai của mình nhưng vẫn đang bị bám theo đến từ vị trí của Zero có kiệt sức. Phía bên đây thì Long vẫn đang cố gắng có những lượng sát thương của mình và có lẽ họ sẽ lùi về được, chỉ mất đi vị trí của anh Yami mà thôi. Và cũng chưa thể nào ăn rồng được ở trong cái lượng máu thấp như thế này của các thành viên bên phía của Rosewhite. Và cái sát thương ăn rồng của họ cũng không phải là quá nhanh khi mà họ không có xạ thủ ở trong cái đội hình này, nên quyết định an toàn vẫn sẽ phải là lùi về đến từ bên phía của Rosewhite, mặc dù họ đã có một tình huống bắt lại được hỗ trợ Yami của đối phương. Và bây giờ đến từ bên của Nova Esports, họ quyết định là triển khai ăn rồng ngay lập tức, nhưng họ cũng biết rằng đây là khoảng thời gian mà đối phương có thể sẽ quay trở lại với khu vực hàng rồng ngàn tuổi rồi, thế nên họ sẽ phải dừng trong pha thi đấu này. Zero thì vẫn đang có những sự khó chịu của mình trong việc là tìm ra được hàng sau của đối phương. Và Long nếu như pha thi đấu này ta bị mất đi cái giáp hồi sinh có lẽ rằng sẽ rất khổ. Đối phương không tấn công và các thành viên của cả hai đội sẽ chỉ dừng lại ở những tình huống kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Mục đích của Rosewhite ở trong pha giao tranh này đó là họ đang có thể lực rất cao ở khu vực đối trên của bản đồ, nên họ không cần thiết phải giao tranh thắng thua với đối phương. Nhưng đây sẽ là tình huống mà các thành viên của Nova Esports họ muốn chơi rồi. Đồng hồ cát được bấm lên từ vị trí của Zize, siêu bao đội ngục được tung vào. Đồ đang giữ lại một người, đó là vị trí của Dian. Đồ đang bị quây bởi ba người, Đồ vẫn còn sống, Zize cũng vẫn sống, Long cũng vẫn sống, tất cả mọi người đều sống, chưa có ai nằm lại trong tình huống này cả. Một tình huống giao tranh hết sức dài hơi, một cái bên không mất đi một ai, cũng là khoảng thời gian mà Nova họ có thể quay về để ép những tên lính được đẩy cao khu vực nửa trên của bản đồ. Yami nhìn thiếu bây giờ tiếp tục, anh ta là người phải vào đầu tiên, nhưng lần này thì anh ta trâu hơn với cái bất khuất được bật lên kịp thời và chống chịu được rất nhiều. Cái bên kia thì Zero cũng suýt nữa là nạn nhân trước lượng sát thương lớn của Nova, nhưng cả hai đội dừng lại một tình huống giao tranh dài hơi mà không mất một ai. Nhưng quyền kiểm soát về mặt tầm nhìn thì bây giờ Rosewhite đang là người chiếm thế chủ động rồi. Họ đã dọn đi được hoàn toàn những lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Nova, nó sẽ khiến cho Nova hơi khó để có thể tìm ra những góc vào, và đặc biệt là vị trí của Long. Long sẽ là người quan trọng nhất trong tình huống giao tranh. Anh ta phải có một cú đụng long cướp và đá được vị trí của Luna về. Nhưng bây giờ thì Luna luôn luôn là còn tốc biến. Anh ta từ nãy giờ bị bắt nhưng vẫn có được những tình huống sử dụng gói chất nổ của mình để về mà thôi. Và vẫn còn tốc biến thì đồng nghĩa việc là phải mất ít nhất là từ 5 đến 10 giây các thành viên bên phía của Nova mới có thể là tìm ra vị trí của Luna. Và nó sẽ là một bài toán hơi khó để có thể làm được ở thời điểm này.
rất khó dành cho cả Lotto Wild, họ cũng chưa thể nào ăn con rồng này được. Bởi vì như tôi đã nói, sát thương của họ không có quá nhiều để ăn được con rồng này một cách nhanh chóng. Và họ vẫn đang cần thêm một khoảng thời gian để các mưu của Đô có thể đẩy ở khu vực đứng trên, để cho những thế lính cực kỳ đẹp, để họ có thể ép đối phương vào những góc giao tranh dễ dàng trong một tình huống hủy diệt đấu trường của Nomel làm tiền đề. Và cả Zik nữa có những góc sử dụng cái siêu bom địa ngục của mình cống máu thật nhiều lên các thành viên của đối phương. Thì khi đó lựa chọn của Rostowai sẽ là, một là đánh, và sau khi họ, nếu như họ đánh không lại đối phương thì họ sẽ rút về để cho những cái tên lính đẩy cao của mình làm phần việc còn lại. Tên lính cách khu vực đường cánh bây giờ thì nó đang đẩy về bên phía của Rostowai thì phải, họ vẫn đang đẩy về bên phía Rostowai, và họ sẽ phải có người lên khu vực đứng trên. Nhưng họ đang chưa dám đi, bởi vì rõ ràng cái thời điểm này, thời điểm mà rất nhạy cảm xung quanh khu vực hang rồng ngàn tuổi, và bất cứ ai thôi, bất cứ ai đi xa mà không có người dịch chuyển thì có lẽ rằng sẽ không về kịp với những tình huống giao tranh. Và Rostowai đã có được tình huống khởi động rồng ở đây, họ cũng không dám ăn. Ui, Đô đang băng vào một tốc độ rất chóng mặt, và nó là Long, anh ta xuất hiện từ phía bên hông, một tình huống cấu đi được cái tảm lửa đến từ vị trí của Dian. Và Đô vẫn về được trong vòng tay của những người đồng đội của mình, với việc anh ta mất đi cái chiêu cuối và mất thêm cả cái đồng hồ cát nữa. Chỉ lấy được một cái gói hàng tự trí của Nian thôi. Thì liệu rằng đây có phải là một tình huống đổi lời cho bên phía của Rostowai không? Tôi nghĩ là cũng chưa phải lời lắm. Vẫn chưa lời lắm, bởi vì cũng vẫn còn đó những phép bổ trợ trên người của Nian. Gói hàng thì có lẽ rằng cũng chỉ còn ít thời gian nữa thì nó sẽ mất đi. Như vậy là một pha đầu tư không quá lời từ bên phía của Rostowai. Họ vẫn đang có những tình huống di chuyển để có thể tranh chấp mục tiêu lớn cùng với các thành viên của Nova vào tình huống vào đến thì Yami đã hất tung được, nhưng không có ai bồi thêm lượng sát thương vào trong pha thiếu vừa rồi cả. Và Nova lòng cũng đã phải trừng phạt để có thể có thêm cho mình những lượng máu. Và đây liệu rằng có phải thời điểm mà các thành viên của Rostowai họ quyết định để ăn con rồng này hay không? Một tình huống mà Nova bắt lại được vào Koki, nhưng ở đây một người bị giữ lại tổn thương một lần nữa, đó là vị trí của Zize. Yami đến bọc đầu kịp thời và hỗ trợ cho người đồng đội của mình có thể về được. Vẫn là những tình huống nhấp nhả hết sức dài hơi đến từ cả Rostowai và Nova Esports, nhưng thế lính thì có vẻ như đang ủng hộ Rostowai với vật đồ trên của bản đồ. Thế lính đường trên đang có những cái ping vào rồi, Rostowai biết rằng thế lính đường trên đang là lợi thế hơn dành cho họ. Một đợt lính gộp vào và nó có thêm những con xe nữa, nó có thể lấy đi cái trụ hai khu vực đường trên đến từ bên phía của Nova. Và ngay lập tức các thành viên đến từ Rostowai họ đang vào trong khu vực hang rồng ngàn tuổi của mình, và thêm một lần nữa thì Yami xính theo đốt, và có lẽ anh ta sẽ phải để bàn điểm số. Nhưng phía bên này thì đó là một tình huống chẳng có sát thương đến từ Nova, và họ đang có được khả năng tiêu diệt vị trí của Zero. Zero mất đi đổi với vị trí của Yami, có lẽ chẳng là lời gì cho bên phía của Nova, nhưng họ không còn nhiều tiền đề để đánh nữa. Họ đã không có nhiều tiền đề khi mà đợt lính đường trên là thành công cho việc lấy đi cái trụ hàng của bên phía Nova, và tiếp tục một tình huống siêu bom địa ngục nữa đã được nhồi vào ở đây. Đó là một tình huống mà mất đi trụ, nhưng khoan đã, Đô lại tiếp tục ngồi chiêu cuối, và lần này anh ta giữ lại một Zize thêm một lần nữa. Có tình huống xong, thứ trưởng có được vị trí của Long ở đây, nhưng Long vẫn còn ra vị trí ta quyết định băng vào rồi, nhưng chưa thực hiện cho mình một tình huống nội long cước. Bây giờ mới hồi nội long cước, và đây sẽ là cú nội long cước đó để hạ gục thành công được Đô Mèo. Long vẫn đang thi đấu rất bay múa, sát thương anh ta là rất nhiều. Một tình huống trắng cây máu và Luna cũng đã lên bảng điểm số rồi, đắp một kim thuộc về người chưa đi rừng của Nova Esports. Một tình huống mà Long lại phải lên tiếng. Long lên tiếng, và bây giờ thì nó là quá rõ ràng rồi, anh ta đang giúp cho những người đồng đội mình có cơ hội để có thể sở hữu được con rồng ngàn tuổi này. Một con rồng ngàn tuổi mà cũng đã phải trả giá bằng trụ hai ở khu vực đường trên, nhưng có lẽ rằng sẽ là hài lòng đến từ bên phía của Nova. Họ có thể tiếp tục di chuyển ra và có đốt cho mình đó là con Baron ở nửa kia của bản đồ, khi mà các thành viên bên phía của Rostowai còn đến tận 15 giây nữa thì mới hồi sinh, mà đó chỉ là vị trí của Nomel mà thôi. Còn Luna là 20 giây và sẽ là mất rất nhiều ở trong một nhịp đánh. Mà Luna có lẽ rằng anh ta cũng không nghĩ là đối phương có thể sẽ nhầm cái sóng ấp vào người của mình. Và bây giờ thì họ đã không còn nhiều tiền đề để có thể cạnh tranh con rồng này nữa, còn chưa đó con Baron này nữa. Rất khó chịu và cực kỳ xuất sắc đến từ vị trí của người chơi đi rừng Nova Long. Chúng ta cùng nhau nhìn lại tình huống mà Yami, anh ta đã phải chống chịu rất nhiều sát thương trước khi phải đắm xuống trong tình huống đó. Và đó là một tình huống mà băng vào giữa đội hình đối phương, nhưng Long thực hiện một cú túc biến để có thể câu kéo được khá nhiều sự chú ý của những đồng đội của mình. Còn Zero thì băng vào quá sâu, và anh ta chỉ là một con Z thôi, nếu như anh ta không giật bóng về kịp thì chắc chắn là bốc hơi. Mất đi Z và các thành viên từ bên phía của Rostowai họ hơi thiếu về mặt sát thương. Long đến trong tình huống này lượng máu hồi phục rất nhiều, anh ta găm sóng âm rất chính xác, và lượng sát thương của Long với một con Lee Sin full đồ thời điểm hiện tại cũng không thể nào mà đùa được. Một cú sóng âm thôi, bộ long cước bay ngay vị trí của tình huống này thì huống mà ra theo cũng suýt phải lên bảng điểm số. Và đây là một cú nhạy cảm nhất, cú sóng âm nhạy cảm nhất, cần thiết nhất để giúp cho các thành viên của Nova có thể sở hữu hai mục tiêu lớn, hai mục tiêu mạnh nhất của bản đồ ở thời điểm hiện tại nữa rồi. Và có lẽ rằng mọi thứ sẽ quay trở về là vấn đề thời gian, mất bao lâu thì Nova có thể end đi ván thi đấu này. Bởi vì họ biết rằng nếu như tiếp tục để cho Luna farm nữa thì họ sẽ càng ngày càng khó để có thể kết thúc đi ván thi đấu. Và bây giờ thì sẽ là thế đẩy với hai đường được đẩy lên đến từ các thành viên từ Nova.
họ đang đẩy cả khu vực đứng giữa cũng như khu vực đứng dưới, và với lượng sát thương này thì có lẽ rằng không cần quá nhiều tình huống gây đam vào trụ, họ có thể có được một đường lý siêu cấp và tiếp tục lần nữa nhắm được vào vị trí của Luna. Có cầu đoạt sẵn nhưng Luna tốc biến đi được và cú xoay cầu chỉ trúng vào vị trí của Nomel mà thôi, nhưng Nomel cũng đang có quá thấp báo rồi, và Long tốc biến vào hàng cùng đi vị trí của Luna. Nhà đang không có ai bảo vệ và có lẽ sang xe là tình huống đánh nhà để giúp cho Nova có được chiến thắng thứ hai của mình. Wow, một trận thi đấu mà tiếp tục là rất dài hơi, nhưng chỉ cần trong những pha quyết định thôi thì nó sẽ thay đổi cục diện đại diện của WIL rồi. Rồi, và chúng ta sẽ không chờ đợi nữa, chúng ta đến với ban pick. Và một lần nữa chúng ta thấy được rằng roster White họ không cấm Lee Sin, và họ lấy đầu tiên cho mình đó là con bài Corki, một con bài mà họ muốn tước đi nắm chặt Ninan. Và với cái kiểu mà bên phía đội tuyển roster White họ muốn đánh late thì Corki là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đi kèm với đó là cả Zik nữa, thì bây giờ Nova họ có hai lựa chọn. Một là họ... À, Zik không còn nữa rồi, họ tự chủ động cấm Zik luôn. Và Varus sẽ là lựa chọn của họ, và có thể sẽ là cả Lee Sin một lần nữa sẽ xuất hiện ở bên phía của đội tuyển Nova nếu như bên phía đội tuyển roster White họ đã không cấm đi con bài đó. Một cái công thức rất là đơn giản thôi, nếu mà bạn cấm Lee Sin thì trận đấu của bạn nó sẽ diễn ra khoảng chết ít nhất là 30 phút. Còn nếu mà không cấm Lee Sin thì trận đấu chúng ta thấy là các Nova lòng với con Lee Sin, anh ta tác động một trận đấu rất là tốt. Và ở trận đấu này thì Nova họ quyết định lấy một dàn chắn. Họ sẽ làm cái cách mà roster White họ đã chiến thắng ở game thi đấu trước đó, đó là một con Varus cộng với đó là 3 dàn chống chịu cực kỳ khủng. Đồng ý, vừa nãy trên màn hình chúng ta thấy được là sự căng thẳng từ vị trí của Long như thế nào. Anh ta nói rất nhiều, có thể là thúc giục những đồng đội của mình có những lần bán pick là ổn hơn. Lượt chọn thứ hai của Nova Sport hướng đến là Garen, vừa một chất tướng thuận của Ratel khu vực đứng trên đã bị tước đi, vừa đảm bảo cho cái khả năng chống chịu và làm tường để cho từ phía sau thì Varus có quyền được thực hiện những tình huống cầu máu của mình một cách an toàn hơn. Khazik cũng đã được lấy từ bên phía của Roster White, vì nếu như họ không lấy ở trong lựa chọn thứ hai của mình, tôi nghĩ rằng ở lựa chọn thứ ba, Nova Sport họ cũng sẽ rất có khả năng lựa chọn con bài này dành cho Long. Ừ, cũng có thể. Và một lựa chọn chúng ta sẽ cùng chờ xem Roster White họ đã quyết định mang đến con bài gì đã. Đó sẽ là một con Wukong, có thể là cả đường trên và đường rừng. Đây là một blind pick tốt. Và ngược lại thì Nova rất đơn giản, họ sẽ lấy đi ngay lập tức con bài Lee Sin dành cho Long mà thôi. Con bài đã khiến cho họ đã có hai chiến thắng ở trước bên phía đội tuyển Roster White. Mặc dù đây là một trận đấu chúng ta đánh giá là 3 game thi đấu rồi, Roster White đánh khá là ổn. Ít nhất là chúng ta thấy được rằng họ thi đấu phải về farm là không thua này. Về macro thì gọi là chúng ta thua ở khoảnh khắc thôi. Roster White họ thua ở khoảnh khắc. Và lượt lựa chọn mà bên phía đội tuyển Nova lượt lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là con Lee Sin ở phase 3. Và trong đó Roster White họ sẽ cấm đi những con bài gì? Với việc sử dụng Corki như này thì khả năng gần như là rất là cao thì nó sẽ là cặp đôi bot AP. Cho nên là Nova họ đi cấm những con bài hỗ trợ trước, và đó sẽ là một con set nằm trong tay của Nomel, một con bài mà anh chàng Nomel đánh khá tốt. Có thể sẽ cảm giác như nếu mà bên phía đội tuyển Roster White Nova họ có muốn cấm đi con bài Morgana không, bởi vì một cặp đôi tôi đang tính là một cặp ba chứ khá là mạnh, nó có kỳ đường giữa và Morgana Rakan là một cặp đối rất là nhiều khống chế để cho Corki có thể xả sát thương được, có cả Wukong nữa, đấy là một cặp đối rất là tuyệt vời. Nhưng họ đang nghĩ rằng bên phía đội tuyển Roster White đang lừa họ. Họ ngay lập tức cấm vào con Vayne, một con bài thương hiệu của anh chàng Luna rồi. Và trong khi đó là Roster White họ sẽ cấm đi đó là thêm một con tướng hỗ trợ là Thresh, và có thể cả đó là một con tướng để có thể đi cặp cùng rất là tốt với Varus. Chúng ta còn gì, chúng ta còn Alistar, chúng ta còn Galio. Bên phía đội tuyển Roster White họ muốn cấm tiếp một con hỗ trợ hay không, để xem rằng có cấm vào hỗ trợ nữa hay không. Họ cấm Akali, họ đang bớt lại cái lựa chọn ở hỗ trợ cho mình, bởi vì là sau cái lượt cấm tiếp theo thì có thể là Nova Sport họ cũng sẽ lấy thêm một chiếc tướng hỗ trợ nữa, thì bảy tướng hỗ trợ còn lại hơi ít. Và quyết định của Nova đó là con bài Sinh được lựa chọn, Sinh không hề có trên bảng cấm cũng như là trên bảng chọn của các thành viên Roster White. Rất đáng sợ, thật ra là đang định nói từ lúc ở phase 3 là tại sao không có Sinh ở trong đội hình này, thì Nova ngay lập tức đáp trả bên phía đội tuyển Roster White, đó là con bài Sinh nằm trong đội hình của mình, một con tướng đi đường giữa hiện tại là khó chịu bậc nhất ở phiên bản 3.21B. Và chúng ta cùng chờ xem rằng liệu Roster White họ sẽ đáp trả là gì. Đó sẽ là Orianna, và có vẻ như sẽ là cả Alistar, đúng không? Alistar sẽ có mặt ở trong đội hình của bên phía đội tuyển Roster White với cặp đôi này, cặp đôi mà Remake và Yami cũng đã đánh rồi. Để xem là họ có lấy không, tôi nghĩ là nên lấy thôi, bởi vì là cái khả năng chống chịu của họ không phải là quá nhiều. Nhưng cái mảnh ghép của Brum thì thật ra nó cũng không khác nhiều lắm so với con Alistar đấy. Nó cũng vẫn là chất tướng chống chịu cũng như là bảo kê mà thôi. Nó là cảm giác của Brum á, tại vì Brum nó có một cái nội tại là tuyết tê tái, muốn họ đang muốn cản bớt cái bước tiến của Ninan đi với con bài Sinh này, bằng cách là họ sẽ làm anh ta chậm nhất có thể với việc là anh ta có một con tướng rất là cơ động như là Sinh. Và lựa chọn cuối cùng của bên phía đội tuyển Nova đó là Yami, Rakan nằm trong tay của Yami, một con tướng. Đây cũng là không phải là một cặp đôi thật ra thường thấy. Varus và Rakan không phải là một cặp, tuy nhiên thì đây vẫn là một cặp đôi có sự khống chế.
Và đây sẽ là một đội hình mà bên phía đội tuyển Nova Esports họ all in hoàn toàn vào vị trí của Remake. Và nếu như Remake không sanh trận đấu này rất khó đánh. Ở trận đấu trước thì bên phía đội tuyển Roster Wild làm được một việc là họ khiến cho carry của họ đó là Virus rất là sanh. Và con dây nằm trong tay của Nian rất là thọt. Đó là lý do tại sao mà họ bên phía Nova họ không thể thiết lập một cánh đẩy 1-3-1 được. Bởi vì một con dây hình như là 0-6 hay 1-6 gì đó thì rất là yếu. Và trong khi đó thì Roster Wild đây là một đội hình họ sẽ không đánh 1-3-1 nữa. Đây là họ chủ động đánh một đội hình all in, đánh combat tổng luôn. Còn Nova Esports họ cũng không phải là một đội hình đánh 1-3-1 tốt luôn, nhưng mà về combat cũng không mạnh. Nên là chúng ta đang so sánh về nếu mà về combat tổng thì bên phía của Roster Wild nhìn nó thuận mắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các thành viên của Roster Wild họ dồn một cái combo của mình mà không hạ gục được một thành viên nào đó của các thành viên Nova Esports, tôi nghĩ là giao tranh hiệp 2 Nova sẽ là thể có lời hơn với việc họ sở hữu một cái chất tướng chống chịu khá mạnh như là Sinh cùng với cả Garen. Họ có khả năng hồi phục tốt để có thể thiết lập lại một cái bức tường dành cho bên phía của Nova Esports. Thì phía sau chỉ cần giữ được một cái khoảng cách vừa đủ thì vị trí của Varus hoàn toàn có thể tạo ra sát thương. Nó giống hệt so với cái ván thi đấu mà các thành viên của Roster Wild họ đã có chiến thắng, đúng không? Họ đều có những cái con bài key như là Garen, Sinh cộng với cả Varus. Họ có đủ chống chịu và đủ thời gian để cho Varus có thể được lớn. Và trong ván thi đấu đó thì cũng phải nói đến cái việc là Garen đã xanh quá. Anh ta có phải đô đến 5-0 là KDA trong thời điểm đầu, nên là cái bức tường từ bên phía của Roster Wild nó mới vững chãi đến như vậy. Không biết là ván thi đấu này thì anh ta có làm được điều tương tự hay là không, và không biết được ván thi đấu này thì Long có thực hiện được những tình huống đột biến cho những đồng đội của mình không nữa. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu giữa đội tuyển Roster Wild. Đại diện số 1 của LCK sẽ đối đầu với đại diện số 3 của WRL Nova Esports, và sẽ cùng chờ xem họ sẽ xử lý cái kèo này như nào. Hiện tại về tỷ số đang là 2-1 nghiêng về bên phía đội tuyển Nova. Một trận thắng nữa thì Nova sẽ có tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Còn trong khi đó thì Roster Wild, đại diện duy nhất của Hàn Quốc, sẽ phải về nước. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với trận đấu, những diễn biến rất hấp dẫn ở trong trận đấu này đang được tường thuật trực tiếp tại các kênh ở của VNG, đó là TikTok, đó là YouTube, cũng như đó là trên Facebook nữa. Và đây là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng đánh rất all in đến từ vị trí của GJ. Búp ngay một thiêu đốt vào đầu, ở đây là một pha xuất hiện hành tráng vào vị trí của Nomel. Và đây sẽ là chỉ là trao đổi chiêu thức xương xương để cặp đôi đường dưới mà thôi. Bên phía của Nova Esports thì họ cần phải đẩy thật nhanh cái tốc độ của ván thi đấu này, bởi lẽ những chất tướng họ sử dụng là những cái chất tướng mà rất mạnh ở giai đoạn đầu, nhưng giai đoạn giữa và giai đoạn đầu, có giai đoạn về sau thì có lẽ bộ tướng của bên phía Roster Wild họ sẽ có khả năng gây sát thương là nhiều hơn. Về giai đoạn cuối thì tôi nghĩ rằng khả năng chống chịu mới là cái khả năng cái điểm mạnh đến từ bên phía của đội hình Nova Esports họ đã lựa chọn. Còn về mặt sát thương thì có lẽ họ thua với đối phương tốc biến hơn đối phương, về có sóng âm lao vào. Và Zero đang gặp trong một tình huống rất khó khăn ở đây. Anh ta còn cái hạt. Anh ta kịp đánh hạt hay không? Đây chưa đủ sát thương. Và anh ta vẫn có thể sống được. Đó là một pha thi đấu combo phải nói là cực kỳ chuẩn chỉ với con Sinh gật đi đường giữa. Đó là thả bãi lầy ra đằng trước. Và tốc biến bế ngược vị trí Zero lại vào cái bãi lầy đó. Một pha thi đấu rất là đẹp đến từ vị trí Nian. Và ngay lập tức thì Long follow up vào với con Lee Sin mình rất là tuyệt vời. Rất tiếc pha thi đấu đó thì chưa đủ sát thương. Nhưng đây là một tình huống mà Rattel còn cho mình, đó là lá chắn đang muốn đánh chim mồi. Nhưng một lần nữa có lấy được mạng hay không? GJ rất tỉnh nha. Anh ta không đánh ngược lại Rattel trong tình huống đó. Còn nếu đánh ngược lại, Rattel sẽ là người giành chiến thắng với việc anh ta còn full spell. Và trong khi đó thì GJ đã mất đi cho mình cái thiêu đốt rồi. Đó là lý do tại sao Rattel anh ta dám all in trong một pha như vậy. Đúng là như vậy. Rattel biết được đối phương mất đi thiêu đốt và Rattel đang nắm được lợi thế đôi chút với việc liều tân lính nhanh hơn cũng như là biến về để có thể có cho mình những cái món đồ sớm hơn đối phương một nhịp. Và cái nhịp biến về vừa rồi thì GJ cũng vừa kịp xách lên cho mình một cái hồng ngọc, thêm một cái búa gỗ nữa. Như vậy món đồ đầu tiên ta lên rồi, sẽ là cái đao đen. Và đây là tình huống xuất hiện ánh sáng Zero, chắc chắn không thể nào thoát được nữa. Anh ta mất hai spell ở trong tình huống ngay trước đó rồi. Chúng ta thấy được các đội tuyển WIL, ví dụ đặc biệt là Nova, đây họ đánh cực kỳ chuẩn chỉ, họ đánh khai thác cực sâu vào những gì họ nắm được. Đó là việc họ biết Zero không còn phép bổ trợ và ngay lập tức Yami sau một wave để cho Varus tự đẩy một wave lính dành cho Varus của Remake. Thì anh ta ngay lập tức kiểm soát ở cánh trên, và khi Rakan lộ ở bên trái, Koki có xu hướng đứng hơi lùi về bên phía kia thì Long đã có mặt ngay lập tức ở đó rồi. Và đó là một pha thi đấu mà ba thành viên của bên phía đội tuyển Nova lấy rất nhanh cái mạng đến từ vị trí của Zero, và đó là chiến công đầu dành các thành viên của bên phía đội tuyển Nova. Thế nhưng đây là lần không biết có phải là trận lần đầu tiên mà bên phía đội tuyển Nova lấy được chiến công đầu hay không. Hai trận trước tôi nhìn thì hầu như là đều là Roster Wild lấy được chiến công đầu, đúng không? Có vẻ là như vậy, tôi cũng không nhớ kỹ lắm, nhưng mà hầu như là trong những tình huống đầu trận thì Roster Wild họ rất biết cách để có thể tạo lợi thế. Nhưng có thể nói là xét về đoạn giữa cuối trận thì khả năng macro cũng như là giao tranh tổng của Nova nó vẫn là một cái đẳng cấp gì đó mà khiến cho thành viên của Roster Wild họ gặp rất nhiều những cái sự khó khăn trong những tình huống quyết định kiểu như vậy. Và buộc cho vị trí của Zero lần này thì anh ta đã phải đứng một cách rất thấp. Có vẻ như bên phía của Nova, ôi một tình huống chưa đủ sát thương, vẫn còn hồi phục. Và lại là vị trí của GJ, anh ta vẫn còn tốc biến trên người nhưng ta bị hất tung không dùng được.
một pha xử lý kỹ năng cay rất cao đến từ vị trí của Ratel, và anh chàng đó giữ cái lốc xoáy cho đến giây phút cuối cùng. Và một pha thi đấu phải nói là cực kỳ sắc nét đến từ người chơi ngộ không của bên phía đội tuyển Roster Wild. Outplay hoàn toàn vị trí của GJ, GJ không tỉnh được trong pha thi đấu đó, và thậm chí anh ta không dùng tốc biến nữa. Một cái điểm Ratel là anh chàng này không sao cả. Đây là phút thứ 4, thì phút thứ 5 rồi mới xuất hiện, và lúc đó thì cái lốc xoáy trên người của Ratel cũng đã hồi rồi. Nên đó không có vấn đề gì cả đến với người chơi đường trên của bên phía đội tuyển Roster Wild. Và đó là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng kỹ năng tay của anh chàng này đã được lên tiếng, được thể hiện một cách rất rõ ràng. Nhưng đây là pha thi đấu mà Long đã tiến lên đây, và đó là một pha thi đấu kinh khủng khiếp đến từ ví dụ Ratel, một cái chim mồi cực kỳ nhạy cảm. Nhưng bây giờ Du phải có mặt ở đây để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình cắm mắt là tốt đến từ ví dụ GJ, và Nomel đã có mặt đây, phát hiện được vị trí của Nomel rồi. Và bên phía đội tuyển Nova họ đơn giản là lùi về mà thôi. Với một đội hình đánh cô bắt tổng như thế này thì Roster Wild họ sẽ thích hơn với việc là sở hữu cho mình con rồng đầu trận đấu này, đó là con rồng lửa. Khi 20 giây nó nữa sẽ xuất hiện, Long đã bắt đầu biến về đây rồi. Ôi, nhưng mà đây là một pha nhảy gọi là tập vong đến từ bên phía của đội tuyển Roster Wild, một pha nhảy không qua dây chun. Tình huống nhảy nó cũng hơi mù mắt một tí. Nếu như tình huống nhảy tốt thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ lấy được khá nhiều điều từ bên phía của Nova Esports, trước thềm con rồng lửa bắt đầu xuất hiện rồi. Lựa chọn từ bên phía của Roster Wild là họ tiến ngay lập tức ra khu vực hang sứ giả, và họ để cho đối phương lấy con rồng lửa, và Long cũng đã có mặt ở khu vực hang rồng để chuẩn bị cho tình huống lấy con rồng lửa này cho những người đồng đội của mình. Rõ ràng thế thì sẽ là đổi rất là đơn giản thôi. Bên phía tuyển Nova họ đang là một đội tuyển có khả năng đánh sớm, thì họ sở hữu con rồng lửa này tăng thêm sát thương ở giai đoạn đầu trận, nó cũng ổn. Nhưng đây là một pha thi đấu rất may là Zero không cướp được pha thi đấu đó, nhưng đây là một pha thi đấu mà Zero có vẻ hơi oni trong tình huống này. Ngay lập tức phải sử dụng cho mình hai lần thảm lửa và một cái tốc biến bỏ đi, và đây là sát thương cực kỳ dồi dào đến từ vị trí của Du. Họ lấy được mạng, đó là vị trí của GJ, và sẽ tiến thẳng lên cái đường giữa như thế này. Với sải tay như thế này thì có đẹp được không? Câu trả lời là đây là một quay lính, ba con lính không có xe, họ sẽ không lấy được trụ đầu này. Nhưng lượng tiền đã được chia cho đúng là cả 5 thành viên của bên phía tuyển Roster Wild. Về lượng tiền thì mới chỉ là 200 tiền, gọi là đều đi, không phải là chênh lệch đâu, đó là đều. Pha thi đấu mà Du đã gỡ gạc lại rất là tốt pha thi đấu đó, nhưng Zero pha thi đấu đó anh ta khá là all in á. Anh ta quyết định sử dụng cái thảm lửa đó để xem có hên để lấy được cái con rồng đó đến từ vị trí của Long không, nhưng không. Câu trả lời là người trừng phạt cực kỳ chắc tay ở giải đấu này mang tên Nguyễn Văn Long. Đúng, chàng này đánh cực kỳ chắc tay với những pha trừng phạt của mình. Đồng ý, và anh ta một lần nữa giữ lại được mục tiêu dành cho Nova Esports ở trong rất nhiều những tình huống cam go. Và có thể thấy được là một lần nữa phải khen các thành viên của Nova Esports là họ kiểm soát tài nguyên cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta thấy liên tiếp những pha xử lý mà các thành viên của Roster Wild rõ ràng họ ăn được nhiều mạng hơn, họ có được những tách tiền từ những cái trụ. Nhưng mà lượng tiền vẫn là đang ở một trạng thái cân bằng so với bên phía của Nova Esports, và điều này vẫn khiến cho Nova hết sức tự tin trước những tình huống có bắt tổng. Và cùng chờ xem những bước triển khai từ bên phía của Nova Esports tiếp theo sẽ là gì, khi ở khu vực cánh trên thì có vẻ như Ratel anh ta cũng đang có được đôi chút những cái lợi thế, và GJ cũng đã nằm xuống đến 2 lần rồi. Rồi chúng ta thấy được rằng đây là một pha thi đấu tiếp tục tương tự là như vậy. Nhưng đây là một pha thi đấu mà cái tầm hất nó không vào được trụ. Nếu như nó ăn được 2 hit đánh trụ thì chắc là Zero sẽ phải lên bảng đánh số. Nhưng rất là đen. Hai hit thì có vẻ như hơi nhiều. Nhưng bởi vì anh chàng này có dây kháng rồi. Anh chàng có dây kháng thì không thể hai hit được, tầm một hit thôi. Nhưng đây là pha thi đấu Long đã có mặt ở đây rồi, GJ đang có mặt ở đây, Ratel và Nomel cũng đang có mặt đây, một pha thi đấu 2-2 và sẽ không có gì là khó cả cho các thành viên của bên phía đội Roster Wild. Nhưng đây là một pha thi đấu mà Ninan hơi khó, một pha ngoạm rất đau, cào gặt lúa của bên phía Roster Wild là đủ. Và Nian anh ta sẽ phải lùi về trong tình huống này mà thôi. Không còn lính, dám bế về. Ui, anh ta dám bế về. Đó là một pha thi đấu mà Du, nếu anh ta chắc chắn anh ta ở lại bổ một cái nữa thôi thì sẽ là có mạng. Du vẫn đang cố gắng luôn lách để cố gắng lấy mạng của Nian, nhưng mà Jami đang có mặt ở đây rồi. Đây là một pha thi đấu mà xuất hiện anh chàng sẽ ngay lập tức sẽ được sử dụng nếu như anh chàng Du này bị xuất hiện. Đó là tình huống anh ta phải dùng chiêu cuối để tàng hình và lùi về. Lee Sin đang canh một cái góc để có thể đá cho mình cú sóng âm băng vào. Khu vực đường trên, GJ vẫn đang giữ cho mình một thế lấy ổn và thế lính ổn ép cho Ratel phải pha rất sâu ở trong tầm trụ của mình. Bắn không có những tình huống băng trụ ở đây dành cho Nova khi tân lính được giải quyết bởi Roster Wild Zero cũng như là Do rồi. Rồi, Long, anh ta bị phát hiện rồi. Thấy được rằng Roster Wild ít nhất là cho đến thời điểm này họ cũng khá là nhiều lợi thế đó. Đánh rất là tốt. Có lẽ là Nova sẽ thắng thôi, nhưng không sao cả. Chúng ta sẽ đến với pha thi đấu này. Đây là một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Nova cũng đang muốn ép được cái stack trụ ở bên phía đường dưới, nhưng mà hơi khó. Zero đã mất cho mình lượng mana rồi. Yami cũng như Remax sẽ ở lại cái đường này chăng? Không, hết lính rồi, họ sẽ quay trở lại với đường giữa của mình mà thôi. Một trận đấu mà tiếp tục chúng ta thấy được rằng đánh macro thôi. Nhưng mà Roster Wild họ rất là hài lòng với điều này, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy được rằng đây là một đội hình mà càng về late thì các thành viên của bên phía đội tuyển Roster Wild rất là khỏe,
đặc biệt là cái combo gắn cầu vào Ratel để sử dụng lốc xoáy. Xoáy sẽ được rất nhiều người, đó là double lốc xoáy đến từ bên phía của đội tuyển Roster Wild. Kèm theo đó thì khả năng cấu rỉa cũng như là gây sát thương DPS đã được đảm bảo với vị trí của Du cũng như là Zero. Và một dàn chắn cực kỳ chống chịu, cực kỳ cứng cáp, đó là Nomel với con bài Brum của anh chàng này. Đúng là như vậy, nhưng mà Brum thì có vẻ như cũng đang chưa thể hiện được quá nhiều điều ở trong ván thi đấu này. Bởi lẽ khu vực đường dưới không phải là khu vực mà bên phía của Nova Esports họ chăm sóc quá nhiều. Hầu như ở trong suốt khoảng thời gian ban đầu chúng ta thấy được Long anh ta thường xuyên di chuyển lên khu vực đường trên cũng như là cánh giữa thôi. Chứ còn khu vực đường dưới thì có vẻ như anh ta đang chưa thực sự đặt quá nhiều những sự quan tâm của mình. Đây là tình huống xuất hiện của đồ khu vực cánh trên, nhưng Nian bắt đầu có khả năng có cưa tốt với việc anh ta lên xong cái chuyện pha lê Rylai rồi. Em xứng giả được, tại vì đang có gói hàng đến từ vị trí của Zero. Và đây là các thành viên Nova, họ cũng không muốn ăn trước đâu. Đây sẽ là pha thi đấu mà họ sẽ phải bắt lấy được vị trí. Đó là Zero trước một pha trải thảm lửa bắt buộc. Đây là trải thảm lửa tình thế, nhưng đó là một cú đá rất là đẹp đến từ vị trí của Nova Long, nhưng mà chưa mất được vị độ. Zero tốc biến qua tường rất đẹp, Du lao vào, Du có được cho mình mạng, nhưng đó là Nian ngay lập tức đến. Nomel đang hơi khó gặp ở đây. Đó là pha thi đấu mà Ratel đã lấy được mạng GZ ở một tình huống nào đó. Nhưng đây là pha thi đấu mà lốc xoáy lần hai double kill đến từ vị trí của Hu Công. Ratel đang cho thấy được sức mạnh với con Gu Công, một trong những con tướng đi đường trên mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Chúng ta thấy được GZ khi không được cầm những con tướng có khả năng make play, không có khả năng đẩy đường như là Kermil. Anh chàng này đánh những con tướng chống chịu có vẻ là hơi đuối một chút xíu. Còn ngược lại thì ở phần của bên phía đội tuyển Roster Wild, Ratel đang cho thấy sức mạnh của mình. Đó là pha thi đấu mà anh ta dứt điểm được vị trí của Garen ở trong tình huống vừa rồi và lấy thêm được một mạng của vị trí Remake nữa. Đây là một pha thi đấu mà Zero anh ta bắt buộc phải sử dụng một cái thảm lửa tình huống đá hai. Nhưng đây là một pha thi đấu mà Zero cũng rất tốt, là một pha thi đấu mà tốc tiến qua tường, kèm theo đó là follow up đến từ Brum với chiêu băng đại là băng điện chấn của mình. Còn đây là Ratel, Nomel cũng không phải nằm lại trong tình huống này. Và đây là pha thi đấu đây một cái lốc xoáy quá tốt đến từ vị trí của Ratel và không cho bên phía đội tuyển, đó là Nova, có thể ăn được con sứ giả này. Nhiệm vụ của Zero trong ván thi đấu này là AD chim mồi, tôi nghĩ là như thế. Mỗi lần anh ta có cái gói hàng thì anh ta chủ động để công chiêu của đối phương và sau đó là dùng cái khả năng cơ động của mình để có thể câu kéo lượng thời gian đợi những người đồng đội của mình đến, cũng như câu kéo cả về mặt chiêu thức của đối phương nữa. Rõ ràng tình huống vừa qua là tình huống mà các thành viên từ bên phía của Nova Esports họ chưa làm tốt, đặc biệt là Yami. Một lần xuất hiện hoành tráng của anh ta là trượt và nó khiến cho cái việc bắt lại Zero nó hết sức khó khăn. Và sau đó anh ta còn bật thêm cả cái chiêu cuối bộ phát thần tốc nữa nhưng không chạm được bất kỳ một thành viên nào, thì cái lượng khống chế nó đang hoàn toàn bị thiếu hụt đến từ bên phía của Nova rồi. Ngược trở lại phía bên kia thì Roster Wild họ có nhiều hơn những công cụ để có thể giao tranh, họ có lốc xoáy và họ có băng địa chấn đến từ vị trí của Nomel và cả cú xoáy cầu của Luna nữa, nên cách vào giao tranh sau sẽ là dễ dàng hơn để cho Roster Wild. Đúng rồi, và mặc dù thắng trong pha thi đấu đấy nhưng mà bên phía đội tuyển Nova họ vẫn có sứ giả. Đúng vậy. Đó là may là Roster Wild họ đổi ngược lại được một con rồng gió thì câu chuyện nó vẫn sẽ là đây. Mặc dù nhìn nhá, thắng combat thua tiền, vẫn thua tiền mà 37.000, 38.000 đi, so bên kia là 40.000, vẫn thua 2.000. Mà thậm chí là Long còn chưa thả sứ giả nữa. Chúng ta thấy được rằng rất nhiều lợi thế dành cho bên phía đội tuyển Roster Wild, nhưng người thắng có lẽ lại là Nova. Đấy, nó lại kỳ lạ ở mức đấy. Kỳ nhỉ, có khi họ đẻ ra quái để farm hay sao? Đẻ quái farm à? Tôi thấy là cả hai bên farm như nhau, mà tại sao lượng tiền của Nova Esports lúc nào nó cũng là hơn so với cả Roster Wild, mặc dù họ có nhiều, có ít điểm bạo cục hơn, này, ít công trình hơn đối phương, sứ giả thậm chí còn chưa được thả. Để xem rằng họ sẽ tận dụng con sứ giả để thả đó ở khu vực đường nào, tôi nghĩ cũng sẽ là khu vực đường giữa thôi, khi mà cái lượng máu trụ cũng đã vượt bào đi và hai trụ rìa ngoài thì có lẽ không quan trọng một cái trụ đường giữa cho lắm. Rồi, chúng ta thấy được rằng anh chàng Long này lúc nào farm cũng hơn tiền vị trí của người chơi đi rừng khác. Đu là anh ta đánh còn khá tốt, anh ta chênh có 1.000 tiền á. Còn trung bình thì khi mà Long đấu len với một người đi rừng khác thì thường thường anh ta chênh đến 1.500 cho đến 3.000 tiền, đấy là chuyện bình thường. Ở đây chúng ta thấy được rằng một pha thi đấu mà lao vào đến từ vị trí của Long, đá rất là liên tục, đá rất dẻo, múa rất kinh đến từ vị trí của Nova Long. Anh chàng bây giờ và họ sẽ gây sức ép lên cái trụ đường giữa này. Ratel đang có mặt ở đây, Long cũng đây là một pha thi đấu mà chủ động đánh và đây là một người cực kỳ yếu máu, đó là vị trí của Luna chưa kịp sử dụng chiêu cuối của mình. Một pha thi đấu mà đá là cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Long, và đây là một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng Nova Esports họ chứng minh được giá trị của mình. Một cú đá 4 đến từ vị trí của Long, và chúng ta thấy được rằng họ giao tranh một cách rất bất ngờ. Endgame không? Đó anh là một pha có endgame không? Tôi end à? Câu trả lời của tôi không có được giải đáp không? Không, không này end được, không end được, không giải end được. Hút một nhịp nữa chắc chắn mang về một đường lính siêu cấp. Chưa lấy được đường lính siêu cấp. 10 giây nữa. Các pha búa nhìn rất khó chịu. Đó là pha trước đó Yami lao vào rất cục đến từ vị trí của người chơi hỗ trợ. Chúng ta cùng nhìn lại pha thi đấu đó. Một pha thi đấu mà rất chủ động. Đây, một pha thi đấu mà Orianna của bên phía đội tuyển Roster Wild không cầm kịp sử dụng cho mình, đó là lệnh sóng âm.
Và đây là một pha thi đấu đá 4, phải nói là trên cả điểm 10 đến từ vị trí của Nguyễn Văn Long, đá 5 luôn à. Và một pha thi đấu mà chúng ta thấy được rằng bao nhiêu lợi thế bao người mà bên nhưng mà đây là pha thi đấu mà Roster White họ Long chưa ăn được con Baron này. Đây là pha thi đấu tôi tin là không cướp được Luna là người trong vị trí của Luna. Và đây tiếp tục là quẩy từ Đô, nhưng có hai người sát thương của Đô bị chia ra, anh ta không hạ gục được ai cả. Dia đang kẹt lại, anh ta đi qua tầm nhìn đối phương rồi giải độc ra hồi phục. Dia vẫn đang có cửa để về nhưng hơi khó, bị găm tuyết trái lên người vẫn bắt được đối phương về. Đã theo truy đuổi đến cùng, phía bên kia là Zize. Điên rồi, Zize đang điên rồi. Cho người đồng minh của mình vẫn thua luôn đấy chứ. Từ vị trí của Dian và Zize anh ta hạ gục thành công được Đô trong tình huống này. Và Zize cũng sẽ phải bỏ lại cái hiệp hạ gục của mình mà thôi, nhưng đó là tình huống cover rất hay từ thành viên bên phía của Nova Esports. Thả độc là liên tục rất là dơ, hơi thúi một chút, nhưng mà bên phía Dian anh ta vẫn lùi về được một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Roster Wild bây giờ họ đánh đang bị bắt đầu cuốn theo cái lối chơi bên phía đội tuyển Nova rồi. Và hơi khó dành cho các thành viên Roster Wild. Lượng tiền bắt đầu có sự chênh lệch, đó là 51.700 so với 48.600. Và các thành viên của bên phía đội tuyển Nova chỉ một pha combat như vậy thôi. Một pha thi đấu họ thi đấu rất tốt và tiếp tục là một pha như vậy, sóng âm trúng. Lần này chim mồi không dính được, băng địa chấn được tung ra để hỗ trợ những người đồng đội của mình. Nhưng câu trả lời là cũng không hỗ trợ được gì cả. Long vẫn là một thứ gì đó cực kỳ đột biến với con bài Lee Sin này. Và nói công thức để cho Roster White đánh đến phút thứ 30 là cấm Lee Sin, nhưng họ không cấm. Thì trận đấu này sẽ kết thúc sớm hơn phút thứ 30 là một điều có thể hiểu được. Phải nói là Yami ta thực hiện rất nhiều những tình huống fail với cái xuất hiện đánh tráng của mình, nhưng chỉ một pha bắt lại được Luna ở trong cái trụ khu vực đứng giữa vừa rồi thôi, đó quyết định cái cục diện của ván thi đấu này, nó xoay chuyển 180 độ rồi. Đó là tình huống trồng CC rất hay khi mà cái xuất hiện đánh tráng kết hợp cùng với sự xích tội lỗi của Remake, nó khiến cho một cái thế đứng co cụm từ các thành viên của Roster Wild lại càng bị giữ chân lâu hơn. Và đó là một tình huống rất hủy diệt từ bên phía của Nova Esports, để bây giờ họ đang vươn lên dẫn trước về mặt lượng tiền. 4.000 tiền chênh lệch ở thời điểm hiện tại. Phút thứ 15, 4.000 tiền. Và tác dụng của Baron cũng gần hết rồi, 15 giây nữa. Thì nó cũng sẽ không mang lại cho bên phía của Roster Wild quá nhiều thứ. Không sao cả, họ cũng lấy được khá tiền. Đó là một lượng tiền, đây là con Baron 1 thôi mà, cũng không có vấn đề gì cả. Và có vẻ như chúng ta thấy được rằng biệt đội Money Heist Hàn Quốc hơi khó để đục cái két này rồi, cái két này hơi chắc. Cái két điểm này nó cái két này rất nhiều tiền, nhưng mà chưa đục được, mới đục được có một tí. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng là sắp bị bắt rồi. Biệt đội Money Heist sẽ có khả năng phải ra về. Và bây giờ sẽ là một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Roster Wild, đây là một pha thi đấu mà không check sai hơi khó ở trong vị trí này, bắt buộc phải sử dụng cho mình, đó là thú tượng thành giáp. ZJ đang càn, ZJ đang rất trầu với con Garen này, lượng máu đang được giữ ở ngưỡng 4.700 tiền. Và Du là một người ăn rất nhanh để xem rằng Du có thể lấy được không. Đây là pha thi đấu mà Du bắt buộc phải tốc biến đi, nhưng đây là pha thi đấu mà thảm lửa khá đẹp, xuất hiện hành tráng cũng như là chiêu cuối khá đẹp và bất động. Đây là một pha tiếp tục một lần nữa chúng ta thấy đá ba đến từ vị trí của Lee Sin, và ZJ có mạng, đó là mạng của Cookie nằm trong tay của Zero. Và bây giờ các thành viên của bên phía đội tuyển Roster Wild là những người phải co giò chạy trong tình huống này. Remake còn hơi yếu, ui tốc tiến lên lao vào bắn nhưng chưa lấy được mạng của Du trong tình huống này. Remake hơi nguy hiểm, nhưng cái thải độc của Sinh nó khó chịu quá. Đồng ý rất là khó chịu và thúi nữa, và khiến cho bên phía đội tuyển Roster Wild rất khó vào trong tình huống này. Nhưng đây là pha thi đấu quay cầu là hay đến từ vị trí của Luna, bắt cho mình hai thành viên dịch chuyển ngay lập tức, đó là vị trí của hai dịch chuyển liên tục. Và đây là các thành viên của bên phía đội tuyển Nova hơi dưới tình huống, nhưng đó là một pha tiếp tục đá ba đến từ vị trí của Long, và Long thoát về được ở trong tình huống này. Ratel xuất hiện hành tráng và đu về với điệu nhảy tiếp viện của mình, và các thành viên của bên phía đội tuyển Nova họ không bắt bất kỳ ai cả trong tình huống này. Đây là đang cố muốn dướn đến các thành viên của bên phía đội tuyển Roster Wild, nhưng hơi khó trong tình huống rồi, trong tình huống vừa rồi. Và một lần nữa một combat hai lần đá nộ Long Cước đến từ vị trí của Long, và mang về cực kỳ nhiều lợi thế dành cho các thành viên của bên phía tuyển Nova Esports. Chỉ đá ba giờ lên đến từ vị trí của Long mà thôi, đá ít thì anh ta không thích, luôn luôn cố gắng chọn góc đá được nhiều người nhất có thể để có thể tối đa được cái khả năng gây khống chế của một con Lee Sin. Long rất biết cách chơi với con bài Lee Sin này. Trong khi đó thì các thành viên của Roster Wild trong những tình huống cố gắng dướn của mình thì dường như những điều họ thu lại cũng chẳng có bao nhiêu cả. Tình huống vừa rồi cũng là một pha thi đấu mà Luna hết sức cố gắng để giữ được hai điểm vào cuộc cho mình rồi. Tuy nhiên những mục tiêu lớn quan trọng vẫn đang được giữ lại bởi Long dành cho bên phía của Nova Esports. Họ có một đường lính siêu cấp thì cũng không việc gì phải vội đến từ các thành viên của Nova cả. Rồi, hai lần đá toàn đá ba, chúng ta thấy là các thành viên của Roster Wild thi đấu rất là kỷ luật. Họ thích theo kiểu là một hàng dọc tập hợp á. Họ đứng một hàng dọc cho đúng để cho Long đá một quả, đá hai quả, đá ba người. Rất là trì đến từ vị trí của Long. Mặc dù Zero là trải một cái thảm lửa tôi nghĩ là rất là đẹp rồi đấy. Nhưng anh chàng này bị bắt đầu tiên mà. Anh chàng này lập tức phải lên bảng điểm số luôn với một cái cắm kiếm ngay lập tức đến từ vị trí của ZJ. Và bây giờ lượng tiền thật ra nó cũng chưa tranh, nó vẫn là 4.000 thôi. Nhưng bên phía đội tuyển Nova họ đang rất là chậm trễ khi mà họ đang lấy được tiếp theo một cái trụ nữa đã có cho các thành viên của bên phía đội tuyển Nova. Bên phía đội tuyển Roster Wild họ chỉ nhỉnh được lượng tiền đâu đó ở phút thứ 7 trận đấu thôi, còn bắt đầu sau phút thứ 7
lượng tiền nó dần dần được chênh lệch dành cho tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển Mobile Esports. Chắc là chênh từ cái phút mà mất. Đó, tranh phát hai trụ đường giữa, nó một pha thi đấu rất là áp lực. Và để cho Nova có Lee Sin thì roster White có Lee Biệt thôi. Và chúng ta thấy được rằng Long vẫn đang thể hiện giá trị của mình với con bài Lee Sin này. Là cùng chờ xem những bước kiểm soát tiếp theo của Nova Esports sẽ là gì sau khi họ có được một đường lính siêu cấp của đối phương. Một cái thế trận mà họ có thể tiến thẳng vào khu vực rừng để có thể để lại những con mắt và thực hiện những tình huống bắt người. Nomel đang gặp rất nhiều khó khăn ở đây, anh ta bị giữ lại bởi sự xích tội lỗi. Sau đó là chiêu cuối băng địa chấn đu về với cái nấp sau ta nhưng vẫn được bám đuổi bởi đó là một cú sóng âm gặp vào trước đó từ Long. Anh ta sóng âm lần thứ hai và cấu đi cái chiêu cuối từ vị trí của Lanteo. Luna không có được một góc đẹp để thực hiện sự cú xoáy cầu của mình. Đối phương đang rất cơ động ở đây. Nhưng mà Nian đang có mặt ở đây để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình rồi và sẽ không thể làm gì được lấy mạng của Long đến từ vị trí của Du. Du ngay lập tức cào vào cào đấy. Bạn cào tôi đi. Bạn cào dùm tôi với. Đó, đã cào nhưng tốc biến lên cào và đây là một pha thi đấu mà Yami phải bật ngay cho mình chiêu cuối. Thôi xuất hiện hoành tráng. Đó là một pha thi đấu mà đây lần nữa Du là người phải mất cho mình giáp thiên thần trong tình huống vừa rồi. Có khi là oảng luôn này. Oảng luôn. Có lẽ sẽ phải nằm lại trong tình huống này. Một tình huống mà thi đấu hơi bị có phần là theo cảm xúc quá từ vị trí của Đô. Anh ta không nhất thiết lại phải tốc biến lên để có thể hạ gục được Nian. Nian cũng còn tốc biến và cú tốc biến đó đặt Đu vào một tình thế mà anh ta không có tầm nhìn phía trước. Lanteo phải chạy luôn đấy chứ. Thua 2.000 tiền và đánh rất đau đấy từ vị trí của Long. Mặc dù Lanteo là đánh rất là tốt rồi nhưng chúng ta thấy băng đấy một thời gian thôi. Bây giờ anh ta thua tiền đến vị trí của GJ. GJ trận đấu này không ổn, 0-3 nhưng bây giờ là 6-4-2. Còn ngược lại thì Lanteo trong pha thi đấu từ đầu giờ thì 3-0, anh ta chỉ bây giờ là 5-4 mà thôi. Bên phía đội tuyển Nova quyết định đang muốn thử sức mình với một chút Baron nhẹ nhẹ điểm tâm. Nhưng mà rõ ràng là với một con tướng mang thiên hướng cấu rỉa như là Remake với con bài Varus này thì hơi khó để ăn mục tiêu hơi nhanh một chút. Và trong khi đó thì bên phía đội tuyển Roster White bây giờ họ phải co giò lên chống đỡ mà thôi. Và đây là một đội hình mà rõ ràng là Roster White muốn đẩy trụ á, chỉ có một mình Corki đi đẩy được thôi với cái bố tiến công. Nhưng nếu Corki đi đẩy, đây là một đội hình đánh team 5, thiếu một sát thương chủ lực họ không đánh được. Đồng ý. Rất khó khăn dành cho bên phía của Roster White để macro trong trận thi đấu này. Ngược trở lại thì Nova Esports họ thoải mái hơn rất nhiều. Cái góc để gạ đối phương ra tranh ở khu vực hang Baron cũng là rất thuận lợi cho họ nữa cơ. Khi đó chỉ là một cái khe rất hẹp. Và với một cái khe hẹp như vậy thì những cái chiêu thức của Remake, của Yami, với Rakan, với Varus và thậm chí là cả những tình huống đá sống âm của Long nữa nó cũng sẽ dễ dàng hơn để trúng vào nhiều mục tiêu. Nên cái địa điểm giao tranh sẽ là ở khu vực hang Baron, là địa điểm mà thích hợp để cho bên phía của Nova Esports để họ có thể setup trước những cái bẫy của mình. Quan trọng là các thành viên của Roster White họ cần có những con mắt ở đó để có thể biết được đối phương đang ở đâu. Hiện tại thì họ cũng đã đảm bảo được một con mắt ở khu vực dọc sông rồi. Rồi, con rồng cuối cùng của trận đấu này là con rồng đất. Rồng này thì Roster White họ cũng rất là muốn ăn để họ có thể... Ai chẳng muốn ăn, cùng ngắn tuổi ý, mà. Ý là họ bắt buộc phải ăn được để họ có thể lật được cái kèo này. Còn bây giờ thì hơi khó rồi, bây giờ các thành viên của bên phía tuyển Roster White đi phải đi 4 để có thể kiểm soát được cái khu vực tầm nhìn con Baron này. Khi mà 24 giây nữa thôi, con rồng tiếp theo của trận đấu này sẽ xuất hiện. Và họ đã có được con cua ở bên phía Baron rồi, rất là tốt. Còn đây là pha thi đấu, ui quả luồn rừng này hơi ác nha. Quả luồn rừng này hơi ác đến từ vị trí của Nova. Xem nào, có ai là người đi lạc ở trong tình huống này hay không? Bắt đầu độ sai đến từ vị trí của Đô rồi. Khá tỉnh, khá tỉnh. Đô có teleport nha, Đô có teleport nên anh ta sẵn sàng cho một tình huống sử dụng teleport để có thể cướp rồng. Cướp được hay không thì tôi cũng chưa biết. Cùng chờ xem pha thi đấu này thì đôi ta sẽ phải làm gì khi mà các thành viên của Nova Esports họ đang bắt đầu khởi động vào khu vực hang rồng rồi. Rồi, lỗi. Quyết đánh không hất tung được thành công, quay về với cái bộ pháp thần cốc của mình và cũng buộc cho vị trí của Đô phải sử dụng cái tele quay về bên những đồng đội rồi. Nhưng mà ít nhất là đã ép cho bên phía đội tuyển Roster White mất một cái dịch chuyển và bây giờ họ sẽ không thể đánh thiết là một thế 4-1 được. Và đây là pha thi đấu nhưng vẫn một lần nữa không hất được ai cả. Lốc xoáy được tung ra đến từ vị trí của Lanteo. Một lần hất Lanteo về thì Lanteo sẽ sử dụng ngay cho mình đó là hất lần hai, xoáy được chúng hai người bốc hơi. Đó là vị trí của Remake. Long đá được vị trí của Zero về nhưng tất cả các thành viên của bên phía đội tuyển Nova đang là người phải lùi về với trước. Lượng máu đã rất yếu, tuyết tê tái được đủ 4 stack và Long là người phải lùi về trong tình huống này. Một pha thi đấu mà họ đã bốc được vị trí quan trọng nhất, đó là Remake bốc hơi. Đúng là như vậy, nhưng pha thi đấu đó thì thế lính không ủng hộ các thành viên của Nova Esports. Nó lấy được trụ 2 dành cho Roster White và tôi nghĩ rằng Roster White đã đạt được mục đích của mình. Họ vẫn chưa thể nào ăn được con rồng ở thời điểm hiện tại, đối phương vẫn còn đến 4 người và họ cũng chỉ có 4 người mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng bước trao đổi đó là có lời cho bên phía của Roster White trong một cái thế mà họ đang bị đối phương ép. Pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Nova là người chủ động hơn, nhưng mà Yami 2 lần
anh ta thậm chí sử dụng cả tốc biến rồi nhưng không hất tung được ai cả với xuất hiện hành tráng của mình. Hai lần anh ta hất trượt hết. Một pha thi đấu trước đó thì Luna là người chủ động dùng cái tốc biến của mình bỏ đi thì ok rồi, nhưng pha thi đấu 2 thì là một pha thi đấu hơi dướn đến từ vị trí của Yami, cũng không bốc được ai về và ngược lại là khiến cho người bạn của mình đó là Remake phải lên bảng điểm số trong tình huống đó. Và Remake bây giờ anh ta bắt buộc là người phải lên dịch chuyển trong tình huống này. Nian là một người được bế về, Nian đã bế được Luna về nhưng hơi khó bởi vì không có Dam follow up theo đến từ vị trí của Nova. Và bây giờ đánh 5 năm các thành viên của Roster Wild rất thích nha, bởi vì tất cả các chiêu thức của họ đều stack được với nhau, đó là băng địa chấn, đó là lốc xoáy, đó là xoáy cầu đến từ vị trí của Luna. Luna mất đi cho mình nửa lượng máu, Yami khá trâu bò, đây là một Yami lên tanh với cái dư chấn của mình. Họ sẽ chủ động kiểm soát ở đây. Du đang luồn góc và đây là một thế mà bên phía đội tuyển Roster Wild đang kiểm soát hoàn toàn được tầm nhìn ở đây. Chưa có một con mắt nào được cấm ra đến từ vị trí của Nova cả, và Nova Long là người bắt buộc ở đây để có thể check tầm nhìn ở trong tình huống này. Nhưng bây giờ sẽ là mất thế kiểm soát đến từ các thành viên của Roster Wild khi mà tân lính có những con thiên vương chỉ được đẩy vào khu vực đứng giữa. Thì anh ta không quan tâm bất kỳ một điều gì cả, anh ta đang dẫn đoàn thế lính này để có thể tiến thẳng vào khu vực nhà chính của đối phương. Trong khi đó thì Long đang bận để có thể giải quyết cho mình con rồng ngàn tuổi. Và nếu như thành viên của Roster Wild họ không về thì có thể họ sẽ bị mất đi luôn cái trận thi đấu này. Và đây là tình huống mà Nomeo anh ta đang cùng với Đô thám thính ở khu vực hang con rồng ngàn tuổi. Yami bắt đầu kích hoạt chiêu cuối lên, anh ta chưa tìm được mục tiêu, anh ta quay trở về bên những người đồng đội. Xấu quá. Ôi một tình huống tung sợi xích của nó trượt mất rồi, nhưng Đô anh ta rất thấp máu. Một tình huống bắn mũi tên xuyên phá, Đô đang ở trong trạng thái hồi sinh, ra theo đến để có thể là hỗ trợ cho những người đồng của mình. Băng địa chấn cũng là rất đẹp, vẫn còn đó là tình huống sử dụng đồng hồ cát đến từ xoáy đẹp. Đô. Và đây là tình huống xoáy ba người phải đánh từ bên phía của Roster Wild. Nếu như họ đánh được thì họ sẽ thắng, còn nếu không thì họ sẽ thua. Đây là tình huống mà vẫn còn giáp hồi sinh trên người đến từ vị trí của DJ và các thành viên của Nova Esports. Họ hủy diệt các thành viên của Roster Wild, ba người đập lại chỉ còn Luna và chỉ còn lại Đô ở trong tình huống thi đấu này mà thôi. Sẽ là chiến thắng dành cho thành viên của Nova Esports. Và bây giờ chúng ta thấy được rằng Remake đang tiến lên rất nhanh ở đây. Có thể có endgame được không khi mà còn cả bốn thành viên có mặt ở đây, chỉ có một mình Luna ở đây thôi. Luna tốc biến lên, thậm chí là xoáy cầu đang cố gắng đánh, nhưng đó sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên của bên phía đội tuyển Nova Esports. Và đại diện đầu tiên của khu vực WIL đã có tấm vé đến với vòng tiếp theo trận đấu này. Vòng bán kết của chúng ta đã có một đội tuyển đầu tiên ghi danh, đó chính là đại diện của khu vực WIL, Nova Esports, hạt giống số 3 của họ. Một trận thi đấu cực kỳ hấp dẫn, mặc dù bên phía của Roster Wild họ để thua với tỷ số là 3-1. Tuy nhiên màn thể hiện ngày hôm nay nó cũng khiến cho có lẽ là chúng ta cũng phải bất ngờ. Cũng hài lòng ấy, bởi bên phía đội tuyển Roster Wild ngày thi đấu hôm nay rõ ràng là họ thi đấu ổn định nhất trong tất cả những ngày họ đánh. Ngày thi đấu hôm trước là một ngày thi đấu họ rất vất vả để đối đầu với cả bên phía của Immortal đúng không? Một trận thi đấu mà phải đánh đến hình như là Hoàng Anh phải cắt đến hôm đấy với cả Nguji ấy, cắt rất là lâu. Một trận đấu mà hôm nay là trận đấu rõ ràng chúng ta Roster Wild thi đấu ổn hơn rất là nhiều. Đồng ý. Và đó là một trận chiến đấu khá là ngoan cường đến từ bên phía của đại diện Hàn Quốc, đại diện số 1 của Hàn Quốc. Nhưng rất tiếc rằng đại diện số 1 và duy nhất của Hàn Quốc sẽ phải ra về vào ngày thi đấu hôm nay. Họ đã để lại cho chúng ta rất là nhiều dấu ấn. Ngược lại chúng ta thấy được rằng một đội tuyển Trung Quốc nha, đây là một đội tuyển không phải là đội tuyển mạnh nhất của Trung Quốc, đây là đội tuyển top 3 thôi. Và họ làm, đây là một đội tuyển mạnh rừng. Còn chưa các len khác họ ở mức gọi là đoàn kết thôi. Nhưng chúng ta thấy được sức mạnh của họ là như thế nào.